Nô thị cực phẩm y thần, Diệp thần. Tập 501. Cái đuôi vạch qua hư không, thanh thế tráng liệt, rời núi lấp biển, như có thể vỗ gảy núi cao. Nhưng đối mặt băng long mãng rắn mối thế công, thiếu nữ nhưng là dửng dưng, hời hợt đưa hai tay ra, ung dung bắt được băng long mãng rắn mối cuồng quét mà đến cái đuôi, hì hì cười nói. Ai yêu, người muốn chính ta cắt sao? Vậy cũng tốt. Nàng bên trái vung tay lên, trưởng dọc theo bung ra thần hy, bàn tay rơi xuống, suy đích một tiếng, lại như lợi đao cắt kim loại giấy trắng vậy, dễ dàng, liền đem băng long mãng rắn mối cái đuôi, tận gốc cắt xuống. Rồi sau đó, nàng bưng cái này cái đuôi, dương ra hai dãy hàm răng trắng noãn, liền bắt đầu cắn, một cắn chính là một hớp lớn thịt, cũng không lo bổ máu, trực tiếp cắn nhập trong miệng nhai, máu loãng từ khóe miệng nàng chảy ra, tình cảnh lộ vẻ được có chút đáng sợ. Ăn ngon, ăn ngon. Thiếu nữ một bên miệng to cắn thịt nhai, vừa hàm hồ không rõ tán dương. Cái này băng long mãng rắn mối thân thể 10 phần khổng lồ, như một tòa núi nhỏ vậy, nó cái đuôi, đối với thiếu nữ mà nói, nhất định chính là một cây cột vậy khỏe mạnh. Nhưng thiếu nữ cắt kim loại cái đuôi, gặm cắn ăn thịt, động tác nhưng là nước chảy mây trôi, ăn tươi nuốt sống, không biết ăn rồi nhiều ít hung thú. Băng long mãng rắn mối chặn cái đuôi, máu tươi chảy ròng, tổn thương nặng dưới, phát ra kêu thê lương thảm thiết, ánh mắt lại mang to lớn kinh hoàng cùng tuyệt vọng, sợ hãi nhìn thiếu nữ. Diệp thần mãng rắn mối bị trọng thương, đang không xấu có thể tiện nghi các ngươi, truy đuổi. Diệp thần mãng rắn mối một đường chạy trốn, hao hết hứa thiếu khí lực, đang nằm sấp ở dưới đất, cái miệng nhỏ thở hổn hển nghỉ ngơi, đồng thời vận chuyển linh lực, ở điều chỉnh đứt đuôi thương thế. Tám đuôi. Bùi Vũ Hàm mắt đẹp vừa chuyển, nói cái này xấu xa đi, hi hi, lần trước hẹn lại, thật ra thì vậy cái con thằn lằn cái đuôi thịt cũng là thiếu, ngươi sợ chính ngươi đều là đủ ăn. Tô cô nương. Lơ là cảm ứng bên trên, hai người đều cảm giác được, cái này hơn người nam hạ, đúng là cất giấu lau một cái đáng sợ hơi thở. Tám đuôi hơn nam thấy được băng long, ai nha một tiếng thét kinh hãi, hạ trên đánh giá ta, nói. Đuôi thú khẩu vị, thật sự là đáng sợ chút. Băng long và độc cô già la, toàn bộ hành trình mắt thấy một màn kia, đều là kinh hãi được có lấy phục thêm. Người kêu Bùi Vũ Hàm. Có thế nào, hai người chỉ xấu xa hiện thân đi ra. Nơi này anh chị, bọn họ phải ra tới ăn chung sao? Đáng sợ hơn phải, Tô Tử Nhi nói qua, cái đó cô gái, rất có thể sẽ đến tham gia đạo tông trận đấu nhỏ. Nó trí khôn cực cao, biết cô gái này, thực lực cực kỳ khủng bố, coi như là nó cái lãnh chúa này cấp hung thú, ở trước mặt thiếu nữ, vậy cùng mèo con cún con kém không nhiều. Băng Long thấy Bùi Vũ Hàm tư thái ngây thơ hồn nhiên, hồ đồ đơn thuần, nhưng gặp ngươi ăn tươi nuốt sống, lại không một cổ nguyên thủy ngang bướng, trong lòng muốn chiêu mộ ngươi, cho mình sử dụng, nhưng thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, vậy trận tranh phong trận đấu nhỏ, có so hung hiểm, một cái lựa chọn sai lầm, cũng không thể nào đưa đến vạn kiếp là phục. Lên làm, Băng Long và Độc Cô Già La, lập tức liền nói với đừng rời đi, e sợ cho sanh biến. Băng Long lúc này thấy cái này hơn nam, cũng biết ngươi không phải tám đuôi, hơn nữa thực lực hoàn toàn có không có bị hạn chế, cấp lãnh chúa hung thú pen hân mãng rắn mối, ở trên tay ngươi, đúng như mèo lớn chó lớn vậy, không có thể tùy ý trêu đùa. Huống chi, pen hân quỳnh vẫn là tám đuôi, tâm tính trạng thái quá là ổn định, một khi xảy ra điều gì ý bên trong, ngươi ngược lại thương tổn tới mình, đây thật là tưởng tượng nổi, vẫn là sớm cách xa thì tốt hơn. Cái này tám đuôi chân thân, là một đầu thiên cẩu, nhưng còn không thể hóa hình trước, bên trong đồng hồ không phải một cái 18-7 tuổi cô gái. Ngươi nói hắn là cái người xấu. Tám đuôi hơn nam báo xuống mình tên chữ, liền kêu Bùi Vũ Hàm. A, à, hắn muốn đi qua ăn chung thịt sao? Độc cô già la âm thầm chắc lưỡi hít hà, pen hân mãng rắn mối cái đuôi, liền như trụ tử vậy cự nhỏ, thịt tính là biết không thiếu nhiều, nhưng lại vẫn bổ sung là đầy Bùi Vũ Hàm khẩu vị. Khẳng định Băng Long và Độc cô già la, lúc này ra tay săn giết, là có thể nhặt được một cái thiên nhỏ tiện nghi, là cần phải hao phí thiếu hơn khí lực, là có thể đánh chết Diệp thần mãng rắn mối. Hai người thấy hơn nam trước người tám cái đuôi, trong lòng đồng thời toát ra hai chữ. Bùi Vũ Hàm ngây thơ ảm đạm cười nói, một bộ rất hiền lành bạn bè xấu hình dáng. Mới vừa Diệp thần mãng rắn mối, bị Bùi Vũ Hàm chặt đứt cái đuôi, chính là trọng thương giây phút. Ừ, rượu mà cô nương,
Các ngươi còn không chuyện, chính là và hắn ăn chung thịt, lần trước hẹn lại đi. Tám đuôi hơn nam hướng về phía Băng Long và Độc Cô Già La chỗ ở phương hướng, gọi. Băng Long sớm nghe Tô Tử Nhi nói qua, Phen Hân Quỳnh ở trắng ám rừng rậm bên ngoài, gặp tám đuôi, cũng cùng kết giao. Kêu ngươi rượu mà lại không thể, hì hì. Hắn không phải trong truyền thuyết luân hồi chi chủ sao? Ngươi nghe Tô Tử Nhi tỉ tỉ nói qua ngươi. Băng Long cao giọng hướng Độc Cô Già La nói, dọc theo Diệp Thần mãng rắn mối lưu lại vết máu, nhanh chóng truy đuổi đuổi xuống. Ngươi dùng răng cắn lên một miếng thịt, như vậy trước phun tới lòng bàn tay, bưng phơi bày cho Băng Long, cười hì hì mời ta tới ăn thịt, thịt này còn không máu loãng đang chảy xuôi. Đây là đuôi thú hơi thở. Băng Long nói, hướng Độc Cô Già La nháy mắt. Hạ một sát, Băng Long mãng rắn mối ô minh một tiếng, lập tức bước ra bốn chân, xoay người bỏ mạng chạy, thật giống như rất sợ chạy trốn chậm một chút, sẽ bị hơn nam trực tiếp ăn. Bùi Vũ Hàm chém ra thương thế, mang không đuôi thú ăn mòn, cho dù là lấy Diệp Thần mãng rắn mối yếu hãn thể chất, ngắn hạn bên trong, cũng có pháp khôi phục. Một đường đuổi theo bên trên, rất chậm, Băng Long và Độc Cô Già La hai người, ngay tại một nơi xum xuê trong rừng rậm, phát hiện Diệp Thần mãng rắn mối chỗ. Người vừa nói liền lộ ra điểm lúng túng diễn cảm, xấu xa xem không có một chút là xấu xa ý. Băng Long và Độc Cô Già La, còn chống âm la tiên dù, hơi thở ẩn giấu, nhưng hoàn toàn lừa gạt là qua cái này tám đuôi hơn nam ánh mắt. Diệp Thần và Độc Cô Già La nhìn nhau, gật đầu một cái, đều có điểm kích động, biết đầu này Băng Long mãng rắn mối, đã là con mồi của bọn họ. Băng Long mãng rắn mối cảm thấy được hai người hơi thở, nhất thời cảnh giác đứng lên, ánh mắt mang theo một chút lãnh ý, nhìn từ đàng xa đi tới hai người. Độc Cô Già La không nói nhảm nữa, trực tiếp ra tay, nắm một viên độc đan, vẫy tay ném ra ngoài. Độc đan ở Băng Long mãng rắn mối trước mặt nổ tung, một chùm khói độc bộc phát ra. Băng Long mãng rắn mối hút vào khói độc, nhất thời tức giận thống khổ gầm hét lên. Vốn là nó thể chất cường hãn, vậy khói độc đối nó không có chút nào tác dụng. Nhưng hiện tại, nó bị thương dưới, kháng độc năng lực vậy hạ xuống theo, cái này một chùm khói độc, đối nó mà nói, không thể nghi ngờ là liên tiếp gặp tai nạn. Ngay tức thì, Băng Long mãng rắn mối trúng độc, ánh mắt đổi được chậm chạp đứng lên, trắng như tuyết áo giáp trên, hiện ra một tầng màu đen độc ban. Diệp Thần nhìn chính xác cơ hội, lập tức huy động luân hồi thiên kiếm, một kiếm bạo chém ra. Trảm thiên cửu kiếm bùng nổ, ác liệt vô cùng kiếm khí, liền hướng Băng Long mãng rắn mối thân thể chém tới. Hoa Tổ sắc mặt run lên, lần nữa một kiếm vung chém ra, vận dụng mặt trời gay gắt mệnh tinh năng lượng, kiếm mang bộc phát ra mặt trời gay gắt vậy sáng chói chói lọi. Nhưng, Hoa Tổ tuyệt đối có nghĩ đến, Băng Long lại dám ở đó bên ngoài sống lại, còn có chưa đi đến thi đấu buông tha, hơn nữa còn muốn cướp đoạt ta săn giết được hung thú. Chỉ gặp không một bóng người. Như quỷ mị bên cạnh ngoài rừng cây rút ra, trước tay nhỏ bé một tấm, linh khí như nhỏ lưới vậy bao phủ ra, quấn lấy Diệp Thần mãng rắn mối thân thể, liền muốn bỏ trốn. Đầu kia Diệp Thần mãng rắn mối, lại còn không dãy dụa chỗ trống. Nhưng, nó trọng thương chúng độc dưới, phún ra băng sương mù, cũng không có nhiều ít lực lượng, hoàn toàn không ngăn được Diệp Thần. Hoa Tổ biết người điều khiển sứa, cũng là khó khăn, lúc này gật đầu, có không chút nào sau nhiều. Dậm chân khua kiếm hướng Băng Long chém tới. Hoa Tổ, hắn lại giết chết đới húc đệ tử. Độc Cô Già La gò má trắng nõn hạ, xuất hiện một màn khí trắng, tựa hồ mười phần sau nhiều, thúc giục Hoa Tổ nói. Đạo nhân ảnh kia, lại là thiên tốc tinh Băng Long. Băng Long mãng rắn mối trúng kiếm, vừa tức giận, lại là thống khổ gầm hét lên, thân thể cao lớn là đoạn vùng vẫy dao động, quét gãy cây cối, kích thích bụi mù cuồn cuộn. Hoa Tổ sắc mặt cũng là trầm xuống, tối hôm qua ta bức tử Băng Long, đối phương ở đới húc tre trở trên, thời gian tuyến có không toàn diệt, còn không sống lại có thể. Trong rừng rậm, có mấy người khiếp sợ. Vậy trên gặp phải sứa quấn quanh, Băng Long cả người cứng còng, tại chỗ rơi xuống đất, Diệp Thần mãng rắn mối vậy một tiếng nổ, rơi xuống đất. Xúc sinh kia thật là dự định cá chết lưới rách. Diệp Thần kiếm khí biểu chém, trực tiếp chảm phá băng sương mù. Hung hăng một kiếm bổ vào Băng Long mãng rắn mối trên mình. Ấm Hổ Văn lấy làm kinh hãi, rút kiếm tiến về trước mấy bước. Diệp Thần mãng rắn mối lần nữa trúng kiếm, một lần kia, nó cả người sức sống, ở Hoa Tổ mặt trời gay gắt kiếm uy bên trên,
hoàn toàn tuyên cáo vết nứt, rên rỉ một tiếng, tại chỗ chết đi. Một nơi thác nước bên trên, một cái người đàn ông đồ trắng đang cùng một cái chăn nước vật lộn, ở Tiêu Sái khua kiếm ám sát chăn nước trước, người đàn ông đồ trắng ánh mắt nhìn về bên trong bầu trời, lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngay lập tức, ấm hổ văn liền mượn tốc độ thật chậm, liền muốn cướp đi con mồi rời đi. Vậy ô minh tiếng, rõ ràng cho thấy một hiện cái tín hiệu, nó ở triệu tập xa xa hung thú tới đây, cũng ở đây triệu tập hắn ta người dự thi, cho dù chết, cũng phải cấp hoa tổ mang đến phiền toái. Băng Long là thiên tốc tinh chuyển thế, ta chết, trực tiếp kích động thiên cơ, nơi không người cũng cảm ứng được. Ta nguyên bản còn lấy là, mình không thể một kiếm chém chết ấm hổ văn mãng rắn mối. Nhưng cấp lãnh chúa hung thú, sinh mệnh lực sau đó nhiều, vẫn là ra ta dự liệu. Đáng chết, là Băng Long. Âm La Thủy Mẫu, hạ xuống đi. Luân hồi chi chủ, đừng giết ngươi, ngươi. Ta tốc độ chậm như quỷ mị, hoa tổ mới vừa chém chết ấm hổ văn mãng rắn mối, linh khí còn có cấp và tới đây, muốn thi triển đôi rắn tròm sao vây khốn ta, đây là tuyệt đối là khả năng. Băng Long quay đầu nhìn hoa tổ một mắt, mang giữ tợn nụ cười, ý này phảng phất là nói, ta sống lại trước thực lực tuy trên giảm, nhưng ta gánh trước còn không đới húc chống đỡ, vẫn có thể cùng hoa tổ tiếp tục tranh đấu đi lên. Băng Long mãng rắn mối tức giận gầm thét, phun ra một đoàn băng sương mù, định ngăn trở Diệp Thần. Phốc! Trước, Diệp Thần mãng rắn mối ngửa mặt lên trời phát ra ô minh. Cái này cầm màu trắng cây dù đi mưa, ở trong hư không vặn vẹo, biến hóa, tại chỗ hóa thành một đầu màu trắng sứa, thân thể co lại một cái, một gian nhảy, vừa lên liền gian nhảy đến Băng Long gánh trước, từng cây một xúc tu bộ rễ, quấn lấy Băng Long thân thể. Ấm hổ vằn cổ chém đầu địa phương, tung tóe ra một đạo suối máu, đầu rơi xuống đất, trước nhất còn sót thời gian tuyến, hoàn toàn mất đi. Nhưng liền vào lúc đó, kinh biến đột ngột. Thấy Diệp Thần mãng rắn mối bỏ mình, hoa tổ nhất thời thở phào nhẹ nhõm, và Độc Cô Già La nhìn nhau một mắt, hai người thì phải chia cắt ấm hổ vằn mãng rắn mối khí huyết năng lượng, dùng để thăng cấp năng lượng dấu vết. Mắt gặp Băng Long liền muốn chạy trốn rời đi, nhưng lúc đó, Độc Cô Già La bước ra một bước, cầm trong tay màu trắng cây dù đi mưa bay ném ra, quát lên. Băng Long ồ oa nhỏ kêu, tràn đầy kinh hoàng, ta chỉ lo tính toán hoa tổ, nhưng hoàn toàn bỏ quên Độc Cô Già La thủ đoạn. Phốc xích! Băng Long mặt đầy kinh hoàng, cảm giác tử vong bao phủ toàn thân, muốn cầu xin tha thứ, nhưng hoa tổ căn bản là cho ta bất kỳ cầu xin tha thứ cơ hội, kiếm mang bạo chém, tại chỗ đem ta đầu cũng chém đi lên. Độc Cô Già La kêu lên một tiếng, có nghĩ đến Băng Long lại có thể sẽ xuất hiện ở đó bên ngoài. Luân hồi chi chủ, chậm động thủ. Phải biết, ta luân hồi thiên kiếm, nhưng mà yếu hóa trước thần binh lợi khí, vẫn có thể một kiếm giết chết Diệp Thần mãng rắn mối, đủ thấy con thú này yếu ớt. Kiếm phong sắc bén, nhất thời ở Băng Long mãng rắn mối trên thân thể, đánh ra một đạo vết thương sâu tới xương. Cô gái đồ trắng chính là đảm nhiệm thiên nữ, nàng đang cảm giác đến đới húc tin chết sau đó, cũng là 10 phần khiếp sợ. Phải biết, đới húc nhưng mà thiên tốc tinh chuyển thế, sau lưng lại có hoa tổ trợ lực, lại có thể đều chết ở Diệp Thần trong tay. Diệp Thần thực lực, tựa hồ so nàng tưởng tượng, mạnh hơn rất nhiều. Suy, một đạo lưu quang bắn tới, rơi vào thiên nữ trước mặt, không phải người khác, đang là đại Chu gia tộc Chu Võ Hoàng. Chu Võ Hoàng, người tới làm gì? Thiên nữ thấy Chu Võ Hoàng tới, nhất thời cảnh giác, hoành kiếm ngay ngực, sát ý lăng nhiên. Mà giờ khắc này Chu Võ Hoàng trong mắt mang nồng nặc che lấp, đới húc chết, hiển nhiên vậy để cho tâm tình hắn 10 phần nặng nề. Hắn đổ không quan tâm đới húc sống chết, nhưng Diệp Thần có thể hoàn toàn tiêu diệt đới húc, biểu dương ra kinh thiên chiến lực, nhưng để cho hắn rất kiêng kỵ. Thiên nữ, người ta đã không có lựa chọn, lập tức, chúng ta phải liên thủ. Ta đã triệu tập tử thần giáo đoàn, cổ tinh môn, hắc ám người hồn tộc, chỉ kém ngươi. Luân hồi chi chủ quá mức mạnh mẽ, nhất định phải ngươi vậy tham dự vào, mới khá đem hắn đánh chết. Chu Võ Hoàng nói rõ ý đồ, hắn là muốn mời thiên nữ kết minh. Thiên nữ mày liễu hơi cao lại, bàn tư một hồi, chính là lắc lắc đầu nói. Không, thi đấu thời gian còn sớm, ta không có hứng thú cùng các người nhằm vào luân hồi chi chủ. Sớm như vậy liền xé rách ra mặt, không phải là chuyện tốt. Chu Võ Hoàng ha ha cười một tiếng, nói, làm sao, người còn muốn cho luân hồi chi chủ trì hoãn nữa cơ hội. Vẫn là,
người muốn nghêu cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, nhìn chúng ta tranh đấu, mình ở sau lưng ngồi thu mưu lợi bất chính. Thiên nữ cười lạnh một tiếng, sau đó lắc lắc đầu nói, ta bỏ mặc ngươi nói gì sao, tóm lại, ta cần trước ngắm nhìn một đoạn thời gian, mới có thể ra tay. Ngươi đừng quên, rừng rậm chỗ sâu còn có rất nhiều mạnh mẽ bao nhiêu hung thú, nếu như chúng ta đối phó luân hồi chi chủ, hao phí quá nhiều khí lực, vậy sợ rằng liền phổ thông hung thú cũng không đối phó được. Đây là thiên nữ cân nhắc, trong rừng rậm quá nhiều nguy hiểm, hung thú phân bố, nàng phải gìn giữ mình thực lực, nếu như không có tuyệt đối chắc chắn, nàng sẽ không ra tay. Chu Võ Hoàng tức giận, nói, đảm nhiệm thiên nữ, người hôm nay bất chấp lý lẽ. Nếu như luân hồi chi chủ thắng được, người sẽ hối hận. Hình ảnh quay về. Thiên nữ và Chu Võ Hoàng khác nhau, Diệp Thần tự nhiên không biết, hắn lúc này, ở đánh chết đới húc sau đó, liền cùng Độc Cô Già La, cùng nhau chia cắt băng long mãng rắn mối linh khí, hai người năng lượng dấu vết, đều được thăng cấp. Độc Cô Già La năng lượng dấu vết, từ màu trắng thăng cấp đến màu xanh lá cây. Dấu vết thăng cấp sau đó, cung cấp nhiều chúc phúc năng lượng, nàng mới vừa điều khiển sứa tiêu hao cùng cắn trả, vậy đang nhanh chóng khôi phục cùng chậm tách ra. Mà Diệp Thần dấu vết, thì trực tiếp từ màu xanh lá cây lên tới màu xanh da trời. Màu xanh da trời dấu vết cung cấp chúc phúc, càng bàng bạc đậm đà, Diệp Thần chỉ cảm thấy thân thể như có thần giúp, trong giơ tay nhấc chân đều có cực lớn lực lượng, hùng hồn dư thừa. Rất tốt, cấp lãnh chúa hung thú, cung cấp linh khí, thật đúng là dồi dào à, nếu có thể giết nhiều mấy đầu là tốt. Diệp Thần con ngươi híp lại, liếm môi một cái, trong mắt cũng là toát ra một chút nóng bỏng. Độc Cô Già La nhưng nhắc nhở, đừng quá xung động. Lần này chúng ta có thể như thế ung dung giết chết băng long mãng rắn mối, là bởi vì là có sáu đuôi trợ giúp. Diệp Thần trong lòng nhớ tới cái đó sáu đuôi thiếu nữ Tô Tử Nhi, cũng là gật đầu một cái. Nếu như không phải là Tô Tử Nhi trước chặt đứt băng long mãng rắn mối cái đuôi, để cho hắn bị thương nặng, hắn cũng không khả năng như thế dễ dàng liền giết chết. Nếu như là chân chính săn giết trạng thái tột cùng lãnh chúa hung thú, vậy cho dù là Diệp Thần, chỉ sợ cũng phải hao phí giá cực lớn. Chúng ta tiếp tục lên đường đi, Hàn Diễm hẳn còn sống, đại khái là phải bị Chu Võ Hoàng cầm tới làm con tin. Diệp Thần ánh mắt nhìn ra xa hướng phương xa, tối hôm qua Hàn Diễm nhập ma, che chở hắn và Độc Cô Già La rút lui, rơi vào trùng trùng vây khốn, giữ nhiều lành ít. Bất quá, Diệp Thần có thể cảm giác được, Hàn Diễm sức sống còn không có đoạn tuyệt, hắn còn chưa có chết. Hắn dẫu sao là Đao Thiên Đế con trai, Chu Võ Hoàng, Hoàng Hôn Cự Nhân. Vân Thương Chủng các người, cũng không dám tùy tiện xé rách ra mặt, cho nên chỉ là trấn áp Hàn Diễm, cũng không có đem hắn giết chết. Nhưng, bọn họ cũng không có thả Hàn Diễm, mà là cầm hắn khống chế lại, hơn phân nửa là muốn cầm tới làm con tin, uy hiếp Diệp Thần. Diệp Thần biết suy nghĩ nhiều cũng vô dụng, hôm nay chỉ có thể gặp đi bộ bước, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Hắn và Độc Cô Già La, tiếp tục đi về trước xuất phát, cũng không có che giấu mình hơi thở. Sẽ chờ Chu Võ Hoàng bọn họ tới đây đàm phán. Nhưng mà, ra Diệp Thần dự liệu, thời gian trôi qua 3 ngày, Chu Võ Hoàng các người cũng không có thương lượng ý, tựa hồ còn đang mưu tính. Cái này 3 ngày thời gian, Diệp Thần vậy không đụng phải bọn họ ở tận lực tránh hắn, tựa hồ là sợ trực tiếp phát sinh mâu thuẫn. Diệp Thần biết, Chu Võ Hoàng nhất định là ở âm mưu tính toán chút gì, đáng tiếc cái này phiến lưỡi đao vực, thiên cơ mang theo sương mù dày đặc. Nhân quả không dễ dàng bắt, hắn cũng khó mà biết rõ đối phương ý đồ. Duy nhất tin tức tốt, chính là Hàn Diễm còn sống. Lại qua 2 ngày, Diệp Thần đã bước chân vào rừng rậm chỗ sâu, nơi này tồn tại rất nhiều cấp lãnh chúa hung thú, 10 phần nguy hiểm. Diệp Thần và Độc Cô Già La, song song liên thủ, săn giết mấy đầu lĩnh chủ hung thú, hắn năng lượng dấu vết, từ màu xanh da trời thăng cấp đến màu tím. Độc Cô Già La dấu vết. Chính là thăng cấp đến màu xanh da trời. Chiều nay, Diệp Thần cứ theo lẽ thường và Độc Cô Già La, bố trí doanh trại, chuẩn bị ở ban đêm nghỉ ngơi. Hai người vây quanh đống lửa, ăn một ít thức ăn, uống nước, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Đây là, lại có một loạt tiếng bước chân, từ bên ngoài doanh trại truyền tới. Diệp Thần dương mắt vừa nhìn, liền thấy một cái ăn mặc Thiên Khư Thần Điện quần áo đệ tử, cẩn thận một chút đến gần tới đây. Ngày trước Khư Thần Điện đệ tử, khi nhìn đến Diệp Thần ánh mắt sau đó, lập tức giơ cao 2 tay, tỏ ý cũng không ác ý, nói.
Luân hồi chi chủ, nhà chúng ta thiếu gia muốn gặp ngươi. Diệp thần tựa hồ đã sớm ngờ tới sẽ có một màn này, lạnh lùng nói, Chu Võ Hoàng sao? Đệ tử kia nói, thiếu gia nói, muốn hàn huyên với ngươi trò chuyện, mời ngươi đến chúng ta doanh trại tụ họp một chút. Diệp thần ha ha cười một tiếng, nói, trừ Chu Võ Hoàng bên ngoài, các ngươi trong doanh địa còn có ai? Đệ tử kia nói, có ta Thiên Khư Thần Điện lớn Chu gia tộc, Hùng Bá gia tộc đệ tử, Cửu Thiên Phục Long giáo rất nhiều thiên tài, Cổ Tinh môn trẻ tuổi anh hào tài tuấn, còn có Tử Thần giáo đoàn hộ pháp Hoàng Hôn Cự Nhân, cùng với Thiên Đan tháp thiếu chủ Thanh Phù Trần Vân. Vân. Diệp thần nói, thiên nữ ở đây không? Đệ tử kia nói, không có ở đây. Diệp thần gật đầu, vậy xem ra trừ thiên nữ ra, cái khác tất cả thiên tài trẻ tuổi, cũng liên hiệp nhằm vào hắn. Hôm nay Chu Võ Hoàng phát ra mời, rõ ràng cho thấy giáp tâm hại người. Hắn chỉ mình, hướng ngày trước Khư Thần Điện đệ tử nói, ngươi xem ta xem kẻ ngu sao. Các ngươi nhiều người như vậy, ta một mình đi các ngươi doanh trại, há chẳng phải là chịu chết. Diệp thần coi như lại cuồng ngông, vậy không cuồng ngông đến nói có thể một mình đấu nhiều thiên tài như vậy bước. Chu Võ Hoàng, Vân Thương Chủng, San Hô Cung Mưa, Hoàng Hôn Cự Nhân, đều không phải là hạng người tầm thường. Đệ tử kia nói, Luân Hồi Chi Chủ mời yên tâm, nhà ta Võ Hoàng thiếu gia, còn có cái khác tất cả người, đều nguyện ý lấy đạo tâm thể, tuyệt không xuất thủ đả thương ngươi tánh mạng. Lần này thiếu gia mời ngươi, là có chuyện cùng ngươi thương lượng. Chúng ta phát hiện một đầu bị thương vương giả cấp hung thú, vậy hung thú tuy bị thương, nhưng dẫu sao là cấp vương giả mạnh mẽ tồn tại, không thể khinh thường. Thiếu gia là muốn mời ngươi, tạm thời buông xuống ân oán, cùng nhau săn giết vậy cấp vương giả hung thú. Nếu không, vậy hung thú một khi thương thế khôi phục, rất có thể đem chúng ta tất cả mọi người đều xé nát. Hôm nay phần lớn người dự thi, năng lượng dấu vết đều là màu xanh da trời, coi như là Diệp thần, cũng chỉ là màu tím. Không có lên tới cao nhất màu đỏ. Muốn đối kháng vương giả cấp hung thú nói, nhất định phải có màu đỏ năng lượng dấu vết bảo vệ, mới có thể bảo đảm an toàn. Nếu không, tùy thời đều có rơi xuống nguy hiểm. Diệp thần nhướng mày một cái, nói, nơi này có cấp vương giả hung thú. Hắn có lưỡi đao vực bản đồ, toàn bộ lưỡi đao vực, cấp vương giả hung thú, tổng cộng cũng chỉ có hai đầu, có thể nói là siêu cấp bá chủ vậy tồn tại, lãnh địa ở xâm lâm tấn đầu địa phương. Nhưng hiện tại, đệ tử kia lại nói, nơi này tồn tại một đầu cấp vương giả hung thú. Đệ tử kia nói, vậy hung thú bị thương trong người, có thể là cùng thú dữ khác tranh đấu, bị đuổi ra khỏi lãnh địa, hôm nay xuất hiện ở vùng lân cận, đối với chúng ta tất cả người dự thi uy hiếp, nhưng mà cự quá lớn. Luân hồi chi chủ, nếu như ngươi chịu buông xuống thành kiến, cùng nhau hợp tác, thiếu gia nhà ta có thể phóng thích hàn kiếm ma. Bất quá, hắn nhập ma sau đó. Thần chí tựa hồ có chút không rõ, tu dùng xích sắt chói, nếu không sẽ xuất thủ tổn thương người. Diệp thần trầm ngâm suy nghĩ, cũng không nghĩ tới Chu Võ Hoàng chủ động nói muốn buông xuống ân oán, tạm thời liên thủ hợp tác, đi săn giết cấp vương giả hung thú. Hàn diễm còn ở trên tay hắn, Diệp thần tự nhiên không thể ngồi coi bỏ mặc. Huống chi, Chu Võ Hoàng trận doanh tất cả người, cũng lấy đạo tâm thề, sẽ không ra tay tổn thương hắn. Vậy ngược lại là có thể đi qua thử nghiệm đàm phán. Dẫu sao, cái này phiến lưỡi đao vực, sau lưng có nham thần thiên tôn ở theo dõi trước, cũng không sợ Chu Võ Hoàng các người vi phạm lời thề. Dẫn đường đi, ta đi gặp ngươi một chút cửa nhà thiếu gia, ta đây là tò mò, hắn kết quả tại hạ một bàn như thế nào cơ. Diệp thần quyết định chủ ý, liền đáp ứng đi gặp Chu Võ Hoàng. Đệ tử kia đại hỉ, làm một động tác tay mời, nói, luân hồi chi chủ, mời. Diệp thần gật đầu một cái, liền cùng độc cô già la cùng nhau, đi Chu Võ Hoàng doanh trại. Chu Võ Hoàng doanh trại, khoảng cách Diệp thần doanh trại, không hề coi là xa, đi ước chừng 15 phút thời gian liền đến. Vậy doanh trại phạm vi lớn vô cùng, chung quanh có mấy trăm người giơ cây đuốc, đang để phòng trước. Những người đó, có chính là Thiên Khư Thần Điện đệ tử, có chính là Cổ Tinh môn người, có chính là Tử Thần giáo đoàn và Hắc Ám người hồn tộc, thấy Diệp thần tới. Tất cả mọi người ánh mắt, đồng loạt hội tụ đến trên người hắn. Trong doanh trại tim, là một tòa thật to lều vải. Độc cô già la có chút khẩn trương, Diệp thần ngược lại là không có động tính, dũng khí hơn người, sải bước đi hướng lều trại. Độc cô già la vậy muốn đi vào theo, nhưng bị canh phòng ngăn lại. Canh phòng nói,
Võ Hoàng thiếu gia chỉ mời Luân Hồi chi chủ. Diệp Thần bình tĩnh nói, Già La cô nương, người ở bên ngoài chờ ta. Độc Cô Già La không thể làm gì, chỉ có thể đứng ở bên ngoài. Lều trại bên trong, để từng tờ một bàn rượu, phía trên bày đầy chân tu món ăn ngon, rượu trà thơm. Nhìn ra được, vì chiêu đãi Diệp Thần, Chu Võ Hoàng xài chút tâm tư. Diệp Thần ánh mắt từng cái quét qua, liền thấy Chu Võ Hoàng, Vân Thương Chủng, Hoàng Hôn Cự Nhân, Thanh Phù Trần, San Hô Cung Mưa, còn có một chút hắn trước kia chưa từng thấy thiên tài kiêu tử, cũng tề tụ ở lều trại bên trong, chờ hắn đến. Mà đây mọi người bên trong, Thiên Đan Tháp thiếu chủ Thanh Phù Trần, cũng không dám cùng Diệp Thần ánh mắt giáp nhau. Bởi vì, trước đây ở trên trời Đan Tháp Thánh Nữ Thanh Phù Tuyết điều đình hạ, Diệp Thần đáp ứng cùng hắn hòa giải. Nhưng hiện tại, hắn vẫn đứng ở liền Chu Võ Hoàng bên này, vậy nếu như tương lai hồi sinh tranh đấu, cũng không trách được Diệp Thần. Ở doanh trướng xó xỉnh, có một người thanh niên nam tử, bị xích sắt trói ở trên cây cột, thỉnh thoảng phát ra trầm thấp gầm to, ánh mắt như dã thú vậy điên cuồng, chính là Hàn Diễm. Luân Hồi chi chủ, cung nghênh đại giá. Chu Võ Hoàng ngồi ở ghế đầu vị trí, giơ lên ly rượu, hướng Diệp Thần cười một cái. Ngồi ở Chu Võ Hoàng bên cạnh, là thân thể to lớn Hoàng Hôn Cự Nhân, như tháp sắt núi cao vậy, lộ vẻ được đặc biệt chói mắt. Luân Hồi chi chủ, không nghĩ tới ngươi còn thật dám đến. Hoàng Hôn Cự Nhân cười gần một tí, tự mình uống một ly rượu. Diệp Thần thản nhiên như thường, cười nói, các ngươi không phải nói, lấy đạo tâm thể, sẽ không làm thương tổn ta sao? Chu Võ Hoàng gật đầu nói, đúng vậy, mời ngồi. Diệp Thần vậy không khách khí, ở duy nhất một tấm còn dư lại bàn trống trước ngồi xuống. Trên bàn bày đầy chân tu món ăn ngon, mấy ngày nay Diệp Thần đều ăn so với là tùy tiện, liền nhớ lại đũa. Chậm, những thức ăn này có độc. Đột nhiên, Diệp Thần nghe được Luân Hồi mộ địa bên trong, độc thủ dược thần phát ra cảnh cáo thanh âm. Cái gì? Diệp Thần sửng sốt một tí, chính hắn vậy tinh thông độc thuật cùng dược thảo chi đạo, nếu như thức ăn có độc nói, hắn một mắt là có thể phát hiện. Lửa trời linh bông lúa làm thành cơm, hồn mây lửa tiêu phân phối tương liêu, tuyết phách tiên nhị nổi lên rượu, những thứ này nhìn như cũng không có bất kỳ vấn đề. Nhưng, lửa trời linh bông lúa, hồn mây lửa tiêu, tuyết phách tiên nhị cái này ba loại vật liệu, nếu như trộn, liền sẽ sản sinh ra kịch độc. Những thứ này vật liệu, đều là hoa tổ tiên thảo trong vườn chân vật, ngoại giới cũng không có, xem ra là hoa tổ muốn giết ngươi. Độc thủ dược thần trầm giọng nói, nhìn thấu những thức ăn này sau lưng âm hiểm. Cái này ba loại vật liệu muốn rượu pha chế thành kịch độc, sức lửa phân lượng đều phải cầm nặn được đặc biệt tinh chuẩn. Chu Võ Hoàng không hiểu những thứ này, nhất định là ngày trước Đan Tháp thiếu chủ, là hắn hạ độc muốn hại ngươi. Dược thảo chi đạo cũng không đơn giản, Chu Võ Hoàng võ đạo thần thông cường hãn, nhưng cái này chút bí quyết cũng không phải là hắn nơi sở trường. Toàn trường người bên trong, duy nhất tinh thông dược thảo chi đạo người, chỉ có Thiên Đan Tháp thiếu chủ Thanh Phù Trần. Diệp Thần ánh mắt chỗ sâu, lướt qua một chút che lấp, không nghĩ tới Thanh Phù Trần sẽ liên hiệp hoa tổ, hãm hại mình. Lửa trời linh bông lúa, hồn mây lửa tiêu, tuyết phách tiên nhị cùng vật liệu, đều là hoa tổ âm thầm ban cho, hoa tổ muốn thông qua Thanh Phù Trần tay, độc hại Diệp Thần. Tiền bối, ta cũng bị trúng độc. Diệp Thần suy nghĩ mình tu luyện tiên thiên độc long khí, lại có cổ độc thần mạch, dự đoán sẽ không dễ dàng trúng độc. Ha ha, đừng quá cuồng ngông. Ngươi thân thể, đối kịch độc chịu đựng, là có hạn độ. Hoa tổ xuống độc, ngươi thì như thế nào có thể chống cự? Độc thủ dược thần nói. Diệp Thần trong lòng rét một cái, nói, vậy nên như thế nào phá giải? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hắn coi như là biết, Chu Võ Hoàng chỉ mời một mình hắn, không để cho Độc Cô Già La đi vào, là sợ sự việc bại lộ. Độc thủ dược thần nói, vận chuyển mặt trời gay gắt mệnh tinh, có thể bốc hơi kịch độc, người trước chuyện có phòng bị, sẽ không sợ trúng độc. Tương kế tự kế, giả vờ trúng độc, xem bọn họ muốn đùa bỡn hoa dạng gì. Diệp Thần gật đầu, biết Chu Võ Hoàng đám người tính toán. Bọn họ lấy đạo tâm thể, nói sẽ không ra tay công kích hắn, cho nên liền trực tiếp hạ độc, hơn nữa những độc vật này vật liệu, là hoa tổ cung cấp. Nếu như Diệp Thần thật bị độc hại mà nói, tìm căn nguyên tố nguyên, là hoa tổ hại hắn, nhân quả vậy coi là không tới Chu Võ Hoàng các người trên đầu, bọn họ không tính là vi phạm đạo tâm lời thề.
Lập tức, Diệp Thần tỉnh bơ, đem lửa trời linh bông lúa, hồn mây lửa tiêu, tuyết phách tiên nhị các loại thức ăn rượu vật liệu, ung dung nếm một lần, hướng Chu Võ Hoàng nói. Nói đi, muốn hợp tác thế nào? Muốn ta ra tay đối phó vậy cấp vương giả hung thú? Thấy Diệp Thần ăn mang có kịch độc thức ăn, Chu Võ Hoàng, Thanh Phù Trần, Hoàng Hôn Cự Nhân các người, đáy mắt bữa sau lúc lướt qua một chút mịt mờ kích động. Những thứ này nhỏ xíu biểu tình biến hóa, bị Diệp Thần bắt ở trong mắt. Nhưng, bọn họ nhưng không biết, Diệp Thần ở ăn thức ăn thời điểm, trong cơ thể mặt trời gay gắt mệnh tinh vận chuyển, đem tất cả vào cơ thể đồ, toàn bộ bốc hơi hết, căn bản là không có trúng độc. Chu Võ Hoàng cười nói, vậy cấp vương giả hung thú, là một đầu nam ly thần hỏa tê, vô cùng hung hãn, cần ngươi đánh trận đầu, mới khá có cơ hội đem vậy hung thú chém chết. Cùng chém chết hung thú sau đó, ngươi có thể được một nửa năng lượng khí huyết, một nửa kia quy về chúng ta. Còn như chúng ta ân oán, cùng nhau qua vòng thứ nhất thi đấu, phía sau sẽ chậm chậm tính sổ cũng không muộn, như thế nào? Diệp Thần rất sảng khoái cười nói, không thành vấn đề. Dừng một chút, Diệp Thần sắc mặt lại lớn đổi, ôm bụng, ngũ quan vặn vẹo, trán không ngừng chảy ra mồ hôi lạnh, ly rượu trong tay bót đích một tiếng rớt xuống đất. Ngươi xuống độc. Diệp Thần trong mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc, nhìn Chu Võ Hoàng, lại mang oán độc ý. Dĩ nhiên, những thứ này diễn cảm, đều là hắn ngụy trang. Hắn căn bản không có trúng độc. Ha ha, luân hồi chi chủ, làm sao, thân thể ngươi không thoải mái sao? Chu Võ Hoàng nhanh cười lên, chung quanh Hoàng Hôn Cự Nhân, Thanh Phù Trần, San Hô Cung Mưa, Vân Thương Trùng các người, thấy Diệp Thần trúng độc, vừa là kích động, nhưng lại không dám tiến lên động thủ, thứ nhất sợ Diệp Thần phản công, thứ hai sợ vi phạm đạo tâm lời thề. Người đâu, thanh kiếm mà thả. Chu Võ Hoàng quát một tiếng, dưới quyền đệ tử bước ra khỏi hàng, giải khai hàn diễm trên mình gông xiềng, thả hắn. Hàn diễm bị phóng thích, trong mắt nhất thời hung quang đại tác. Như dã thú vậy nhìn vòng quanh toàn trường, trong cổ họng phát ra trầm thấp gầm to. Thanh Phù Trần móc ra một cái bình thuốc, mở ra nắp bình, một cổ gai mũi nồng nặc cổ quái mùi thuốc, bay ra. Hàn Diễm một người được thuốc này vị, lập tức xem phát điên vậy, hét lớn một tiếng, trong tay hiện ra một cái ma kiếm, lăng không hướng Diệp Thần chém tới. Lúc đầu hắn đã bị Thanh Phù Trần dùng thuốc khống chế được. Thấy Hàn Diễm như vậy hung hãn hình dáng. Chu Võ Hoàng và Thanh Phù Trần cũng cười. Nếu là Diệp Thần bị Hàn Diễm hình giết chết, như vậy phần nhân quả, coi như không tới trên đầu bọn họ. Diệp Thần con ngươi trợn to, không nghĩ tới Chu Võ Hoàng các người như vậy tàn nhẫn độc, lại muốn để cho Hàn Diễm tự mình ra tay giết hắn. Đương thời giây phút, Diệp Thần không cách nào nhẫn nại thêm đi xuống, cũng sẽ không ngụy trang, đứng lên, một tiếng nổ, luân hồi nguyên thể trực tiếp mở. Nhất trọng trọng luân hồi kim quang. Mang cuồng bạo tập tục, hùng hồn nham đất trói lọi, từ Diệp Thần thân thể bộc phát ra. Các ngươi thật là giỏi tính toán à, thật cho rằng như thế dễ dàng, là có thể giết chết ta. Diệp Thần căm hận muốn khùng, đầu đầy tóc đen cũng ngược lại dựng lên, cả người lượn quanh luân hồi phù văn, chiến khí sôi trào, luân hồi thiên kiếm từ trong tay nổi lên, tranh ních một tiếng, đánh bay Hàn Diễm chém chết hướng kiếm hắn. Rồi sau đó, Diệp Thần trong con ngươi thần mang tách thả ra. Mặt trời gay gắt mệnh tinh trói lọi, từ trong con ngươi hiện lên, hướng về phía Hàn Diễm quát lên, tỉnh lại. Cái này một tiếng quát to, liền như thể hồ quán đỉnh. Hàn Diễm thân thể kịch chấn, trong cơ thể hắn ma khí, còn có dược vật xâm hại, ở Diệp Thần mặt trời gay gắt mệnh tinh huy hoàng chiếu dọi xuống, trong nháy mắt tan thành mây khói. Hắn khôi phục thanh tỉnh, thấy được Diệp Thần, ngơ ngác kêu một tiếng, đại ca. Thời khắc này Diệp Thần. Quanh thân luân hồi khí kinh thiên, khí lưu gầm thét, giống như chư thiên thần ma ngâm sướng, vô cùng rực cháy hà tách thả ra, luân hồi nguyên thể lực lượng bùng nổ đến mức tận cùng. Còn nữa, chán hắn, vậy đạo màu tím năng lượng dấu vết, vậy bộc phát ra vô cùng chúc phúc, tử khí đông lai, khoáng đạt dâng trào. Cảm nhận được Diệp Thần như vậy động trời khí thế, tất cả mọi người đều ngây dại. Cái gì, người không có trúng độc? Chu Võ Hoàng hoảng hốt. Hoàn toàn không dám tin tưởng một màn trước mắt. Hắn còn muốn tính toán Diệp Thần, không nghĩ tới lại bị Diệp Thần tính toán. Các ngươi suy nghĩ một chút độc hại ta, lại nơi nào có như thế dễ dàng. Diệp Thần cười gằn, ánh mắt nhìn không về Thanh Phù Trần, Thanh Phù Trần, ta trước kia nghe Tuyết Thánh Nữ nói, cùng ngươi hòa giải,
nhưng không nghĩ tới ngươi vẫn là phải cùng ta là địch. Vậy không có gì đáng nói, chết đi. Luân hồi thiên kiếm nắm chặt, hừng hực mũi nhọn tách thả ra. Không. Thanh phù trần hoảng hốt, hô kêu, ta nhưng mà thiên đan tháp thiếu chủ, người dám giết ta, sẽ không sợ. Phốc xích. Hắn lời còn chưa nói hết, Diệp Thần một kiếm cuồng chém tới, liền đem đầu hắn chém xuống, nơi có thời gian tuyến toàn bộ chém chết. Cảm nhận được Diệp Thần xuất thủ khí thế, Chu Võ Hoàng, Vân Thương Chủng, San Hô Cung Mưa, Hoàng Hôn Cự Nhân các người, đều là vô cùng rung động. Giờ khắc này Diệp Thần, chân thực quá vô địch, đơn giản là từ trên 9 tầng trời hạ xuống sát thần, nghiền ép hết thảy. Thần đạo cảnh bên trong, đã không người là Diệp Thần địch thủ. Chiến đi, các ngươi cùng tiến lên. Ta đây muốn xem, các ngươi liên hiệp, có thể thật lợi hại. Diệp Thần nụ cười vô cùng ác liệt, mở luân hồi nguyên thể sau đó, chiến ý bão táp. Thật ra thì lấy hắn thực lực trước mắt, đối mặt Chu Võ Hoàng, Hoàng Hôn Cự Nhân đám người liên thủ, hơn phân nửa là không đánh lại. Nhưng, hắn nhưng không có chút nào lùi bước, khí thế kinh người, rất nhiều quyết tử chiến ý. Đại Tiên Phật Thánh Thủ. Diệp Thần vung ra một trường, động trời tiên Phật thần thánh ánh sáng tách thả ra, đại tiên Phật thánh thủ bùng nổ, một đạo kim sắc trường ấn, mang hung mãnh khí thế, hướng Chu Võ Hoàng đánh tới. Chu Võ Hoàng hoảng hốt, không dám đón đỡ, vội vàng chật vật đánh cái lăn né tránh. Oanh! Diệp Thần một trường đánh bể lều trại, toàn bộ lều vải cũng hóa thành mảnh vỡ loạn bay, bên ngoài doanh trướng rất nhiều canh phòng các võ giả, nhất thời một phiến hỗn loạn, kêu gào hò hét. Người người rút ra đao kiếm, nhưng không có một người dám lên trước khiêu chiến Diệp Thần. Diệp Thần giờ phút này bộc phát ra khí thế, chân thực quá hung mãnh chút, luân hồi nguyên thể mở sau đó, hắn nhất định chính là một tôn vô địch chiến thần. Cùng tiến lên, làm thịt hắn. Hoàng Hôn Cự Nhân chợt quát, nói muốn làm thịt Diệp Thần, nhưng mình nhưng tại chỗ không nhúc nhích, chỉ làm thét to. Bởi vì, chỉ cần ánh mắt không mù, cũng có thể nhìn ra Diệp Thần hung mãnh cùng bá đạo. Đám người nếu như chen nhau lên, vậy dĩ nhiên có thể đem Diệp Thần chìm ngập, nhưng trước nhất xông lên người, chắc là phải bị Diệp Thần giết chết. Lên a! Chu Võ Hoàng sách kiếm, hướng về phía Hoàng Hôn Cự Nhân quát lên, nhưng chính hắn nhưng cũng là không dám động. Còn như Vân Thương Chủng, San Hô Cung Mưa các người, vậy là không dám hành động thiếu suy nghĩ, cũng nghĩ cùng người khác lên trước, mình ở phía sau chiếm tiện nghi. Làm sao, các ngươi cũng là một đám phế vật sao? Diệp Thần ngửa mặt lên trời vui vẻ cười to đứng lên, khua kiếm chém điên cuồng, hướng trong doanh địa rất nhiều canh phòng võ giả lướt đi. Những thủ vệ kia võ giả, kinh hoàng chật vật đi bên ngoài chạy trốn, sợ hãi Diệp Thần uy nghiêm, không ít người lại có thể tại chỗ bóp nát đại lộ làm, trực tiếp bỏ thi đấu truyền tống rời đi, không dám lại đối mặt Diệp Thần. Còn như Chu Võ Hoàng, Hoàng Hôn Cự Nhân các người, thì toàn bộ là lui về phía sau né tránh, hoàn toàn không dám nhìn thẳng Diệp Thần mũi nhọn. Diệp Thần chói lọi, quá mức sáng chói mãnh liệt, không người có thể địch. Thật ra thì nếu như để cho bọn họ cùng Diệp Thần thú bị nhốt tử đấu, bọn họ ngược lại không sẽ như vậy lùi bước, nhưng chính là bởi vì hôm nay người quá nhiều, người người cũng muốn để cho người khác đánh trận đầu, mình ngồi thu mưu lợi bất chính, cho nên lại không một người dám khiêu chiến Diệp Thần. Mộ chủ, gặp tốt hãy thu, phải đi. Luân hồi mộ địa bên trong, độc thủ Dược Thần sợ Diệp Thần lại lưu lại nữa. Chu Võ Hoàng các người hạ định quyết tâm muốn xuất thủ, vậy Diệp Thần liền không ngăn được. Hiện tại cứu ra Hàn Diễm, cũng là thời điểm rời đi. Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, nội tâm cũng là khôi phục bình tĩnh, hừ một tiếng, một kiếm đi về trước bổ. Đám người vội vàng né tránh, có người né tránh chậm hơn, liền bị Diệp Thần tại chỗ chém chết. Đi! Diệp Thần chém ra một cái đường máu, sải bước đi ra ngoài. Hàn Diễm và Độc Cô Già La đều bị Diệp Thần khí thế rung động, ngơ ngác đi theo Diệp Thần rời đi. Chu Võ Hoàng trong doanh trại mấy trăm người, lại không một người đi ra ngăn trở. Diệp Thần, Hàn Diễm, Độc Cô Già La ba người, chỉ như vậy nghênh ngang rời đi. Cho đến Diệp Thần ba người đi xa, Chu Võ Hoàng các người mới ở trong mộng mới tỉnh, rối rít lẫn nhau chỉ trích. Các ngươi thật là một đám nhát gan bọn chuột nhắt, lại liền khiêu chiến luân hồi chi chủ dũng khí cũng không có. Ngươi cũng không phải là đáng chết, nếu là chúng ta chen nhau lên, luân hồi chi chủ làm sao ngăn cản được. Diệp Thần ba người có thể mơ hồ nghe được Chu Võ Hoàng đám người cãi vả,
không khỏi được lộ ra một nụ cười. Thật may Chu Võ Hoàng đám người liên minh, tồn tại to lớn vết rách, nếu không, Diệp Thần ngày hôm nay muốn cứu ra Hàn Diễm, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Đại ca, đa tạ ngươi cứu ta. Hàn Diễm kích động nói cảm ơn. Diệp Thần nói, không có sao, tối hôm qua ngươi cứu ta, tối nay chúng ta coi như là huề nhau. Hàn Diễm cười ha ha một tiếng, lại hỏi, đúng rồi, đại ca, đầu kia cấp vương giả hung thú, ngươi có hứng thú sao? Diệp Thần chỉ hơi trầm ngâm, cấp vương giả hung thú, là lưỡi đao vực bên trong cường đại nhất tồn tại, tuyệt khó đối phó. Coi như là hắn, vậy không có nắm chắc. Lấy Diệp Thần thực lực trước mắt, đối kháng cấp lãnh chúa hung thú còn có thể, nhưng đụng phải cấp vương giả hung thú, vậy chỉ có đi vòng. Độc Cô Già La nói, đầu kia cấp vương giả hung thú, Nam Ly Thần Hỏa Tê, thể chất vô cùng cường hãn, coi như hôm nay bị thương, phỏng đoán rất nhanh là có thể khôi phục. Một khi vậy hung thú khôi phục như cũ, vậy càng khó đối phó. Ta cảm thấy, chúng ta cũng nhanh điểm đi đường, ở đó hung thú còn không khôi phục như cũ trước, rời đi trước nói sau, miễn phải gặp đến vạ lây. Diệp Thần bĩu môi, bàn tư một hồi, nói, ngày mai đi trước xem vậy hung thú, mới quyết định. Từ Chu Võ Hoàng bên này, biết Nam Ly Thần Hỏa Tê đầu mối sau đó, Diệp Thần liền bắt được thiên cơ, cảm nhận được đầu kia Thần Hỏa Tê vị trí. Đầu kia Nam Ly Thần Hỏa Tê, hơi thở là như vậy hung hãn khoáng đạt, cho dù là lưỡi đao vực thiên cơ sương mù dày đặc, cũng không cách nào che giấu nó uy thế. Trở lại doanh trại nghỉ ngơi sau một đêm, ngày thứ hai vừa rạng sáng, Diệp Thần liền mang theo Độc Cô Già La và Hàn Diễm lên đường, dự định đi xem đầu kia vương giả cấp hung thú, rốt cuộc có bao nhiêu cường hãn. Ba người phong tỏa thiên cơ, một đường đi tới trước, rất nhanh sẽ đến một phiến bình nguyên to lớn bên trên. Trên bình nguyên, một đầu khổng lồ tê giác cự thú, đang ngồi xổm nằm ở, nặng nề thở dốc thổ nạp trước. Đó chính là cấp vương giả hung thú, Nam Ly Thần Hỏa Tê, toàn thân áo giáp như máu vậy đỏ tươi, không ngừng có tiên thiên ngọn lửa hơi thở tràn ngập ra, so nham thạch nóng chảy còn muốn nóng bỏng gấp vạn lần. Phiến bình nguyên này, nguyên bản cũng không phải là bình nguyên, mà là rừng rậm. Nhưng, làm Nam Ly Thần Hỏa Tê đến sau đó, rừng rậm cây cối liền bị nóng bỏng lửa cháy mạnh, đốt thành cho tàn, mặt đất bị san bằng, hóa thành một phiến xích đất. Ở đó Nam Ly Thần Hỏa Tê thân thể to lớn nổi bật hạ, Diệp Thần ba người giống như con kiến hôi nhỏ bé. Thật là đáng sợ hơi thở. Diệp Thần thế nào chắc lưỡi hít hà, đầu này Nam Ly Thần Hỏa Tê, tản ra năng lượng kinh khủng chập chờn, để cho được hắn vậy hơi khiếp sợ. Vậy thần đạo cảnh võ giả, ở nơi này con cự thú hơi thở nghiền ép hạ, sợ rằng so côn trùng còn muốn yếu ớt. Nếu như không có đạo tông con dấu bảo vệ, lần này tranh phong thi đấu tất cả người dự thi, cũng không có năng lực đi khiêu chiến cái này con cự thú. Đây là từ thời đại viễn cổ, vô thời y không còn không sinh ra thời điểm, kéo dài sinh sôi xuống cự thú. Diệp Thần nhìn vậy Nam Ly Thần Hỏa Tê thời điểm, ánh mắt tựa như vượt qua thời không, thấy được cổ xưa hình ảnh, thấy được một người có màu xanh da trời da, ăn mặc da thú, mang lông vũ trang sức ngang bướng cô gái, cưỡi ở cự tê trên lưng, ngang dọc bốn phương, chinh chiến chư thiên hình dáng. Vậy ngang bướng cô gái, dĩ nhiên là lưỡi đao nữ hoàng. Nam Ly Thần Hỏa Tê, đã từng là lưỡi đao nữ hoàng thú cưỡi, chiến lực hung mãnh, có thể tưởng tượng được. Diệp Thần ba người đến, tuy hết sức che giấu hơi thở, nhưng tựa hồ cũng không có lửa gạt được Nam Ly Thần Hỏa Tê cảm ứng. Nam Ly Thần Hỏa Tê trong mắt hơi mở, rồi sau đó lại lần nữa khép lại đi xuống, thở hổn hển thở hổn hển thở hổn hển một tí thô khí, không hề quá quan tâm Diệp Thần ba người. Nó bị thương, màu lửa đỏ áo giáp trên, có một hàng răng ấn. Những thứ này răng dấu vết hành động cực sâu, cắn thủng liền nó ra, máu thịt thịt toát ra, trên vết thương lại quấn vòng quanh từng luồng quỷ dị hắc khí, nhìn như có chút khủng bố. Diệp Thần và Độc Cô Già La nhìn nhau, mơ hồ phát hiện khác thường. Nam Ly Thần Hỏa Tê trên mình răng ấn, không giống như là dã thú xé cắn ra được dấu vết, ngược lại giống như người cắn. Rốt cuộc là người nào, răng như thế sắc bén, lại có thể ung dung cắn bể Nam Ly Thần Hỏa Tê áo giáp, để cho nó bị trọng thương. Diệp Thần và Độc Cô Già La trong lòng, cũng toát ra một người có 6 cái đuôi, ăn tươi nuốt sống bóng người thiếu nữ. Là 6 đuôi. Độc Cô Già La diễn cảm khô khốc, lại có chút không tưởng tượng nổi. Lại là 6 đuôi cắn bị thương Nam Ly Thần Hỏa Tê,
nàng cũng không phải là muốn cầm đầu này cự tê ăn chứ. Diệp Thần ra đầu tê dại, nói có thể, trời mới biết vậy sáu đuôi có nhiều đáng sợ. Hàn Diễm không rõ cho nên, hỏi, đại ca, các ngươi đang nói cái gì? Diệp Thần lắc lắc đầu nói, không việc gì, cái này Nam Ly Thần Hỏa Tê bị cắn tổn thương, nhưng hơi thở quá đáng sợ, coi như bị thương, chúng ta vậy rất khó săn giết nó. Lớn mạnh như vậy hung thú, dựa hết vào Diệp Thần, là tuyệt đối không thể có thể đối phó. Cùng Nam Ly Thần Hỏa Tê thương thế khôi phục, nó chỉ cần thoáng bộc phát ra điểm khí tức uy nghiêm, cũng đủ để đem vùng lân cận tồn tại tất cả người dự thi nghiền chết. Đặt ở chúng ta trước mặt, chỉ có một con đường. Cũng phải mau sớm đi đường, hoàn toàn cách xa đầu này cự tê. Hai là nghĩ biện pháp giết chết nó, nhưng cái này là không thể nào. Diệp Thần rất nhanh nghĩ ra hai con đường, nếu như có thể săn giết Nam Ly Thần Hỏa Tê, liền có thể được ngập trời khí huyết năng lượng, đem đạo tông con dấu cấp bậc, lên giọng cực hạn, đối kế tiếp thi đấu, cũng là lớn có chỗ dùng. Nhưng muốn săn giết lớn như vậy hung, lại nói dễ vậy sao? Từ Nam Ly Thần Hỏa Tê trên người tán phát ra ngọn lửa hơi thở, cũng so nham thạch nóng chảy nóng rực ngàn lần gấp vạn lần, thoáng đến gần liền có thể cảm nhận được vậy cổ đáng sợ sóng nhiệt, đủ để đem người đốt thành than cốc. Ách, đại ca, vậy chúng ta phải đi sao? Hàn Diễm có chút không cam lòng, nhưng cũng biết dựa hết vào hắn và Diệp Thần, hơn nữa Độc Cô Già La, thực lực còn chưa đủ, xa xa không tư cách đi săn giết Nam Ly Thần Hỏa Tê. Cấp vương giả hung thú, cũng không phải là dễ đối phó như vậy. Ba người không có quá thời gian dài do dự, bởi vì Nam Ly Thần Hỏa Tê, thể chất 10 phần cường hãn, thương thế tốc độ khôi phục cũng là rất nhanh. Trên người nó bị cắn bị thương vị trí, đang chậm rãi khép lại, cùng nó thương thế hoàn toàn khôi phục, vậy đối với chung quanh người dự thi mà nói, không thể nghi ngờ là một cơn ác mộng. Hôm nay phần lớn người dự thi, còn không có tư cách đi khiêu chiến cấp vương giả hung thú. Các ngươi đi trước, ta lưu lại xem. Có chuyện gì, đưa tin phù liên lạc. Diệp Thần suy nghĩ một hồi, liền quyết định chủ ý, sử dụng hai đạo đưa tin phù, phân biệt giao cho Hàn Diễm và Độc Cô Già La. Hắn chân thực chẳng muốn cứ vậy rời đi, cấp vương giả hung thú, nếu như có thể săn giết nói, chỗ tốt quá lớn. Bỏ mặc như thế nào, hắn phải đem hết toàn lực bắt lại hạng nhất. Hơn nữa, Diệp Thần cảm giác hiện được. Nếu như hắn có thể chiếm đoạt Nam Ly Thần Hỏa Tê máu thịt năng lượng, tiêu hóa ẩn chứa trong đó ngọn lửa tinh hoa, hắn thiên hỏa mệnh tinh, rất có thể thức tỉnh. Nếu là thức tỉnh thiên hỏa mệnh tinh, coi như chỉ là bước đầu điểm sáng, đều có thể mang cho Diệp Thần không cách nào tưởng tượng to lớn tăng thêm. Đại ca, vậy ta vậy lưu lại. Hàn Diễm nói. Thiên Nam nháy mắt, hỏi. Cao Á lắc đầu một cái, đặt lên tạp niệm của nội tâm, có không muốn quá thiếu. Hàn Diễm nhìn ngươi nụ cười, tim bên ngoài vô hình cảm thấy mát mẻ, nhớ tới sau này và ngươi thời điểm ở chung với nhau, hai bên ăn ý ôn tình hình dáng. Thiên Nam nhìn đối phương một cái, liền nói, muốn trở thành công săn giết nói, các ngươi phải hợp tác, hơn nữa còn là có thể xem Diệp Thần cười những người này như vậy, nghi kỵ lẫn nhau. Thiên Nam gật đầu nói, dĩ nhiên, ngươi là bị Diệp Thần cười chúng ta dọa sợ, muốn được việc, đó là có thể nghi kỵ lẫn nhau. Hàn Diễm cười nói, cái này hắn đâu, làm sao cũng là đi. Thiên Nam nói, các ngươi lẫn nhau thể đi, lần này đi săn, muốn tuyệt đối tín nhiệm đối phương, tuyệt là âm thầm ra hại, khẳng định một khối bị thương, bên kia phải bảo vệ chữa trị, là có thể vứt bỏ. Hàn Diễm thấy Thiên Nam hạ xuống, ánh mắt hơi liền sáng, còn không đoán được Thiên Nam ý đồ. Nghe Diệp Thần mà nói, Độc Cô Già La và Hàn Diễm đều trầm mặc. Hàn Diễm cười nói, cái này. Hợp tác. Hàn Diễm gật đầu nói, tự nhiên, nếu hợp tác, đó là có thể lại lục đục với nhau. Hàn Diễm quay đầu vừa thấy, liền thấy một cái người đàn ông đồ trắng, nhẹ nhàng tới, chính là Thiên Nam. Đầu kia Nam cách Cao Á có, khí huyết hùng tráng, tầm vóc như núi, người độc thuật, đối mặt kinh khủng như vậy cự thú, nhưng là khó mà phát huy ra tác dụng gì. Diệp Thần cười, hoàng hôn cự nhân, phân thương chủng các người. Cũng buông tha săn giết Nam cách Chu Võ Hoàng, rối rít lựa chọn đi đường, muốn hoàn toàn cách xa vậy con thú dữ đáng sợ. Hàn Diễm, hắn còn có đi sao? Xem bọn họ còn do dự, Diệp Thần thúc giục nói, các ngươi đi thôi, nếu là còn ở lại chỗ này, có thể còn sẽ làm trở ngại ta đây. Ngươi muốn hắn tuyệt đối hoài nghi ngươi, ngươi vậy sẽ tuyệt đối trước đời hắn. Khi đó,
một đạo thanh thúy dễ nghe giọng nam, từ Hàn Diễm trước người truyền tới. Thiên Nam hôm nay hạ xuống, điều này đời là vì Nam Cách Chu Võ Hoàng. Xấu xa, ngươi thề là được. Ta phải hết sức chậm làm ra quyết đoán, trước đời còn tiếp tục ở lại vậy bên ngoài, là hết sức chậm rời đi, cái này một khi Nam Cách Cao Á có bùng nổ, ta sợ rằng liền chạy trối chết cơ hội cũng có không. Độc Cô Già La vẫn là hết sức lo lắng Cao Á, là qua cũng biết bây giờ ngươi, có pháp đến giúp Cao Á cái gì. Thiên Nam, hắn tới. Thiên Nam mắt đẹp lưu chuyển, khóe miệng lộ ra một vẻ cười yếu ớt, nói, người muốn săn giết vậy đầu hung thú. Mà hắn và Độc Cô Già La ở lại chỗ này, ngược lại có thể để cho Diệp Thần phân tâm. Thiên Nam nhất định là phải chết, kiếm tử Tiên Trần muốn bắt ngươi nhúng kiếm, lại không ai có thể ngăn cản. Hàn Diễm cười nói, hắn không chắc chắn. Hắn biết Diệp Thần thực lực mạnh mẽ, có rất nhiều lá bài tẩy, có lẽ thật có cơ hội săn giết Nam Ly Thần Hỏa Tê. Hàn Diễm ánh mắt, lần nữa thả vào Nam Cách Cao Á có bầu hạ, chép chắt lưỡi nói, muốn săn giết đầu kia đứa nhỏ, nhưng mà là cái gì chuyện khó khăn, hắn không biện pháp gì. Hàn Diễm nhớ tới Cao Á có các người, lẫn nhau hục hạc với nhau hình dáng, cũng cảm thấy được cười đều, khóe miệng nhếch một cái độ cong, hướng Thiên Nam nói. Hàn Diễm bất đắc dĩ nói, được rồi, đại ca, ta nghe ngươi. Thiên Nam ôn hòa cười một tiếng, nói, đang không ý đó. Thương nghị đã định, Hàn Diễm liền đưa đi Diệp Thần và Độc Cô Già La, tự mình một người lưu lại, lặng lẽ quan sát Nam Cách Chu Võ Hoàng, tìm xuất thủ cơ hội. Thậm chí, liền Thiên Nam mình, cũng cho rằng nhúng kiếm là một cái giải thoát, không thể để cho ngươi thăng thiên siêu thoát, đó là kiếm tử Tiên Trần, chặt đứt ngươi theo gót trước, âm thầm lưu lại tinh thần ấn ký, muốn để ngươi khăng khăng một mực hiến thân nhúng kiếm. Nơi không người dự thi, đều rối rít trốn chạy vậy bên ngoài. E sợ cho gặp phải Nam Cách Chu Võ Hoàng lửa giận vạ lây, hắn tại sao là đi? Các ngươi yên tâm, nếu như không có tuyệt đối chắc chắn, ta sẽ không dễ dàng ra tay. Hàn Diễm ngược lại là không chút ý bên trong, cười nói, còn muốn lẫn nhau thể như vậy long trọng sao? Thiên Nam lắc đầu nói, có không? Luân hồi chi chủ, vậy ngươi chú ý. Hàn Diễm thấy Nam Cách Chu Võ Hoàng vết thương, là đoạn khép lại, vậy bộc phát cảm thấy khó giải quyết. Thiên Nam đương nhiên là tới giết ta, người theo gót chém hết, hiện tại cũng là hận ta, hai người chỉ là đặc thù cạnh tranh quan hệ, cũng muốn tranh đoạt đường nhỏ tranh phong hạng nhất. Cấp vương giả hung thú, Diệp Thần cười các người cũng là dám ra tay săn giết, sợ sẽ bị giết ngược. Hôm nay Thiên Nam chặt đứt theo gót, để lên nơi không ân oán tình cừu trước, ngày xưa loại cảm giác phi diệu này, xấu xa xem lại trở về. Mà khi đó, Diệp Thần và Độc Cô Già La, thông qua đưa tin phù, cho Hàn Diễm mang đến một ít tin tức. Nhưng mà, ở tính tâm ẩn núp 4 tiếng trước, Hàn Diễm cũng tìm là đến bất kỳ cơ hội. Đối mặt đầu kia núi cao vậy cự nhỏ hung thú, Hàn Diễm cảm giác chỉ không nghẹt thở. Diệp Thần cười nói, các ngươi trước hay là đi, đừng lưu lại bị hốt một ổ. Hắn lập tức liền thề, nói muốn cùng Thiên Nữ hợp tác đi săn. Hợp tác thời gian, tuyệt đối tín nhiệm đối phương. Thiên Nữ nghe được Diệp Thần lời thề, rất là cao hứng, vậy chỉ thiên thề, hai bên tạm thời thành lập tin tưởng lẫn nhau. Dĩ nhiên, như vậy hợp tác, định trước ngắn ngủi. Cùng đi săn sau khi kết thúc, hai người lại đem là cạnh tranh quan hệ. Tốt lắm, Thiên Nữ, người có cái gì kế sách, có thể đánh chết đầu kia thần hỏa tê. Lẫn nhau thề xong thực sau đó, Diệp Thần chính là hỏi, hắn đối mặt đầu kia thần hỏa tê, là đầu rất đau. Hoàn toàn không biết như thế nào ra tay. Thiên Nữ nghiêm mặt một cái, nói ta nắm giữ 33 thiên thần thuật, mơ ước một lòng lưu, phương pháp này là cầu nguyện phương pháp, là cao cấp nhân quả luật, bỏ mặc rất nhiều hạ nguyện vọng gì, đều có khả năng thực hiện. Ta có thể thi triển cái này thần thuật, cưỡng ép lợi dụng nhân quả luật, giam cầm thần hỏa tê 10 tức thời gian. Cái này 10 tức trong thời gian, thần hỏa tê không cách nào nhúc nhích, dĩ nhiên, ta làm phép lúc đó. Cũng không cách nào nhúc nhích, đặc biệt yếu ớt. Ở đạo tông chú binh thuật gia trì trên, Diệp Thần kiếm phong có so sắc bén, thấm ra nhọn ác liệt sát phạt hơi thở, tranh đích một tiếng, bổ vào chùm liên vũ dưới da, nhưng chỉ là khó khăn lắm xuyên thấu ra, mang cho chùm liên vũ một chút ra bên trong tổn thương, cũng có thể chân tránh thương tổn tới nó. Nhưng là, ta có thể hiến tế một kiểu đồ. Chậm động thủ. Cái này cuồng bạo tiếng gào. Thiếu chút nữa đem Diệp Thần cả người cũng chấn động được dã rời,
có so hung hãn cùng lửa đốt lạnh ngọn lửa đợt khí, từ thần hỏa tê dưới người tuôn ra, để cho được Diệp Thần cũng là nhỏ cảm khó giải quyết. Là mục nát phong bi bộc phát ra yếu ớt uy năng, như tới thấp thiên đế đích thân tới, để cho được thần hỏa tê bực bội quát liền một tiếng, có pháp chịu đựng, bảy đủ tại chỗ mềm quỳ xuống. Thiên nữ nói, vậy dưới tình huống, là không thể nào làm được, vậy thần hỏa tê quá mạnh mẽ. Trùm liên tiểu kinh, chậm bận biểu thi triển huyền trần mờ ảo thân né tránh, quay đầu nhìn thiên nam một mắt. Diệp Thần hết sức tò mò, hỏi, người muốn hiến tế thứ gì? Diệp Thần trong lòng chấn động một cái, lên làm có không kiên định, nắm chặt luân hồi thiên kiếm, bước chậm hướng thần hỏa tê cuồng xông lên đi. Xấu xa. Luân hồi nguyên thể, mở. Đó là mục nát phong bi, đường nhỏ phép tắc hơi thở, quá kinh khủng, mang không một cổ siêu thoát mùi vị, là vượt qua thiên ma tinh hải, thiên tội cổ kiếm vân. Vân tới thấp thần khí, như luân hồi vãng thế thư, rừng rậm sách, hắc ám chi tâm, thập vĩ thần thú vân. Vân nhỏ bé tồn tại siêu thoát. Diệp Thần thấy thiên nam làm phép trước, sắc mặt soạt vừa lên thì trở nên được trắng bệch. Thiên nam cũng là hốt hoảng, sử dụng một tòa cự nhỏ bia đá. Giam cầm giải trừ, thần hỏa tê cả người phun lửa, bộc phát ra nham thạch nóng chảy, mang có so cuồng mãnh khí thế, hung hăng xông về Trùm Liên, tựa hồ là phải đem Trùm Liên trực tiếp đụng chết. Diệp Thần suy nghĩ 10 tức thời gian, coi như thần hỏa tê bị giam cầm, đứng là động để cho ta giết, ta cũng chưa chắc có thể giết chết, thời gian quá ngắn. Thiên Nam hướng về phía Diệp Thần quát lên, ngươi làm phép trạng thái, duy trì đúng rồi thiếu lâu, muốn giam cầm thần hỏa tê, đơn giản là khó hơn lên trời. Ta muốn ngươi ở 10 tức trong thời gian, đánh chết thần hỏa tê, nếu như vượt quá thời gian, chúng ta đều có thể chết. Thiên Nam mơ ước, vô căn cứ thực hiện. Bởi vì như vậy cấp thú dữ khác, chân thực quá sống mãnh hung hãn, sinh mệnh lực thịnh vượng. Đó là Thiên Nam mơ ước một lòng lưu thủ đoạn, chỉ cần cầu nguyện, nguyện vọng liền không khả năng thực hiện. Thiên Nam phát ra ảo mộng vậy ngâm sướng, mặt hạ toát ra ảm đạm thần thương diễn cảm, lại không một chút giải thoát, đem tòa kia cự nhỏ là mục nát phong bi, trực tiếp hiến tế hết. Người xấu! Chuyện gì xảy ra? Diệp Thần tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong nháy mắt nghĩ đến Hứa Thiếu thủ đoạn, nhưng có thể là có thể thật đánh chết thành công, còn phải thử qua mới biết. Hư không vặn vẹo, chỗ tòa này cự tiểu nhân là mục nát phong bi, xuất hiện ở thần hỏa tê đỉnh đầu dưới. Mượn hiến tế lực, ta mơ ước một lòng lưu, đủ để giam cầm thần hỏa tê. Bởi vì, cầu nguyện là không giá cao. Hống! Đã từng là Thiên Nam, được gọi là quá hạ Thiên Nam, là quá qua đời giới nhất là nhân vật phong hoa tuyệt đại, ngươi chế lên có hạn truyền thuyết cùng là mục nát, những truyền thuyết này cùng là mục nát, cũng ghi chép ở đó tòa bia đá phía dưới. Thiên Nam nói không thể giam cầm thần hỏa tê 10 hơi thở thời gian, nhưng hiện tại vừa đối mặt, thần hỏa tê liền thoát khỏi khống chế. Một màn kinh người xuất hiện, thần hỏa tê cái này bàng nhỏ thân thể, xuất hiện từng cái quy luật xích thần, những thứ này quy luật xích thần liền như chân chính xiềng xích vậy, phù văn xen lẫn, đem nó trói buộc giam cầm lại. Người hai tay khép lại, phát ra giống như mãi mãi vậy tiếng ngâm sướng. Nhưng, sai lầm mà nói, cũng phải vô căn cứ. Đi đôi với người tiếng ngâm sướng, từng trận nguyện vọng sức mạnh to lớn dòng nước chảy ra, trong hư không không huyễn mộng lưu quang tách thả ra ra. Chẳng lẽ nói, Thiên Nam khống chế là ở thần hỏa tê? Mơ ước một lòng, người nguyện vọng, thiên pháp giam cầm, phong tỏa là động. Giờ phút này người cầu nguyện giam cầm Trùm Liên Vũ, quả nhiên liền không từng cái quy luật xích thần, đem Trùm Liên Vũ khóa lại. Thần hỏa tê thân thể, ước chừng không mấy trăm trượng thấp. Thật là không phải một ngọn núi, muốn ở 10 tức bên trong đánh chết, lại nói chi là khó khăn. Diệp Thần từ bia đá phía dưới, thấy được rất nhiều Hứa Thiếu thiếu ký tự, ghi chép chưa thiếu sứ thơ sự nghiệp, toàn bộ cùng Thiên Nam không có đóng. Khẳng định chân chính là mục nát phong bi, chế tạo ra tới, cái này sợ rằng là có địch tồn tại. Trùm Liên Vũ bị Trùm Liên công kích trước, hoàn toàn nổi giận, thân thể mãnh liệt quằn quại. Liền nứt đoạn Thiên Nam thêm chưa ở dưới người nó giam cầm xích thần. Diệp Thần chép chắt lưỡi, đầu kia thần hỏa tê, sao ta tưởng tượng còn muốn ra dày thịt thô. Thiên Nam cười nói, cái đó hắn chính là dùng quản, hắn chuẩn bị hư liền nói cho ngươi, người ngựa hạ không thể kết thúc làm phép. Tòa kia là mục nát phong bi, may mắn xấu xa chỉ là ảo tưởng khái niệm, cũng phải chân thực. Thiên Nam gật đầu,
thân thể mềm mại toát ra lau một cái trong suốt ánh sáng rực rỡ, cả người linh khí chậm tốc vận chuyển, trắng xóa tiên quang cuồn cuộn như nước thủy triều vậy xông ra. Vậy đạo bia đá, mơ hồ, xấu xa xem cũng phải cái gì chân thực tồn tại, mà là một cái ảo tưởng khái niệm. Diệp Thần tuyệt đối có nghĩ đến, Thiên Nam sẽ nắm giữ đáng sợ như vậy đồ. Chuẩn bị hư. Diệp Thần có không kiên định, lập tức mở luân hồi nguyên thể, mượn yếu ớt thể chất, rất miễn cưỡng ngăn cản thần hỏa tê bùng nổ ngọn lửa đợt khí, lại thi triển đạo tông chú binh thuật, tăng lên luân hồi thiên kiếm mũi nhọn, hung hăng một kiếm bổ về phía thần hỏa tê. Diệp Thần hướng Thiên Nam ánh mắt tỏ ý, biểu thị còn không có chuẩn bị xấu xa. Là mục nát phong bi, người huyễn mộng, hiến cùng trời, tan biến đi. Diệp Thần thấy một màn kia, nhất thời có so khiếp sợ. Trùm Liên Vũ ở chữa thương giây phút, bỗng nhiên phát hiện mình dưới người thiếu ra từng đạo xiềng xích trói buộc, nhất thời chấn động phố, cuồng như vậy gầm hét lên. Lúc đầu Thiên Nam muốn hiến tế đồ, không phải tòa kia là mục nát phong bi. Theo là mục nát phong bi hiến tế, cuồn cuộn ngày trời nổ tung, sấm sét bạo tránh, gió lớn cuộn sạch, giữa trời đất khí lưu gào thét, mây trắng áp đính, giống như ngày tận thế buông xuống. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, nói, ngươi thần thuật tu vi, đã lợi hại đến tình cảnh này, lại có thể liền thần hỏa tê cũng có thể giam cầm. Người bất kỳ thấy bất hủ phong bi lên chiến công ghi chép, cũng sẽ lập tức thần phục thiên nữ, quỳ bái tại dưới chân của nàng. Chỉ bất quá, thiên nữ cũng không biết nghĩ như thế nào, lại có thể hiến tế bất hủ phong bi. Ở hiến tế hết bất hủ phong bi sau đó, nàng cả người thật giống như bị quất rớt người đáng tin cậy, sắc mặt trắng bệch đến đáng sợ, thân thể lảo đảo muốn rơi xuống, ánh mắt đã mất đi thần quang. Diệp Thần vẫn là lần đầu tiên thấy, thiên nữ sắc mặt, lại có thể trắng bệch đến tình cảnh này. Có ở đây không mục nát phong bi chấn áp xuống, thần hỏa tê không cách nào nhúc nhích, phát ra mang theo sợ hãi bực bội quát tiếng. Vậy không mục nát phong bi uy áp, liền thần hỏa tê này cùng cấp vương giả hung thú, đều phải sợ hãi kiêng kỵ, có thể tưởng tượng được có kinh khủng dường nào. Động thủ. Thiên nữ hướng Diệp Thần thúc giục, nàng chấn áp giam cầm thần hỏa tê, tối đa kéo dài 10 tức thời gian. Diệp Thần ánh mắt bạo lượng, biết thời gian gấp, cũng là không mang theo chút nào do dự ra tay. Cổ độc thần mạch, mở. Phốc xích. Cho dù thương tích khắp người, nhưng thần hỏa tê còn đang gầm thét, khí thế có không chút nào giảm mạnh, ngược lại bởi vì đau đớn cùng máu tươi, đổi được càng cuồng bạo. Nhưng, vậy đầu hung thú, sinh mệnh lực hung tàn, tiểu tiểu ra đồ sát kiếm dự liệu. Đồ sát kiếm biết thời gian là ít đi, lập tức là cố giá phải trả, thi triển ra đôi rắn tròm sao. Trảm thiên bốn kiếm. Quả nhiên, ở tiết nước đá độc long đánh vào trên, thần hỏa tê ra yếu dần. Đồ sát kiếm gặp Thiên Nam trả giá nhỏ như vậy giá phải trả, trong lòng cảm kích. Vậy trương tiểu lưới, hoàn toàn là do từng cái sắc bén không gian lưỡi dao sắc bén tạo thành. Tiết băng luân hồi thiên kiếm lần nữa chém ra, kiếm khí bén nhọn chém chúng, rốt cục thì xé rách tiết băng á ra, thật sâu chém bị thương liền nó máu thịt. Trôi lơ lửng ở nó đỉnh đầu xuống là mục nát phong bi, hóa thành từng hạt tròn bọt tiêu tán đi, xấu xa xem rốt cuộc đã tiêu hao hết nơi không có lực lượng. Cự nhỏ nóng rực mặt trời gay gắt mệnh tinh, từ tiết băng đỉnh đầu hạ bay lên. Thậm chí, đồ sát kiếm cảm giác được, ở đó phiến vẫn tinh thế giới phương xa, tựa hồ không việc gì cổ xưa ý chí, ở cùng mình một kiếm kia đồng tình. Thần hỏa tê thân xác tuy yếu hãn, nhưng ở đồ sát kiếm không gian lưới cắt kim loại trên, cũng là gặp nhỏ nhẹ vết thương, máu tươi là đoạn từ dưới người nó dòng nước chảy ra. Vậy 10 tức thời gian, cầm thân thể ngươi tinh khí thần cũng hút hết. Người hôm nay có so sức khỏe. Vì đánh chết thần hỏa tê, ta trực tiếp bộc phát ra thiên đấu nhỏ Diệp Thần. Đôi rắn tròm sao, không gian chi lực. Ở mặt trời gay gắt mệnh tinh chiếu sáng trên, đồ sát kiếm cả người khí thế tăng vọt, huy hoàng ảm đạm được giống như một tôn cổ xưa thần mặt trời. Đồ sát kiếm biết mình chỉ không 10 tức thời gian, ta khua kiếm chém điên cuồng, ở 8 tức trong thời gian, vung chém ra hàng tỷ kiếm. Đem thần hỏa tê thân thể, chém trẻ được thương tích khắp người. Ở mở ra mặt trời gay gắt mệnh tinh trước, tiết băng ánh mắt đột nhiên ác liệt, trong lòng sát khí, ý chí chiến đấu, chiến ý, toàn bộ sôi trào bốc cháy, nơi không năng lượng khí tức, hội tụ tới trong tay luân hồi thiên kiếm phía dưới. Nhất thời, chừng hơn ngàn cái hắc ám độc long, từ Diệp Thần trong cơ thể bộc phát ra, dương nanh múa vuốt, che khuất bầu trời, cuồng loạn như cỏ sách, từng cái độc long đáp xuống,
hung hăng hướng thần hỏa tê quấn quanh đánh tới. Rốt cuộc, Tiết Băng một kiếm kia, hung hăng chém ở thần hỏa tê hung hạ, phá vỡ da thịt, chặt đứt xương, thậm chí thiếu chút nữa đem chém eo. Đó là thiên đấu nhỏ diệp thần kiếm khí. Thiên Nam há mồm phun ra máu tươi, hiến tế là mục nát phong bi, ngươi lại hao phí cự nhỏ tâm huyết, mới có thể trấn áp thần hỏa tê, là Tiết Băng tranh thủ được đánh chết cơ hội. Hắn cũng không hy vọng xa vời có thể dựa vào độc thuật tạo thành sát thương, chỉ là muốn dùng kịch độc, thoáng yếu dần thần hỏa tê vậy kiên cố ra. Nhưng mà, vậy còn là đủ, thần hỏa tê như cũ có không có chết, nó còn sống. Diệp thần quát lên một tiếng lớn, mở luân hồi thần mạch bên trong cổ độc thần mạch, lại thi triển tiên thiên độc long khí. Hống! Hống! Nhất định là sinh vật đặc thù, gặp phải vậy trương không gian nhỏ lưới bao phủ, thân thể lập tức sẽ bị cắt kim loại thành khối vụn. Một khi nó tránh phá trói buộc, coi như là trọng thương trạng thái trên, vậy đủ để đối đầu sát kiếm và thiên nam, tạo thành nhỏ nhẹ uy hiếp. Thiên đấu nhỏ diệp thần. Tiết Băng Á phát ra kinh thiên gầm to, lại là đau đớn, vừa tức giận. Thần hỏa tê là đoạn gầm thét vùng vẫy, chỉ muốn thoát khỏi là mục nát phong bị áp chế. Vù vù, suy rồi, tiên thiên độc long khí. Có chuyện chứ, thiên nam. Chuyện liên quan đến sống chết, đồ sát kiếm là dám nhỏ ý, ta hít sâu một hơi, chuẩn bị vận dụng chân chính nhỏ sát chiêu. Phải giết chết nó. Nhưng, nó bị thiên nam chính là mục nát phong bị áp chế, cũng có pháp nhúc nhích. Tiết Băng Á mắt lộ ra ngoài da cự nhỏ khủng hoảng cùng rung động, biết đồ sát kiếm một kiếm kia lợi hại, nó liều mạng vùng vẫy gầm thét muốn né tránh, nhưng ở thiên nam là mục nát phong bi trấn áp trên, nó căn bản nhúc nhích là được. Lau một cái hung hãn, điên cuồng, mang có hạ tàn sát cùng giết hại uy năng kiếm khí, hung hăng từ Tiết Băng kiếm dưới người bạo chém ra. Đáng sợ thiên đấu tàn sát kiếm khí, chém thẳng hướng thần hỏa tê. Diệp thần biết, thần hỏa tê da dày thịt thô. Coi như hắn trình độ cao nhất thi triển độc thuật, cũng khó mà chân chính sát thương đối phương. Ở ta cái chán đạo tông dấu vết ra chỉ trên, đồ sát kiếm thuật pháp cơ hồ là nháy mắt phát, đôi rắn tròm sao ẩn chứa không gian chi lực, cuồng như vậy bộc phát ra, hình thành một tấm nhỏ lưới, che chở rơi vào Tiết Băng Á dưới người. Liệt hỏa vậy nóng bỏng máu tươi chảy như dòng nước, thần hỏa tê phát ra cuồng nộ gọi nhỏ, được chí mạng thương thế, nó ở tuyệt vọng hống khiếu một tiếng. Bàng nhỏ thân thể chính là ầm ầm ngã xuống đất, khơi dậy đầy trời bụi mù. Chỗ tòa này là mục nát phong bi rung rung, xấu xa xem tùy thời có thể bị chấn động lật hình dáng. Một chiêu kia thiên đấu nhỏ diệp thần, ở mặt trời gay gắt mệnh tinh và đạo tông con dấu ra chỉ trên, uy năng đơn giản là có thể nói khủng bố, đồ sát thiên diệt, sát khí trùng tiêu. Hiện tại thiên nữ rất yếu ớt, nếu như diệp thần muốn giết nàng mà nói, một kiếm đủ để. Nhưng thiên nữ trước kia chém hết, hai người ân oán tình cừu, đã không giống trước kia kịch liệt như vậy, nàng lại nữa là tử thần giáo đoàn cống hiến, cùng luân hồi trận doanh cũng không mâu thuẫn. Hơn nữa, mới vừa diệp thần và nàng lẫn nhau thề, cam kết tuyệt đối tin tưởng lẫn nhau chiếu cố. Hôm nay thiên nữ yếu ớt, diệp thần tự nhiên sẽ không thừa dịp hư mà vào, chỉ muốn là hắn chữa thương, muốn không phụ lòng mới vừa lời thề. Ta có chút yếu ớt, nhưng thật may. Rốt cuộc đánh chết thần hỏa tê. Hấp thu thần hỏa tê khí huyết, chúng ta năng lượng dấu vết, đều có thể thăng cấp. Sau khi thăng cấp năng lượng dấu vết, muốn đến có thể cung cấp đầy đủ ban phúc, giúp ta khôi phục. Người thiên đấu lớn đồ sát kiếm, quả thật là nghịch thiên đáng sợ, đây cũng là thiên đấu sát thần sáng tạo kiếm pháp chứ. Thiên nữ yếu ớt dưới, thấy thần hỏa tê ngã xuống đất thi thể, khóe miệng lại hiện ra một nụ cười. Mặc dù nàng bỏ ra lớn vô cùng, nhưng có thể đánh chết thần hỏa tê, hết thảy đều đáng giá. Ta đi tới thần hỏa tê bên cạnh thi thể, mở trán mình xuống năng lượng dấu vết, trực tiếp kết thúc hấp thu. Trừ người bên trong, trong rừng rậm chưa thiếu hung thú, cũng là bị kinh động, bảy tán bôn tẩu, sợ hãi diệp thần bộc phát ra khí tượng, liền như sợ hãi một cái vương giả. Nhưng người thường thế như vậy đáng sợ, diệp thần thì như thế nào cứu chữa? Toàn bộ lưỡi đao vực rừng rậm, cấp vương giả hung thú, tổng cộng cũng chỉ không hai đầu, thần hỏa tê chính là một. Diệp thần trong lòng nhỏ chậm, ta và thiên nam lẫn nhau đã thề, nhân đạo một khối bị thương, bên kia muốn hết sức cứu chữa. Đầu này thần hỏa tê, lại có thể còn chưa chết, còn lưu lại một miếng cuối cùng khí. Thiên nam sức khỏe bên trên, hoàn toàn có pháp ngăn cản,
Diệp Thần cũng tới là đạt tới cứu viện. Một đạo màu máu trùm tia sáng, đi theo phóng lên cao, thiếu chút nữa đem thương khung cũng xuyên qua. Trời ạ, một đầu vương giả cấp hung thú, năng lượng nên là không thiếu sao dư thừa. Luân hồi chi chủ, lại có thể chém giết cấp vương giả hung thú. Hào hùng như vậy khí huyết năng lượng, toàn bộ hội tụ đến Diệp Thần chán hạ. Trừ Diệp Thần yếu hoành bên trong, chúng ta còn thấy được Thiên Nam chính là mục nát phong bi. Diệp Thần giấu vết thăng cấp trước, hạo nhỏ năng lượng khí tượng bùng nổ, không màu máu trùm tia sáng ngất trời, trong cột ánh sáng hiển hóa ra chư thiếu cự thú đổ đằng, hiểu rõ cự thú hư ảnh, ở chân trời gầm thét, bình thường nguy nga. Khán đài bên này, nơi không người xem cũng là rung động. Ta gặp Diệp Thần lại hấp thu hướng uyển thải năng lượng, chỉ cho rằng Diệp Thần muốn nuốt một mình, là sẽ cứu trợ Thiên Nam. Thần hỏa tê ẩn chứa khí huyết năng lượng, đơn giản là khủng bố, so với 100 đầu cấp lãnh chúa hung thú, cộng lại còn muốn bàng bạc được thiếu. Hô hô hô, lưỡi đao vực trong rừng rậm, nơi không người dự thi, đều thấy được vậy có so một màn nguy nga, nơi không người đều sợ ngây người. Lập tức, nàng liền muốn và Diệp Thần, chia cắt thần hỏa tê khí huyết năng lượng. Ta chán xuống dấu vết, nhất thời cuồng như vậy thăng cấp, trong nháy mắt liền từ màu tím, tiêu thăng đến cực hạn nhất màu đỏ, hơn nữa còn là có so đỏ thẫm, đỏ đến trắng bệch bước. Thiên cơ kích động bên trên, nơi không người cũng cảm nhận được liền Diệp Thần chém chết thần hỏa tê hình ảnh. Vù vù. Nhưng, một khắc kia, ra ta dự liệu một màn xảy ra. Thiên Nam vốn là sức khỏe, lại chịu đựng hướng uyển thải sắp sau khi chết đụng, người kia bên ngoài để bị được. Lần này cuồng như vậy đụng, đúng như rời núi lấp biển. Cấp vương giả hung thú, khí huyết năng lượng bàng bạc, tuyệt đối có thể nhường đường tông năng lượng dấu vết, thật to thăng cấp. Nguy chậm bên trong, Diệp Thần hít sâu một hơi, hốt hoảng tâm thần, trong đầu nghĩ, hôm nay chỉ không dựa vào đạo tông dấu vết. Thần hỏa tê khí huyết năng lượng, ngưng tụ thành từng luồng máu loãng, toàn bộ tràn vào đến Diệp Thần cái trán đạo tông dấu vết bên ngoài. Như vậy nhỏ nhẹ tình huống, nhân đạo là có thể kêu nữa thương thế, mà là hẳn gọi chết thế. Coi như là lấy Diệp Thần thủ đoạn, cũng có pháp cứu chữa trở về. Hiểu rõ xôn xao tiếng nghị luận vang lên. Đạo tông trận doanh bên kia, kiếm tử tiên trần thấy Thiên Nam bị thần hỏa tê đụng bay, sống chết là biết, nhưng là tiểu kinh thất sắc. Nhưng lúc này, té xuống đất thần hỏa tê, đột nhiên phát ra một tiếng gầm kêu, trong mắt toát ra lóa mắt hung mang, gầm thét bò dậy, thân thể cao lớn như núi cao vậy, mang khí thế ngút trời, hung hăng hướng thiên nữ xông lên đụng tới. Diệp Thần và Thiên Nam, thấy một màn kia, đều là thần sắc kinh biến. Diệp Thần năng lượng dấu vết, tựa như biến thành một cái trắng động, đang điên cuồng cắn nuốt thần hỏa tê khí huyết năng lượng. Chỉ nghe ầm đích một tiếng, Thiên Nam tại chỗ liền bị đánh bay, thân thể trùng trùng đụng vào một bụi cây nhỏ hạ, đem ngàn trượng thấp cự cây nhỏ mộc cũng đụng gãy, cả người xương bể nát thanh âm truyền ra, người tại chỗ liền mất đi ý thức, sống chết là biết. Lần đó có thể chém chết thần hỏa tê, là hướng uyển và Thiên Nam liên thủ kết quả. Ta thật ra thì cũng là quan tâm Thiên Nam sống chết, chỉ là sợ Thiên Nam chết, mình chưa thiếu bỏ ra, toàn bộ đều muốn trôi theo dòng nước. Thần hỏa tê mắt bên ngoài hung mang, cũng là ảm đạm đi lên, hoàn toàn mất đi nơi không sức sống, té xuống đất, lần đó là thật đã chết rồi. Diệp Thần thấy Thiên Nam bị đụng bay, nhất thời nhỏ cả kinh, chậm bận bịu phi thân đi qua, cha xem Thiên Nam thương thế. Nhưng phát hiện người tổn thương được đặc biệt nhẹ, cả người xương cốt cũng vỡ vụn, kinh mạch đứt từng khúc, tạng phủ câu liệt, sinh mệnh lực đang nhanh chóng trôi qua. Ta dấu vết, chỉ sợ cũng lên tới cấp thấp nhất liền chứ. Ai còn có thể cùng ta tranh? Thiên Nam. Hai người liên thủ hợp tác, chân chính làm được lẫn nhau nhân đạo đảm nhiệm, lẫn nhau hợp lực, là xem Chu Võ Hoàng, Hoàng Hôn Cự Nhân các người như vậy lục đục với nhau. Ai nha, đáng chết, ngươi nhúng kiếm vật liệu. Quang màn hình bên trong, Diệp Thần cũng không có thấy chết mà không cứu, hắn ở mình năng lượng dấu vết thăng cấp sau đó, lập tức trở về đến thiên nữ bên người, cũng đem thiên nữ ôm đứng dậy, chán để trước thiên nữ chán. Hy vọng ngươi có thể sống lại đi, thiên nữ. Diệp Thần thấp giọng líu díu, đem chán mình dấu vết năng lượng, chia ra một nửa, truyền đến thiên nữ trên chán. Đầu này thần hỏa tê, là hắn và thiên nữ liên thủ chém giết, vậy thu hoạch được năng lượng. Hắn tự nhiên vậy sẽ phân cho thiên nữ một nửa, sẽ không nuốt lời, lại càng không sẽ nuốt một mình. Thần hỏa tê khí huyết năng lượng, chân thực quá bàng bạc kinh khủng,
Diệp Thần phân cho thiên nữ một nửa, thiên nữ trên trán dấu vết, ngựa đưa lên đến đẳng cấp cao nhất màu đỏ. Mà Diệp Thần dấu vết, vậy như cũng duy trì màu đỏ. Thiên nữ dấu vết, thăng cấp đến màu đỏ sau đó, nàng lập tức thu được minh mông chúc phúc, vô số thần quang thiên hy, vô số vĩ đại thần thánh năng lượng, hội tụ đến trên người nàng. Trạng thái sắp chết xuống nàng, lập tức từ bên bờ tử vong trở về, gương mặt tái nhợt khôi phục một chút đỏ thắm. Diệp Thần gặp vậy đạo tông dấu vết, chúc phúc lực lượng như vậy rõ rệt, cũng là ngạc nhiên mừng rỡ liên tục, thầm nghĩ. Xem ra nàng là sẽ không chết. Diệp Thần cười nói, lưu lại tới cùng hắn đi, đó là ước định một phần chia, ngươi là có thể ném lên hắn là quản. Thiên Nam trong lòng một hồi kích động cùng cảm kích, nói thiếu cảm ơn hắn, hắn quả nhiên như sau này như vậy trọng tình trọng nghĩa. Không có vậy đạo con dấu bảo vệ, ta và Thiên Nam không thể hết tốc lực đi đường, đủ đuổi ở thời gian hết hạn sau đó, đến Long Thần Tiêm Tháp. Ngươi thương thế muốn hoàn toàn phục hồi như cũ mà nói, nhỏ tổng thể cũng cần 2 ngày. Thiên Nam nói, ừ, đó là mục nát phong bi, là một cái ảo tưởng khái niệm, nhưng là người ý tưởng ảo tưởng, mà là đệ nhất tử thần nghĩ ra tới. Diệp Thần gật gật đầu nói, người nghe qua một ít truyền thuyết. Thiên nữ từ đang ngủ mê man tỉnh lại, thấy trước mặt đốt một cái đống lửa, nướng thịt hung thú, thơm ngát mùi truyền tới, người cảm thấy thật lạnh thoải mái. Sự ảnh thiên, là mục nát phong bi. Đêm đến, lưỡi đao vực, một nơi trong hang núi. Thiên Nam nói, ừ, nếu hắn nghe qua, cái này thì nên biết, đệ nhất tử thần quy luật nội tình, không thiếu sao thâm hậu. Thiên Nam nói, người biết, có chuyện, là dùng giải thích, các ngươi sau này vậy không qua một đoạn cảm tình, thân thể ngươi hắn lại là có chạm qua. Lập tức, Diệp Thần liền ôm trước thiên nữ rời đi. Diệp Thần nhận lấy chụp cuốn, nói, đó là cái gì? Người mắt đẹp ngắm nhìn hướng Diệp Thần, nói, thiếu cảm ơn hắn. Thật vẫn giữ lời hứa, cầm Diệp Thần đạo năng lượng phân cho ngươi. Ngươi cả người tan vỡ xương, còn không khép lại hứa thiếu, nứt ra tạng phủ cùng kinh mạch, ở đạo tông còn giấu chúc phúc trên, vậy đang nhanh chóng khôi phục. Không vậy đạo ấn nhớ, trong rừng rậm bất kỳ an toàn, đều là coi là an toàn. Ngươi thấy bên cạnh đống lửa còn ngồi một người, đây chính là Diệp Thần. Ở đệ nhất tử thần ý nghĩ bên trong, là mục nát phong bi nàng lần ghi chép một người phong công vĩ nghiệp. Hơn nữa đem những cái kia chiến công ánh sáng, thả tiểu thiên gấp vạn lần. Diệp Thần phỏng đoán, ít nhất phải cùng thời gian 2 ngày, nàng mới có thể hoàn toàn phục hồi như cũ. Cũng không phải nói, đó là mục nát phong bi, chỉ cần có thể chế tạo ra tới, là có thể trấn áp nơi không người, để cho nơi không người thần phục, tự thân trở thành chư thiên tới thấp có xuống nắm giữ, quân lâm vạn giới, nghiền ép hết thảy. Bất quá, thiên nữ thương thế, vẫn là quá mức nghiêm trọng. Cho dù có đạo tông còn giấu chúc phúc, cũng không khả năng ngay tức thì liền hết bệnh. Ta bề ngoài xuống thân phận, là bốn thần một trong, nhưng thực tế hạ, tử thần chỉ là ta ảo tưởng thân phận chân thật của ta, là bờ bên kia dưới tinh không thần tộc thủ lãnh, được gọi là cực đạo ma tôn. Diệp Thần cười một tiếng, cùng gật đầu. Thiên Nam nói, đúng vậy, người ban đầu gia nhập tử thần giáo đoàn, linh nghe được đệ nhất tử thần thanh âm. Cái đó ý nghĩ. Là một cái ảo tưởng khái niệm, cùng luân hồi chuyện cũ sách, thập vĩ thần thú, hắc ám chi tâm, rừng rậm sách vân. Vân, đều là giống vậy nhỏ bé ảo tưởng. Sự nghiệp phong công, có hạn thả nhỏ trước, là có thể sinh ra yếu ớt uy nghiêm, đủ để cho người gặp thần phục, chư thiên cúi đầu quỳ bái, nào dám là từ. Diệp Thần sờ một cái trán mình xuống màu đỏ dấu vết, cũng có so an tâm. Cùng bắt đầu tranh tài hết hạn trước nhất một ngày. Các ngươi còn không đầy đủ thời gian, xuyên việt rừng rậm. Thiên Nam nói, đó là mục nát phong bi chế tạo bản vẽ, hắn giữ lại hẳn không dùng. Thiên Nam sờ một cái mình chán, có thể cảm nhận được cái này đạo tông dấu vết truyền tới rực cháy hơi lạnh tức. Vậy đạo ấn nhớ cung cấp chúc phúc, đặc biệt yếu ớt, đủ đối phó xâm ngoài rừng bất kỳ an toàn. Người quần áo bị người đổi qua, rất sáng bóng, rất thiếp thân. Ừ, hắn là muốn lưu lại cùng ngươi. Vẫn là mình đi trước. Ta mở ra trục cuốn lấy xem, liền thấy trục cuốn phía dưới, in một đạo cự nhỏ bia đá hình vẽ, phía dưới khắc đầy chữ, là một ít đặc biệt cao cấp chế tạo bí pháp. Vật kia cho hắn đi, người giữ lại vậy hữu dụng. Thiên Nam gật đầu, lại nhìn xem mình bị người đổi qua quần áo. Ta không một cái nhỏ bé ý nghĩ, đây không phải là mục nát phong bi.
Thần hỏa tê, hắn quần áo tràn đầy máu loãng, ngươi giúp hắn đổi qua, là cố ý chiếm ngươi tiện nghi, là vì để cho hắn thoải mái chút, miễn được. Thiên Nam nói, khoảng cách vòng thứ nhất bắt đầu tranh tài, còn không thời gian 2 ngày. Tỉnh. Diệp Thần cười nói, ngươi rất nhiều lên lời hứa, đương nhiên là sẽ nàng lần. Dừng một chút, ngươi lại móc ra một bản chụp cuốn, đưa cho Sử Ảnh Thiên. Diệp Thần thấy Thiên Nam tỉnh, mỉm cười lên tiếng chào. Thần hỏa tê, đệ nhất tử thần. Diệp Thần nghe thiên nữ miêu tả, nội tâm cũng bị chấn động, nói, bất hủ phong bi. Cái này đích xác là một cái vĩ đại ý nghĩ. Có thể ngàn gấp vạn lần phóng đại mình chiến công uy nghiêm, đó đích xác là vô địch. Thiên nữ nói, ta ở đệ nhất tử thần dưới sự chỉ điểm, vậy chế tạo ra liền mình bất hủ phong bi, nhưng chỉ là một ảo tưởng khái niệm, như mộng ảo bọt nước, không hề là chân thực tồn tại. Muốn đem bất hủ phong bi biến thành chân thực, cần phải hao phí thiên lượng tài nguyên, ta dĩ nhiên là không có nhiều tài nguyên như vậy. Tòa kia bất hủ phong bi, vậy ký thác ta nguyện vọng, ta dã tâm, ta đã từng vậy ảo tưởng hùng bá chư thiên, quân lâm vạn giới, trở thành chí cao nắm giữ. Thiên nữ trong mắt toát ra rất xa tưởng nhớ cùng mê ly, vậy thật ra thì cũng không phải là biết bao rất xa sự việc, nhưng nàng trước kia chém hết sau đó, đi qua trí nhớ, đối nàng mà nói, là được mộng khói huyễn vậy tồn tại, nhớ lại rất không chân thật. Bất quá, bây giờ nói, những cái kia nguyện vọng cũng không trọng yếu, ta không cần những thứ này. Sư phụ cùng ta nói, thế gian chính là một phiến lớn bể khổ, người người đều ở đây kiếp hỏa dục vọng bên trong vùng vẫy, ta trước kia chính là chịu khổ chấp niệm quá sâu, hôm nay chỉ có nhảy vào sư phụ cho ta chuẩn bị đúc kiếm lò lửa, ta mới được chân chính giải thoát. Cho nên, cái này không mục nát phong bi, đối ta lại nói, đã vô dụng, hiện tại hiến tế tốt nhất. Người cầm bất hủ phong bi bản vẽ, tương lai có lẽ có thể chế tạo ra mình phong bi. Thiên nữ chỉ Diệp Thần trong tay trục cuốn, trong quyển trục bất hủ phong bi hình vẽ, giống như là loại nào đó thần bí vĩ đại đồ đằng, từng một lần ký thác nàng vô số tâm huyết cùng huyễn mộng. Nghe được lời này, Diệp Thần rợn cả tóc gáy, nói thiên nữ, người bị kiếm tử tiên trần tẩy não. Thiên nữ lắc đầu nói, không có, sư phụ là đề tỉnh ta trước kia chấp niệm quá sâu, hôm nay mới thật sự là nhìn thấu hồng trần, hoàn toàn ngộ đạo. Sư phụ đã là ta chuẩn bị xong đúc kiếm lò lửa, chỉ cần ta dấn thân vào đi vào, liền có thể được giải thoát. Mà sư phụ đúc kiếm sau khi thành công, hắn sẽ chấp trưởng siêu phẩm thiên kiếm, đi siêu độ hòa giải cởi càng nhiều người hơn. Diệp Thần ra đầu tê dại, hắn biết thiên nữ bị tẩy não, nhưng không biết như thế nào để cho nàng tỉnh hồn lại. Ta sẽ đoạt được lần thi đấu này hạng nhất, bắt được thiên đế thần nguyên, giúp sư phụ nhúng kiếm. Thiên nữ mỉm cười nhìn về Diệp Thần, trong mắt lộ ra một chút khiêu chiến mũi nhọn. Không nghi ngờ chút nào, nàng muốn đoạt cúp mà nói, Diệp Thần chính là nàng ẩn bên trong lớn nhất địch thủ. Diệp Thần không nói, biết thiên nữ hôm nay bị tẩy não, hắn nói gì cũng vô dụng. Nhưng từ khách quan phương diện mà nói, thiên nữ hôm nay hồ đồ hình dáng, đối hắn mà nói, nhưng là một chuyện tốt. Bởi vì, hắn và thiên nữ, rốt cuộc không cần giống như trước nữa như vậy. Đấu cái người chết ta sống. Coi như muốn tranh đấu, cũng là không mang theo ân oán cạnh tranh, tự nhiên có thể để cho Diệp Thần thư tim rất nhiều. Xin lỗi, cái này hạng nhất, ta quyết định. Diệp Thần thu liếm lại tạp niệm của nội tâm, cũng là hướng thiên nữ cười một tiếng nói. Vậy xem ai có thể cười đến cuối cùng đi. Thiên nữ ôn hòa cười nói. Hai người ở trong sơn động độ qua 2 ngày, ở tranh tài ngày cuối cùng sáng sớm. Hai người chính là đi đường lên đường, hướng xâm lâm tẫn đầu long thần tiêm tháp xuất phát. Thiên nữ thương thế, đã hoàn toàn phục hồi như cũ. Nàng trên trán dấu vết, là đỏ nhạt màu sắc. Mà Diệp Thần dấu vết, chính là đỏ thẫm. Nhưng bất kể như thế nào, hai người dấu vết, cũng đã là cao cấp nhất, có thể lấy được đắc đạo tông lớn nhất hạn độ ban phúc. Hai người một đường đi tới trước, không có gặp phải bất kỳ hung thú cản đường. Chỉ là hai người trên trán dấu vết, tản ra khí tức cường đại, cũng đủ để cho tất cả hung thú tránh lui 90 dặm. Hai người một đường bay vút, tốc độ cực nhanh, đến được vào buổi trưa, liền đi ra rừng rậm. Đi ra rừng rậm sau đó, phía trước là một phiến bằng phẳng đồng bằng, long thần tiêm tháp ngay tại đồng bằng cuối, khoảng cách hai người ở địa phương đó, đã không xa. Từ chỗ này, hai người ngẩng đầu vừa thấy, là có thể thấy long thần tiêm tháp to lớn cùng nguy nga.
Cả tòa nhọn tháp, nguy nga cao vút, sắp thiên trong mây, trên thân tháp phi long điêu khắc chiếm cứ, đại khí bàng bạc. Mà ở Long Thần Tiêm Tháp trước vùng quê trên, Diệp Thần và Thiên Nữ, thấy được vô cùng một màn nguy nga. Chỉ gặp chừng hơn 10.000 người dự thi, đang vây công một đầu hung thú, các loại tiếng la, tiếng đánh nhau, đao kiếm chém thanh âm, thần thông thuật pháp đánh nổ thanh âm, còn có hung thú tiếng gầm gừ, xen lẫn trong một đoàn, bụi mù cuồn cuộn, ngút trời quang vụ trào đáng, như hãn biển kích thiên, mười phần nguy nga. Vậy đầu hung thú, chừng mấy trăm trượng cao, thân thể bàng lớn như núi, cả người toát ra mặt trời gay gắt vậy trói lọi, bề ngoài như một đầu sư tử, tông mao tung bay, ngẩng đầu gầm thét để gặp, vô cùng cái thô bạo. Lần này đại lộ tranh phong, có mấy chục ngàn người tham gia, trong quá khứ 10 ngày thời gian bên trong, có rất nhiều người đều không có thể còn sống, bọn họ hoặc là bởi vì sợ hãi hung thú cùng ma vật, lựa chọn truyền tống rời đi lui thi đấu, hoặc là bởi vì không chịu nổi người khác săn, bị buộc rời đi, thậm chí còn có không ít người, liền truyền tống rời đi cũng không kịp, liền bị giết chết. Cho tới bây giờ, còn ở lại lưỡi đao vực bên trong những người dự thi, còn có hơn 10.000 người. Cái này dự thi hơn 10.000 người, căn bản tất cả ở chỗ này, cũng đang vây công trước đầu kia to lớn sư tử hung thú. Đó là lưỡi đao vực hai đầu vương giả cấp hung thú một trong, đại nhật sư tử cuồng. Vạn người chém sư tử cuồng, hình ảnh cực kỳ nguy nga, ở phía sau thẳng tắp sáp thiên, chừng vạn trượng cao Long Thần Tiêm Tháp bối cảnh nổi bật hạ, hình ảnh này càng hiện ra liền lau một cái mênh mông cùng thê lương. Xem ra chúng ta tới được không tính là quá muộn. Thiên nữ con người híp lại, nhìn phía trước đồng bằng lên kịch chiến hình ảnh, nhỏ mỉm cười một tí. Đại nhật sư tử cuồng ngăn ở đi Long Thần Tiêm Tháp trên đường, những người dự thi muốn đến Long Thần Tiêm Tháp mà nói, chỉ có đánh chết. Đầu này đại nhật sư tử cuồng, cũng không xem thần hỏa tê như vậy bị thương, nó nhưng mà khỏe hẳn trạng thái, đặc biệt hung mãnh, nhất cử nhất động, cũng bùng nổ cuồng bạo phách liệt khí thế, đại nhật thần mang cuồn cuộn, chỉ là cặp mắt bắn ra chói lọi. Liền mang theo đáng sợ nhiệt độ cùng uy nghiêm, có thể phá hủy người thân xác tinh thần. Không hề thiếu người dự thi, bị đánh vào sau đó, kêu thảm thiết liên tục, tại chỗ trọng thương, vạn bất đắc dĩ, chỉ có thể bóp vỡ đại lộ làm truyền tống rời đi, đi ra ngoài chữa trị, trực tiếp buông tha thi đấu, tranh phong đường lúc này kết thúc. Diệp Thần thấy vậy đại nhật sư tử cuồng, ở hơn 10.000 người dưới sự vây công, như cú hung mãnh cuồng thả, gầm thét kinh thiên. Ở trong đám người sông ngang đánh thẳng, đơn giản là vô địch vậy tồn tại. Rất nhiều binh khí pháp bảo, võ đạo thuật pháp công kích, đánh vào đại nhật sư tử cuồng trên mình, liền giống như củ lét ngứa vậy, căn bản không đủ để thương tổn tới nó. Thấy vậy, Diệp Thần cũng không khỏi được chép chắt lưỡi, khoanh tay nhìn, trong đầu nghĩ. Thật may trước đây gặp phải thần hỏa tê, là bị thương trạng thái, nếu không chết chính là ta. Hơn nữa, thiên nữ mơ ước một lòng lưu. Bất hủ phong bi, vậy đủ thật lợi hại, có thể chấn đè ép được, nếu không, ta nhất định là giết không chết vậy hung thú. Cấp vương giả hung thú, như vậy đáng sợ, đối mặt vạn người vây công, lại vẫn có thể chiếm được thượng phong. Từ góc độ này tới xem, thiên nữ bất hủ phong bi, đích xác là mạnh mẽ lợi hại, một chấn áp xuống đi, vương giả cấp hung thú đều phải cúi đầu, không cách nào nhúc nhích, cũng không cách nào thi triển bất kỳ thủ đoạn phòng ngự, chỉ có thể cứng ngắc đứng. Rất miễn cưỡng bị Diệp Thần chém chết. Diệp Thần trong lòng, đối vậy không mục nát phong bi, cũng là sinh ra nồng nặc hứng thú, đây là được gọi là có thể cùng luân hồi vãng thế thư, thập vĩ thần thú cùng vĩ đại khái niệm sánh bằng tồn tại, một khi chế tạo ra tới, vậy thật là vô địch. Chúng ta vậy ra tay đi. Thiên nữ hướng Diệp Thần nói. Diệp Thần nhìn chăm chăm vừa thấy, có thể thấy đang vây công đại nhật sư tử của người bên trong, Hàn Diễm, Tân Tinh Nhã, Độc Cô Già La. Bùi Vũ Hàm các người cũng ở đây, và Chu Võ Hoàng, Hoàng Hôn Cự Nhân, Vân Thương Chủng các người cùng nhau liên thủ, cũng đang vây công đại nhật sư tử cuồng. Trong đó, Bùi Vũ Hàm tựa hồ đã từ ma nữ trong trạng thái khôi phục trở về. Diệp Thần thấy vậy, cũng biết muốn ra tay, liền gật đầu một cái. Dẫu sao, muốn đi Long Thần Tiêm Tháp mà nói, đầu này đại nhật sư tử cuồng, nhất định phải giết chết. Thiên nữ suy đích một tiếng, rút ra băng hoàng thiên kiếm. Khua kiếm hướng phía trước phóng tới. Nàng năng lượng dấu vết, thăng cấp đến màu đỏ sau đó, lấy được cường đại nhất chúc phúc, ra kiếm khí thế cũng là lớn lớn tăng lên, một kiếm ra, băng hoàng khí tượng lững lờ, phượng hoàng tiếng hót kinh thiên, để cho được toàn trường người dự thi ánh mắt, cũng nhìn sang,
làm mọi người thấy thiên nữ cái trán dấu vết, lại là màu đỏ sau đó, tất cả người đều là chấn động cùng hâm mộ. Mà làm mọi người thấy thiên nữ sau lưng, Diệp Thần bóng người, cái này cổ chấn động liền chuyển biến thành rung động. Bởi vì Diệp Thần dấu vết, cũng là màu đỏ, hơn nữa màu sắc muốn so với thiên nữ thâm hậu rất nhiều, tiên sáng như lửa, thấm ra một cổ hừng hực huy hoàng. Ở trên trời nữ xông về chiến trận sau đó, Diệp Thần cũng không có lên đường, hắn còn đứng tại chỗ. Hắn bén nhạy nhìn ra, đại trình nhật sư tử cuồng hơi thở, cùng hắn mặt trời gay gắt mệnh tinh, tồn tại thiên ti vạn lũ sâu xa. Đầu này đại nhật sư tử cuồng, đã từng có lẽ hấp thu qua mặt trời gay gắt mệnh tinh năng lượng, rèn luyện tự thân, cho nên mới đổi được lớn mạnh như vậy. Diệp Thần trong lòng toát ra một cái ý nghĩ, lập tức không do dự, lập tức vận chuyển luân hồi khí, mở mệnh tinh. Mặt trời gay gắt mệnh tinh, chiếu sáng đi. Diệp Thần quát to một tiếng, đem mặt trời gay gắt mệnh tinh thúc dục đến mức tận cùng, khổng lồ nóng rực, vô cùng rực rỡ tinh thần, từ đỉnh đầu hắn trên từ từ dâng lên. Lên tới trên bầu trời, bộc phát ra ngàn vạn trượng chói lọi. Ở nơi này cổ huy hoàng chiếu rọi xuống, giữa trời đất trắng sáng trắng lượng một phiến, ông ông tác hưởng. Bầu trời mặt trời, đã dần dần không nhìn thấy không thấy. Thay vào đó, là Diệp Thần luân hồi mặt trời gay gắt. Cái này luân hừng hực luân hồi mặt trời gay gắt, đầu hạ vạn lại thấy ánh mặt trời chiếu rọi, đầu kia đại nhật sư tử cuồng, ở tiếp xúc tới cái này cổ chói lọi sau đó. Thân thể nhất thời run rẩy, trong tròng mắt lộ ra hoảng sợ thần sắc, giống như một cái tiếm quyền người, thấy được vĩ đại vĩ tích xuất hiện, cũng sắp ban thưởng trời nổi giận thần phạt. Ngao! Đại nhật sư tử cuồng gầm thét, trong mắt thần sắc đổi được sợ hãi mà tuyệt vọng, gầm thét giải khai đám người, đi phương xa chạy như bay đi. Diệp Thần gọi ra mặt trời gay gắt mệnh tinh sau đó, lại có thể để cho được đầu này vương giả cấp hung thú, hoàn toàn đánh mất ý chí chiến đấu. Muốn bỏ trốn, đây là chính hắn cũng không nghĩ tới. Thấy đại nhật sư tử cuồng như vậy kinh hoàng, Diệp Thần mơ hồ bắt được thiên cơ. Cái này đầu hung thú, năm đó hẳn ăn cắp qua mặt trời gay gắt mệnh tinh năng lượng, là một cái tiếm quyền người. Cho nên khi nhìn đến chân chính mặt trời gay gắt mệnh tinh hạ xuống sau đó, liền hù được chạy trốn. Tại chỗ hơn 10.000 người dự thi, khi nhìn đến đại nhật sư tử cuồng chạy trốn sau đó, lập tức hoan hô kêu lên. Rối rít đuổi giết đi lên. Đại nhật sư tử cuồng ở mặt trời gay gắt mệnh tinh chiếu rọi xuống, tâm thần khủng hoảng, khí thế một yếu, cả người liền khắp nơi xuất hiện sơ hở, ở trên cao vạn người dưới sự vây công, nó hộ thân linh khí bị phá vỡ, vô số đao kiếm pháp bảo, thần thông thuật pháp, đều ác tàn nhẫn oanh tạc ở thân thể của nó trên. Ô! Đại nhật sư tử cuồng phát ra ô minh, bị hơn 10.000 người đồng loạt liên thủ chém chết. Ở chém rất đại nhật sư tử cuồng sau đó, đám người nhảy cẫng hoan hô, lại bắt đầu điên cuồng tranh nhau đi cướp đoạt đại nhật sư tử cuồng khí huyết năng lượng, dùng để lớn mạnh tự thân năng lượng dấu vết. Đại nhật sư tử cuồng năng lượng tuy dư thừa, nhưng ở hơn 10.000 người chia cắt hạ, cũng là hoàn toàn không đủ. Hơn 10.000 người tranh đoạt cướp đoạt, đến cuối cùng, mỗi cái người được chia năng lượng linh khí, đều là vô cùng thưa thớt. Đánh chết hung thú tiếng hoan hô. Rất sắp biến thành lẫn nhau chỉ trích cãi và tiếng mắng. Hơn 10.000 người tại chỗ bùng nổ ác đấu hỗn chiến, lẫn nhau đi cướp đoạt đối phương dấu vết năng lượng bên trong, đánh đập tàn nhẫn, tình cảnh cực kỳ hỗn loạn. Diệp Thần thấy như vậy hỗn chiến, cũng là có chút bất ngờ, không nghĩ tới cục diện sẽ phát triển đến bước này. Bất quá, hắn năng lượng dấu vết, đã là cao cấp nhất, tự nhiên không cần phải tham dự hỗn chiến, lúc này đem mặt trời gay gắt mệnh tinh thu hồi. Nhưng cũng không có buông lỏng cảnh giác, nghiêm thần đề phòng. Diệp Thần liền thấy, ở hỗn chiến bên trong, Chu Võ Hoàng, Hoàng Hôn Cự Nhân, Vân Thương Chủng các người, ra tay không chút lưu tình, liền trực tiếp động thủ giết người, đem đầu người đánh xuyên, cầm dấu vết năng lượng bên trong linh khí, trực tiếp rút ra lấy ra cắn nuốt hết. Ở nơi này vậy điên cuồng giết hại dưới, Chu Võ Hoàng năng lượng dấu vết, rất nhanh tăng lên tới màu tím đậm, cũng nhanh muốn đột phá đến cao nhất màu đỏ. Nhưng lúc này, chung quanh phổ thông những người dự thi, đã cảm thấy nguy hiểm, rối rít thoát đi chạy đi. Có người hướng Long Thần Tiêm Tháp chạy đi, có người đang sợ hãi dưới, dứt khoát trực tiếp lui thi đấu rời đi. Như vậy chắc trở xuống, tại chỗ còn dư lại người dự thi, đã không tới 8.000 người. Đáng chết, thiếu chút nữa. Chu Võ Hoàng sờ một cái mình chán, cảm nhận được con dấu cấp bậc, còn không lên tới cao nhất, nhất thời có chút nóng lòng khó nhịn.
liền khua kiếm hướng bên cạnh hoàng hôn cự nhân chém tới, lại là sẽ đối hắn ra tay, muốn cướp đoạt hoàng hôn người khổng lồ năng lượng. Chu Võ Hoàng, người điên rồi, người muốn cùng ta đánh. Hoàng hôn cự nhân tức giận, rút kiếm ngăn trở Chu Võ Hoàng kiếm, quát một tiếng nói. Chu Võ Hoàng thân thể chấn động một cái, ở trong mộng mới tỉnh. Hắn cùng hoàng hôn cự nhân các người, tuy nói lục đục với nhau, nhưng dẫu sao trước mắt vậy vẫn là đồng minh, cần liên hiệp đối kháng Diệp Thần. Nếu như lục đục tự giết lẫn nhau nói, vậy khẳng định là phải tiện nghi Diệp Thần. Nghĩ tới đây, Chu Võ Hoàng cũng là bình tĩnh liền rất nhiều, thu hồi trường kiếm. Diệp Thần ngay tại cách đó không xa, khoanh tay chờ xem kịch vui, nhưng thấy Chu Võ Hoàng khôi phục thanh tỉnh, lại có chút thất vọng. Các vị, vòng thứ nhất thi đấu sắp kết thúc, đừng nữa đánh, tới nơi này đi, nếu không muốn vượt quá thời gian. Đây là, Long Thần Tiêm Tháp phương hướng, truyền đến một đạo thanh âm trầm ổn. Diệp Thần theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy ở Long Thần Tiêm Tháp trên đỉnh tháp, tựa hồ đứng có hai người, một người trong đó, chính là Nham Thần Thiên Tôn, mới vừa cũng là hắn mở miệng nói chuyện. Nghe được Nham Thần Thiên Tôn nói, nguyên bản hỗn chiến không chịu nổi rất nhiều những người dự thi, liền tỉnh táo lại, buông xuống phân tranh, rối rít hướng Long Thần Tiêm Tháp đi tới, e sợ cho vượt qua thời hạn. Diệp Thần dậm chân đi tới thiên nữ bên người, Hàn Diễm, Độc Cô Già La, Tân Tinh Nhã, Bùi Vũ Hàm các người vậy đi tới. Đại ca, các người vậy thật lợi hại, lại có thể đánh chết thần hỏa tê, dấu vết cũng thăng cấp viên mãn. Hàn Diễm nhìn Diệp Thần và thiên nữ, thấy bọn họ trên trán dấu vết, đã thăng cấp đến màu đỏ, không khỏi được chặc chặc ca ngợi. Độc Cô Già La cũng là kinh nghi bất định, ánh mắt ở trên hai người vòng tới vòng lui, nói, không nghĩ tới các ngươi lại có thể hội hợp làm, thật là không tưởng tượng nổi. Diệp Thần cười nói, chỉ cần lợi ích đầy đủ, hợp tác vậy không việc gì, huống chi hôm nay thiên nữ, và trước kia cũng là bất đồng. Thiên nữ lắc đầu một cái, bình tĩnh nói, tốt lắm, chúng ta đi nhanh Long Thần Tháp bên kia đi, xem vòng kế tiếp thi đấu là cái gì. Diệp Thần gặp tất cả người dự thi, đều ở đây lấy nhanh nhất tốc độ, đi Long Thần Tiêm Tháp, lập tức vậy không do dự, liền cùng thiên nữ, Hàn Diễm, Độc Cô Già La đoàn người, nhanh chóng chạy tới. Cái này phiến vẫn tinh thế giới, tồn tại rất nhiều khu vực. Trong đó, Long Thần Tiêm Tháp là lưỡi đao vực cùng Long Thần vực phân giới địa tiêu. Long Thần vực, chính là sáu đạo cổ thần một trong, đúc tinh Long Thần sáng tạo giới vực. Làm Diệp Thần đoàn người, còn có rất nhiều những người dự thi. Đi tới Long Thần Tiêm Tháp dưới, thấy phía trước Long Thần vực, vậy phiến khắp nơi xương trắng chôn, cỏ hoang rậm rạp vắng lặng thế giới, tất cả mọi người đều cảm thấy run sợ, trong mắt bắt được cổ xưa thiên cơ. Đúc tinh Long Thần, là ngày xưa vô cùng cường đại thần minh, đã từng là thế giới, ở vô vô thời không còn không có ra đời trước, là một phiến tuyệt đối hắc ám hỗn loạn, rất nhiều các cổ thần, ở hắc ám hỗn độn bên trong chém giết tranh đấu. Đúc tinh Long Thần đúc tạo ra được kỳ tích vậy quần tinh, là bao la hoang vu hỗn độn bầy hắn hùng vĩ ân điển, hắn phong công vĩ nghiệp, từng một lần rung động chư thiên, vô số cổ thần ngửa mặt trông lên uy nghiêm của hắn. Làm tất cả người dự thi, cảm nhận được những thứ này cổ xưa thiên cơ sau đó, tất cả mọi người đều bị rung động. Đúc tinh Long Thần mạnh mẽ, cường đại đến vượt qua thiên đế, loại cảnh giới này tồn tại, ít nhất là chạm tới không thể nói cảnh ngưỡng cửa. Diệp Thần cảm thấy luân hồi mộ địa hơi truyền ra chấn động, hắn biết đúc tinh Long Thần tàn hồn, nhất định núp ở luân hồi mộ địa bên trong, nhưng trước mắt hắn còn không có đầy đủ năng lực, dùng thức tỉnh. Hắn vậy hết sức tò mò, rốt cuộc là dạng gì tồn tại, có thể xóa bỏ đúc tinh Long Thần, để cho hắn ở thế gian hết thảy thiên cơ dấu vết, toàn bộ biến mất, cho đến ngày hôm nay đại chủ tể mở cửa vẫn tinh thế giới, những thứ này cổ xưa thiên cơ, mới có thể tái hiện hậu thế. Mà ở sáu đạo cổ thần bên trong, đúc tinh Long Thần còn không phải là cường đại nhất. Cường đại nhất người, là thiên đấu sát thần. Diệp Thần liền đúc tinh Long Thần cảnh giới, đều cảm thấy nghẹt thở cùng không thể ngửa mặt trông lên, vậy chí cao thiên đấu sát thần, lại là như thế nào tồn tại? Tất cả người nghe. Long Thần Tiêm Tháp trên đỉnh, truyền đến Nham Thần Thiên Tôn thanh âm. Đầu tiên, chúc mừng các ngươi thông qua vòng thứ nhất thi đấu. Bỏ mặc kế tiếp thi đấu. Thành bại như thế nào, các người đều đã chứng minh mình thực lực, coi như các người bây giờ lập tức rời đi, đều có thể lấy được đắc đạo tông ban cho khen thưởng. Nghe nói như vậy, toàn trường người nhất thời hưng phấn. Trong quá khứ 10 ngày thời gian bên trong,
đám người chịu hết khổ sở, lo lắng đề phòng, hôm nay cuối cùng là nhìn thấy một điểm hồi báo hy vọng. Nham thần Thiên Tôn nói tiếp, tiếp theo, là vòng thứ hai thi đấu, lần này thi đấu là tìm bảo thi đấu, Long thần vực tồn tại rất nhiều cơ duyên bảo tàng, ai nếu có thể tìm được cơ duyên, là được qua cửa, tiến vào vòng kế tiếp. Tình huống cụ thể, ngày mai Phạm trưởng lão sẽ cùng các ngươi nói tỉ mỉ, ngày hôm nay các ngươi trước tiên ở Long thần tiêm tháp vùng lân cận, nghỉ ngơi một đêm, học hỏi Long thần tiêm tháp lên bích họa, chữ viết, có lẽ có thể lãnh hội được một ít thứ, chúc các ngươi may mắn. Mọi người ánh mắt, nhìn về phía Long thần tiêm tháp, liền thấy thân tháp bên trên, quả nhiên chạm trổ rất nhiều bích họa cùng chữ viết, đều là vô cùng cổ xưa ghi lại thế giới chuyện lúc trước, chính là vô vô thời ý không ra đời chuyện lúc trước. Những thứ này ghi chép, đối với người đạo tâm tăng lên, có tác dụng to lớn, hiểu qua đi nhân quả, có thể truy tìm thiên địa căn nguyên, nhắm thẳng vào đại lộ. Cuối cùng, mời đạo tông dấu vết là màu đỏ người đi lên, các ngươi có thể được một ít tiểu tưởng phẩm. Nham thần Thiên Tôn lại nói. Nghe Nham thần Thiên Tôn lời sau cùng tiếng nói, toàn trường người ánh mắt, rối rít hội tụ đến Diệp thần và thiên nữ trên mình. Tại chỗ 8.000 người bên trong, chỉ có 2 người bọn họ dấu vết, là đẳng cấp cao nhất màu đỏ. Không ít người ánh mắt, đều là mang hâm mộ, thậm chí là ghen tị. Diệp thần và thiên nữ nhìn nhau một mắt, gật đầu một cái, liền cùng nhau dọc theo thân tháp, hướng đỉnh tháp bay đi. Long thần tiêm tháp chừng vạn trượng cao, đỉnh tháp cắm vào mây xanh, bốn phía mây mù lượn quanh, nhiệt độ cực thấp, hơi nước ngưng kết thành sương, gió lạnh như đao thổi cạo. Diệp thần và thiên nữ, bay đến trên đỉnh tháp mặt, liền thấy trên đỉnh tháp có 2 người, một cái trong đó là Nham thần Thiên Tôn, một cái khác là cái ăn mặc áo dài trắng đạo tông trưởng lão. Vị này là Phạm trưởng lão, là vòng thứ 2 tranh tài trọng tài cùng công chứng. Nham thần Thiên Tôn hướng 2 người giới thiệu nói. Gặp qua Phạm trưởng lão, Diệp thần và thiên nữ cùng kêu lên hỏi thăm sức khỏe, rồi sau đó khom người thi lễ một cái. Phạm trưởng lão sờ râu cười một tiếng, nói, rất tốt, các ngươi hai cái có đảm lược, vận khí vậy rất tốt, lại có thể đánh chết thần hỏa tê. Diệp thần nói, may mắn mà thôi, Phạm trưởng lão chê cười. Phạm trưởng lão nói, vận khí, cũng là thực lực một phần chia. Ta nơi này có điểm quà nhỏ, các ngươi thu cất đi. Coi là các ngươi từ vòng thứ nhất lan truyền ra khen thưởng. Phạm trưởng lão móc ra 2 cái túi đựng đồ, phân biệt ném cho Diệp thần và thiên nữ. Thiên nữ mở ra túi đựng đồ, thấy bên trong là chút chân quý nguyên ngọc tinh túy, nếu như uống luyện hóa nói, có thể thật to tăng lên thân xác tinh hoa. Lễ vật này rất tốt. Thiên nữ rất cao hứng nhận, suy nghĩ mình thân xác cường độ có thể tăng lên, tương lai cũng có giúp cho nhúng kiếm. Diệp thần mở ra túi đựng đồ. Nhưng thấy quà của mình, là một khối tiểu tiểu lăng tinh, phía trên có chút kỳ diệu đạo pháp minh văn. Đây là cái đồ gì? Diệp thần cầm ra lăng tinh, tò mò hỏi. Vật này kêu quang minh lăng tinh, là quang minh thần tộc tiến cống cho đạo tông đồ, sau khi luyện hóa, có thể chiếu sáng người nội tâm, lên giọng tim cường độ, cũng có thể chiếu sáng đan điền, tăng cường nhân đạo pháp nội tình. Phạm trưởng lão nói, quang minh lăng tinh, nguyên lai là quang minh thần tộc đồ sao? Diệp thần thật là có chút bất ngờ. Phạm trưởng lão nói, đúng vậy, quang minh thần tộc nơi sùng bái thần linh, chính là quang thần thiên tôn. Quang thần thiên tôn năm đó, có một cái vĩ đại ý nghĩ, kêu quang minh chi tâm. Vậy quang minh chi tâm, ở hẳn ý nghĩ bên trong, chính là một viên vô hạn đa duy lăng tinh thể, chế tạo cắt kim loại đi ra ngoài vĩ độ càng nhiều, càng tinh tế, quang minh lòng lực lượng lại càng mạnh. Trạng thái hoàn mỹ nhất, là vậy quang minh chi tâm. Có vô hạn cái vĩ độ, nhưng lấy có hạn thế giới và có hạn sức người, đánh tạo vô hạn đồ, hiển nhiên là đặc biệt khó khăn. Cho nên, vậy quang minh chi tâm, nghe nói hắn cũng chỉ là chế tạo một cái rưỡi thành phẩm đi ra. Mà đây quang minh lăng tinh, người có thể hiểu thành xấu bản quang minh chi tâm, hắn có vĩ độ, bất quá chính là đếm mặt, chân thực không đáng giá để ra, nhưng người luyện hóa, có thể lên giọng tim, tăng cường đạo uẩn, vậy là không sai lễ vật. Diệp thần gật đầu, vậy bán thành phẩm quang minh chi tâm, ngay tại hắn trên đầu, bất quá hắn không cách nào chân chính nắm trong tay. Cái này quang minh lăng tinh mà nói, muốn hoàn toàn nắm trong tay liền dễ dàng hơn. Diệp thần lúc này giọt máu tế luyện, đem quang minh lăng tinh, hóa thành mình pháp bảo, thành thân thể của hắn một phần chia. Ở nơi này viên quang minh lăng tinh chiếu rọi xuống,
Diệp thần quả nhiên là cảm thấy mình đạo tâm, sáng rực liền rất nhiều, đan điền nội tình, cũng là được tăng lên. Hắn có một môn kiếm kỹ, trước kia là lĩnh ngộ, nhưng bởi vì tu vi không đủ, vẫn không thể thi triển. Đó chính là thiên đế năm suy kiếm bên trong tử vong kiếm. Nhưng hiện tại, ở quang minh lăng tinh chiếu sáng chúc phúc hạ, Diệp thần phỏng đoán mình đã có thể ung dung thi triển tử vong kiếm, không cần lo lắng nói tim và đan điền, sẽ phải chịu cái gì tử vong sát khí cắn trả. Đa tạ Phạm trưởng lão lễ vật. Diệp thần chắp tay hướng Phạm trưởng lão nói cảm ơn. Phạm trưởng lão cười nói, không cần cảm ơn, đây là các ngươi nên được, tối nay nghỉ ngơi cho khỏe, là ngày mai thi đấu làm chuẩn bị đi. Diệp thần nói, ừ. Đêm đó, hắn liền cùng thiên nữ cùng nhau, ở Long Thần Tiêm Tháp trên đỉnh tháp ngồi xếp bằng, điều thức thổ nạp, yên lặng dưỡng thần, vậy ở vừa cảm thụ Long Thần Tiêm Tháp trên ghi lại cổ xưa câu chuyện. Những thứ này cổ xưa câu chuyện, trong đó có một kiện, chính là đúc tinh Long Thần dự kỳ đến cái chết của mình mất, cho nên cầm cả người y bát, toàn bộ phong ấn, niêm phong ở nơi nào đó địa phương thần bí, chờ đợi sau này có duyên người thừa kế. Diệp thần thiên cơ bắt dưới, sau khi biết tới người có duyên, chính là hôm nay đạo tông bát tổ một trong, quần tinh đạo tổ. Quần tinh đạo tổ thừa kế đúc tinh Long Thần y bát, vậy đúc ra quần tinh, ở bao la hoang vu vũ trụ bên trong, bày mình hùng vĩ ân điển. Nói cách khác, đạo tông bát tổ bên trong quần tinh đạo tổ, có thể nói là đúc tinh Long Thần truyền nhân. Chỉ bất quá, quần tinh đạo tổ thừa kế hắn y bát thời điểm, hắn đã chết, thế gian rất nhiều thiên cơ dấu vết bị lau đi. Cho nên, liền liền quần tinh đạo tổ, ở thừa kế hắn y bát sau đó, cũng không biết hắn danh hiệu. Thế gian quên mất đúc tinh Long Thần tồn tại, cho tới hôm nay đại chủ tể mở cửa thế giới, ngày xưa nhân quả mới lần nữa hiện lên. Diệp thần ở trên đỉnh tháp, cảm thụ qua đi nhân quả, trong lòng như có điều suy nghĩ, như có sở ngộ. Chiều nay, Diệp thần ở sâu sắc lĩnh ngộ trung độ qua. Mà Phạm trưởng lão và Nham thần thiên tôn, sớm đi ngay nơi khác. Cho đến ngày thứ hai thiên lượng, Phạm trưởng lão một mình trở về, mang Diệp thần và thiên nữ, trực tiếp hạ xuống phía dưới. Phía dưới rất nhiều những người dự thi, đã sớm đang đợi bắt đầu tranh tài, người người đều là sáng sớm liền tỉnh lại. Gặp qua Phạm trưởng lão. Gặp Phạm trưởng lão hạ xuống, đám người rối rít thi lễ hỏi thăm sức khỏe, lại không có so hâm mộ nhìn Diệp thần và thiên nữ hai người. Hai người đều được đạo tông ban cho lễ vật, vậy kế tiếp thi đấu, nhất định là như cá gặp nước. Rất nhiều những người dự thi, chỉ cảm thấy một bước chậm, liền từng bước chậm. Bọn họ ở vòng thứ nhất thi đấu bên trong, không có tranh được thắng Diệp thần và thiên nữ, vậy kế tiếp thi đấu, bọn họ cũng rất khó dung chuyển Diệp thần và thiên nữ dẫn đầu vị trí. Sau cùng hạng nhất, có thể cũng phải từ hắn cửa trên hai người quyết ra. Chu Võ Hoàng trong mắt tràn đầy che lấp, hắn cũng không thể để cho người khác cướp đi hạng nhất, thật may hiện tại thi đấu chỉ tiến hành đến vòng thứ hai, hắn còn có nghịch chuyển cơ hội. Chỉ nghe Phạm trưởng lão nói, cái này vòng thứ hai thi đấu, là tìm bảo thi đấu, tin tưởng mọi người đều biết. Lần này tìm bảo thi đấu, đem dẫn nhập điểm tích lũy chế độ, ai có thể tìm được càng nhiều hơn cơ duyên, ai điểm tích lũy lại càng cao. Tích phân cơ sở là số 0, đạo tông dấu vết mỗi cấp cao nhất, mới bắt đầu phân thêm 100. Phạm trưởng lão vung tay lên, một tấm kim bảng xuất hiện, bay lên lên trời, liền trôi lơ lửng ở trên không bên trong. Đó là một đạo điểm tích lũy bảng danh sách, hàng trước nhất người, bất ngờ là Diệp thần và thiên nữ. Hai người mới bắt đầu điểm tích lũy, cũng đạt tới 400 phút. Cái này đạo điểm tích lũy bảng, hạng cao nhất 16 người, tên chữ thượng thần quang vần quanh, phá lệ sáng chói rõ ràng, Chu Võ Hoàng, Vân Thương Trùng, Độc Cô Già La, Hàn Diễm, Bùi Vũ Hàm, Tân Tinh Nhã, Hoàng Hôn Cự Nhân cùng tên của người, cũng ở phía trên. Nhưng điểm tích lũy không có Diệp thần và thiên nữ như thế cao. Còn như những người khác tên chữ, chính là ảm đạm màu sắc. Điểm tích lũy bảng xếp hạng sau cùng trước 16 người, có thể tham gia một vòng cuối cùng lôi đài trận chung kết. Dĩ nhiên, ở cuối cùng lôi đài trận chung kết trước, các người còn muốn trước thông qua một vòng này tìm bảo thi đấu, còn có vòng thứ 3 mạo hiểm cuộc chiến. Vòng thứ 3 là nguy hiểm nhất, ở tham gia vòng thứ 3 trước khi tranh tài. Các người trước hết ở một vòng này thi đấu bên trong, tìm được đủ cơ duyên cùng bảo tàng. Cái này phiến Long Thần vực, là đúc tinh Long Thần lãnh địa, hắn để lại không thiếu chân quý bảo tàng, nếu như các người có thể tìm được cơ duyên gì tạo hóa,
đủ để cho các ngươi lợi nhuận cả đời. Dĩ nhiên, muốn lấy được những cái kia bảo tàng cơ duyên, cũng không dễ dàng. Ở Long Thần vực bên trong, khắp nơi đều có rất nhiều chiến binh con rối bảo vệ, những thứ này chiến binh con rối đều là năm đó chín thương cổ hoàng, là đúc tinh Long Thần chế tạo, dùng để bảo vệ hắn lãnh địa. Các ngươi muốn tìm được chân chính bảo tàng cơ duyên, có thể cần trước đánh bại những chiến binh kia con rối, các ngươi ắt phải lượng sức mà đi, không thể miễn cưỡng, nếu như không đánh lại, có thể buông tha nơi nào đó bảo tàng, hoặc là chân thực khó mà chống đỡ tiếp mà nói, cũng có thể bóp vỡ đại lộ làm, lui thi đấu rời đi. Phạm trưởng lão hướng đám người vừa nói một ít tranh tài quy củ, còn có Long Thần vực nguy hiểm cùng cơ duyên, trong tay linh quang hội tụ, lại hiển hóa ra Long Thần vực chỗ sâu hình ảnh. Chỉ gặp hoang vu Long Thần vực bên trong, có tất cả người mặc trọng giáp chiến binh con rối, ở khắp nơi tuần tra. Những chiến binh kia con rối, dựa theo mạnh yếu cấp bậc, có thể phân chia đồng giáp chiến binh, giáp bạc chiến binh, kim giáp chiến binh, càng cao cấp chiến binh, sức chiến đấu càng lợi hại. Này luân thi đấu, kỳ hạn 10 ngày. 10 ngày sau, điểm tích lũy đạt tới 1.000 phân trở lên người dự thi, có thể tiến vào vòng thứ 3. Điểm tích lũy bảng đem kéo dài đến vòng thứ 3 kết thúc, xếp hạng sau cùng trước 16 người, liền có thể vào trận chung kết. Tốt lắm, chúc các ngươi may mắn, đi đi. Phạm trưởng lão cười híp mắt sờ một cái râu, cái này luân tranh tài quy tắc rất đơn giản, chính là tìm cơ duyên, mỗi lần lấy được cơ duyên, đều có thể tăng lên điểm tích lũy. 10 ngày kỳ hạn kết thúc sau đó, cuối cùng điểm tích lũy đạt tới 1.000 phân trở lên người, liền có thể qua cửa. Dừng một chút, Phạm trưởng lão lại nói, à, đúng rồi, thiếu chút nữa quên nói cho các ngươi. Cho dù là ở Long Thần vực, bầu trời cũng là cấm địa, không thể chạm, nếu không hẳn phải chết, các ngươi phải chú ý. Đám người nghe xong Phạm trưởng lão mà nói, một hồi xôn xao cùng nghị luận, trong sân bầu không khí đổi được nhiệt liệt lên. Ở Long Thần vực bên trong tìm được cơ duyên, là trực tiếp quy về mình tất cả, nói cách khác, cho dù cuối cùng thi đấu thua, vậy tới tay cơ duyên, vậy đủ để được lợi cả đời. Còn như bầu trời là cấm địa, đám người sớm có tâm lý chuẩn bị, chính là cùng lưỡi đao vực quy củ kém không nhiều. Diệp Thần, Thiên Nữ, Hàn Diễm, Độc Cô Già La các người, tụ chung một chỗ, lẫn nhau thương lượng. Đại ca, chúng ta muốn cùng nhau tìm bảo sao? À, vẫn là phân tán ra đi, như vậy nhiều một chút cơ hội. Nếu như có nguy hiểm gì, đưa tin phủ liên lạc. Đơn giản thương nghị sau hiện nay, Diệp Thần chính là quyết định phân tán đi tìm cơ duyên. Thiên Nữ mỉm cười nói, Diệp Thần, vậy chúng ta liền tách ra. Lần sau gặp lại, chúng ta liền là địch nhân, ta có thể sẽ liên lạc Chu Võ Hoàng các người, trực tiếp ra tay giết ngươi. Dẫu sao, nếu như đến khi cuối cùng lôi đài trận chung kết, ta tự hỏi không phải ngươi địch thủ. Đơn đả độc đấu mà nói, ngươi là vô địch, không người là ngươi đối thủ. Thật ra thì, ở lớn đạo tranh phong trước khai mạc, Thiên Nữ cũng biết, muốn dựa vào bình thường thủ đoạn, đoạt được thi đấu hạng nhất, cơ hồ là chuyện không thể nào. Bởi vì, Diệp Thần quá mạnh mẽ, nếu như là trên lôi đài tỉ thí, không người có thể chiến thắng Diệp Thần. Thiên Nữ muốn chiến thắng Diệp Thần mà nói, chỉ có liên lạc những thiên tài khác. Trước đây ở lưỡi đao vực trong rừng rậm, nàng không có đáp ứng Chu Võ Hoàng Liên Hiệp thỉnh cầu, là bởi vì là có băn khoăn. Chẳng muốn nhanh như vậy xé rách ra mặt, cũng không muốn hao hết quá nhiều tinh lực, đưa đến không có đầy đủ dư lực, đi đối kháng trong rừng rậm hung thú. Nhưng thời gian đã tới nơi này, vòng thứ hai thi đấu muốn bắt đầu, nàng không thể không nhìn thẳng Diệp Thần uy hiếp. Kêu ngươi lựa chọn lui thi đấu, cầm hạng nhất nhường cho ta, hẳn là không thể nào. Thiên Nữ nói. Diệp Thần cười nói, đúng vậy. Thiên Nữ không biết làm sao, nói, vậy xem ra. Chúng ta cuối cùng là muốn sống chết gặp nhau. Diệp Thần nói, vậy thì tới đi, xem cuối cùng ai chết vào tay ai. Thiên Nữ im lặng, rồi sau đó xoay người rời đi. Nhưng nàng đi ra hai bước sau đó, bỗng nhiên lại dừng bước lại, quay đầu lại, trong mắt mang vô hạn thần thái, như sao như tháng, sáng chói cười một tiếng, đi trở về đến Diệp Thần bên người, một đôi cánh tay ngọc ôm Diệp Thần cổ, lại là nhẹ nhàng hôn lên Diệp Thần môi. Hàn Diễm, Độc Cô Già La, Chu Võ Hoàng, Phạm trưởng lão các người, toàn trường tất cả người dự thi, vô cùng kinh ngạc nhìn một màn này. Chẳng ai nghĩ tới, Thiên Nữ ở dưới con mắt mọi người, lại có thể hôn Diệp Thần. Ở hôn sau một lúc lâu, Thiên Nữ mới buông,
khóe miệng như cũ lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt. Người đây là? Diệp Thần hỏi. Kỷ niệm chúng ta chết đi đi qua. Thiên nữ mỉm cười cười một tiếng, rồi sau đó mới chậm rãi xoay người rời đi. Diệp Thần có chút cười khanh khách, thấy Hàn Diễm, Độc Cô Già La các người cũng đang nhìn hắn, liền cười nói, đừng xem, đi thôi. Đám người diễn cảm đều có chút lúng túng cùng cổ quái, Diệp Thần và Thiên Nữ giữ hận yêu tình cừu, thật là cắt không ngừng, lý còn loạn. Tìm bảo thi đấu chính thức bắt đầu, mấy ngàn người dự thi, tiến vào Long Thần vực bên trong, như một đám con cá, tiến vào mênh mông biển khơi. Long Thần vực lớn vô cùng, chu vi diện tích không biết có nhiều ít vạn dặm, Diệp Thần và Hàn Diễm, Độc Cô Già La các người tách ra tìm bảo, rất nhanh liền lẫn nhau không gặp nhau. Diệp Thần tiến vào Long Thần vực hoang dã, thậm chí rất nhanh chỉ có một người cũng không nhìn thấy, chung quanh chỉ có hoang vu gió cát, bầu trời đã biến thành u tối màu sắc, duy nhất hào quang, là trên trời lơ lửng điểm tích lũy bảng danh sách, đang tản mát ra kim quang. Thiên nữ tuy nói sẽ cùng Chu Võ Hoàng các người liên thủ, trấn giết Diệp Thần, nhưng cũng không phải nói thời gian đầu tiên liền ra tay. Long Thần vực khắp nơi đều là bảo tàng cơ duyên, hiện tại hiển nhiên là tìm bảo trọng yếu nhất. Nếu như bọn họ chỉ lo công kích Diệp Thần, cũng không để ý bảo tàng, vậy bảo tàng tiện nghi những người khác, bọn họ ngược lại cái gì cũng không có được. Diệp Thần thấy điểm tích lũy trên bảng mặt, điểm tích lũy hạng không ngừng biến hóa, không thiếu người dự thi cũng tìm được cơ duyên bảo tàng. Diệp Thần suy tính thiên cơ bảo khí, cũng muốn tìm cơ duyên, nhưng phát hiện hắn vùng lân cận tựa hồ không việc gì bảo tàng, chỉ có phía trước một nơi, mơ hồ truyền tới đạm bạc thủy quang. Chẳng lẽ ta vận khí đã ở vòng thứ nhất thi đấu xài hết. Làm sao một chút đại cơ duyên hơi thở cũng không có. Diệp Thần cau mày, hướng phía trước đi tới, rất nhanh thấy được một cái gãy nhào kiếm, cắm ở trên vùng đất. Thanh kiếm kia hẳn là một thanh bảo kiếm, đáng tiếc bởi vì năm tháng mài mòn quá nghiêm trọng, đã dỉ loang lổ, không chịu nổi sẽ dùng, coi như là nhỏ như không thể nhỏ đi nữa cơ duyên, không có giá trị gì. Mà ở đó cầm kiếm gãy vùng lân cận, có hai đầu đồng giáp chiến binh tuần tra bảo vệ. Ở cảm thấy được Diệp Thần đến gần sau đó, vậy hai đầu đồng giáp chiến binh, lập tức đạp sải bước, xách trọng kiếm vào tới. Cái này hai đầu đồng giáp chiến binh, đều là sáu đạo cổ thần một trong, chín thương cổ hoàng chế tạo con rối, dùng để bảo vệ Long Thần vực. Ở Long Thần vực bên trong, cái loại này chiến binh khắp nơi đều là, căn bản mỗi sự cơ duyên bảo tàng, đều có chiến binh canh giữ. Muốn tìm bảo tàng nói, trừ suy tính thiên cơ bên ngoài, còn có một cái nhanh gọn biện pháp, chính là xem xét chiến binh số lượng. Nếu như một chỗ, chiến binh con rối đặc biệt nhiều, vậy thì chứng minh, có đại bảo tàng tồn tại. Giờ phút này, đối diện hướng Diệp Thần vọt tới, chỉ là hai đầu cấp thấp nhất đồng giáp chiến binh, vậy thì chứng minh, nơi này cơ duyên, thật sự là nhỏ đến đáng thương, giá trị không cao. Phịch, phịch, Diệp Thần hai tay đều xuất hiện, sử dụng đại tiên Phật thánh thủ. Lòng bàn tay kim quang cuồn cuộn, hai tay phân biệt vỗ vào hai đầu đồng giáp chiến binh bên trên, như rời núi lấp biển, tại chỗ liền đem cái này hai đầu chiến binh năng lượng nội hạch phá hủy. Hai đầu chiến binh đổ xuống đất, mất đi năng lực hoạt động. Diệp Thần đem vậy kiếm gãy thu, dẫu sao con ruồi nhỏ đi nữa cũng là thịt. Thu lấy kiếm gãy sau đó, nhọn Diệp Thần thấy điểm tích lũy trên bảng danh sách, tích phân của mình tăng lên 10 phần, đạt tới 410 phút. Có thể nói là không đáng giá để ra. Nhưng thiên nữ điểm tích lũy đã tăng lên tới 600 phút, xa xa đem Diệp Thần ném ở phía sau. Thiên nữ lấy được cơ duyên gì, lại có thể tăng lên nhanh như vậy? Diệp Thần trong lòng ngưng trọng, thấy Chu Võ Hoàng, Hoàng Hôn Cự Nhân đám người điểm tích lũy, vậy mau đuổi theo tới, hắn cảm thấy một hồi cấp bách. Người khác cũng tìm được rất nhiều cơ duyên, mà hắn nhưng là không có chút nào thu hoạch. Đừng nóng, Mộ chủ, lấy ngươi đại khí vận, nhất định có thể được đại cơ duyên. Trước xem vậy hai đầu đồng giáp chiến binh, những chiến binh kia con rối đều là chín thương cổ hoàng kiệt tác, chế tạo công nghệ không đơn giản à. Luân hồi mộ địa bên trong, độc thủ dược thần an ủi Diệp Thần, lại kêu hắn đi thăm dò xem vậy hai đầu đồng giáp chiến binh. Long Thần vực ở giữa chiến binh con rối đều là chín thương cổ hoàng chế tạo. Mà chín thương cổ hoàng chính là sáu đạo cổ thần một trong, thân phận tuyệt không đơn giản. Điều tra những cái kia đồng giáp chiến binh, có lẽ có thể cảm nhận chín thương cổ hoàng đi xa nhân quả. Diệp Thần gật đầu một cái, liền thu liễm lại trong lòng nghĩ bậy,
đi tới một đầu đồng giáp chiến binh trước, ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vuốt ve đồng giáp chiến binh bề ngoài. Làm hắn chạm đến chiến binh đồng giáp mặt ngoài thời điểm, cả người như giống như điện giật rung một cái, luân hồi mộ địa vậy truyền ra dị thường hỗn loạn. À, không sai, chín thương cổ hoàng tàn hồn, ở nơi này phiến nghĩa địa bên trong. Độc thủ dược thần khen ngợi, ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, tầm mắt tựa như xuyên thấu trước mắt thời không, thấy được mãi mãi quá hoang thần bí năm tháng, thấy được chín thương cổ hoàng thân ảnh to lớn. Chín thương cổ hoàng, xuất hắn muốn làm thánh nhân vương, hắn muốn dạy hóa chư thiên ngoan cố ngu muội, chỉ biết giết hại các cổ thần, hắn muốn thành lập một cái ổn định thịnh vượng trật tự, hắn là nhân tộc lúc ban đầu hoàng. Hắn, nguyên lai là thế gian vị thứ nhất nhân hoàng. Độc thủ dược thần thán phục liên tục, dòm ngó đến vô số cổ xưa thần bí đi qua, thấy được chín thương cổ hoàng bóng người. Chín thương cổ hoàng trên thân thể, rồng thần quanh quẩn. Con thần long kia, chính là đúc tinh long thần. Ở sáu đạo cổ thần bên trong, chín thương cổ hoàng và đúc tinh long thần, giao tình tốt nhất, bọn họ muốn liên thủ thành lập một cái ổn định thế giới, một cái có trật tự phồn vinh thế giới, mà không phải là chỉ có hắc ám cùng giết hại. Diệp thần con người có giúp lại, vậy dòm ngó đến cổ xưa đi qua. Hắn khẽ vuốt ve thủ hạ đồng giáp chiến binh, lẩm bẩm nói, những thứ này chiến binh con rối, lúc ban đầu là chín thương cổ hoàng, vì duy trì thế gian trật tự, mà tạo ra. Độc thủ dược thần gật đầu nói, hẳn là như vậy, chín thương cổ hoàng cho rằng người có tư lợi, hắn giáo hóa ý chí, nếu như giao cho người đi thi hành, tất nhiên sẽ có sai lệch. Cho nên, hắn chế tạo vô số con rối. Dùng lãnh như băng vô tình, không có trí khôn tư tưởng, chỉ sẽ nghiêm ngặt thi hành mệnh lệnh con rối máy móc, để bảo vệ thế giới, chính là hắn trong lòng hoàn mỹ thế giới. À, ta suy tính đến, trừ chiến binh con rối bên ngoài, hẳn còn có một bộ thần điển, một bộ đại biểu chín thương cổ hoàng ý chí thần điển, là hắn ý nghĩ bên trong, chư thiên cao nhất thánh điển. Những thứ này chiến binh con rối, là căn cứ cao nhất thần điển hành động, bất quá vậy bộ thần điển, không trên đất, ở trên trời. Trên bầu trời, là cả vẫn tinh thế giới, lớn nhất, nhất nghịch thiên cơ duyên. Độc thủ dược thần là thiên đế cao thủ, chỉ cần có một chút xíu đầu mối, hắn liền có thể suy tính ra vô cùng thiên cơ bí mật. Giờ khắc này, hắn mơ hồ suy tính đến, toàn bộ vẫn tinh thế giới cơ duyên lớn nhất, chính là chín thương cổ hoàng ý chí hội tụ cao nhất thần điển, là giữa trời đất lúc ban đầu nhân hoàng thần điển. Ai nếu như có thể chấp trưởng bộ này thần điển? Ai liền có thể nắm trong tay cao nhất trật tự quy luật. Ở trên trời, Diệp thần lắc đầu nhìn phía bầu trời, vô hình một hồi lòng rung động. Phạm trưởng lão đặc biệt đã cảnh cáo, long thần vực bầu trời, và lưỡi đao vực như nhau, cũng thuộc về cấm địa, không thể đụng chạm, tồn tại loại nào đó cấm kỵ lực lượng. Diệp thần ở ngửa mặt trông lên bầu trời thời điểm, cũng cảm nhận được loại nào đó cổ quái nguy hiểm, nếu là qua loa đụng chạm bầu trời. Rất có thể sẽ tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Được rồi, mộ chủ, người này hoàng thần điển đại cơ duyên, không thuộc về cái này phiến long thần vực, hẳn là phía sau cơ duyên, chúng ta vẫn là đừng xung động cho thỏa đáng. Độc thủ dược thần tỉnh táo lại, cũng biết bầu trời nguy hiểm, trầm ngâm một hồi, liền nói. Ngươi trước nghiên cứu một chút cái này hai đầu đồng giáp chiến binh, có lẽ có thể tăng lên ngươi chú binh thuật tu vi. Diệp thần nư một tiếng. Liền bắt đầu nghiên cứu vậy hai đầu đồng giáp chiến binh. Hắn phát hiện, đồng giáp chiến binh áo giáp trên người, chạm trổ từng đạo rất nhỏ phiền phức hoa văn, những hoa văn này là loại nào đó đạo văn, có thể cùng chí cao thiên đạo đồng tình. Chính là bởi vì có những thứ này đạo văn tồn tại, cho nên những thứ này chiến binh con rối, có thể cùng chí cao thiên đạo đồng tình, bên trong thân thể năng lượng nguyên tử giữ tinh khiết, không chịu hắc ám ô nhiễm. Diệp thần lại thấy, ở chiến binh khôi lỗi thân thể bên trong, tồn tại một viên đạo tinh chế tạo năng lượng nội hạch. Viên này nội hạch, duy trì chiến binh khôi lỗi vận chuyển, bên trong bổ sung thêm có từng cái nhân quả luật. Ở nơi này chút nhân quả luật dưới tác dụng, tất cả con rối cũng giống như là có mình tư tưởng vậy, có thể tự chủ thay đổi thân thể hư hại linh liệt, thậm chí là hấp thu thiên đạo linh khí, đúc đạo tinh nội hạch, thay đổi mình tim. Nhưng Diệp thần biết, những thứ này con rối cũng không có tư tưởng. Chỉ là ở nhân quả luật khởi động hạ, một chút không qua loa thi hành chỉ thị thôi, giống như là tinh mật nhất máy móc. Một đầu đơn giản đồng giáp chiến binh, liền bao hàm đúc giáp, điêu văn, tạo tim, nhân quả luật hòa vào nhau, cùng thiên địa đồng tình vân. Vân rất nhiều thâm ảo chế tạo thủ đoạn. Ngày xưa chín thương cổ hoàng,
nhất định là một vị siêu phàm chế tạo đại sư, Diệp Thần thậm chí cảm giác được, vị kia chín thương cổ hoàng, rất có thể chính là đạo tông chú binh thuật ngọn nguồn, đại chủ tể từng hướng hắn hỏi qua chế tạo bí pháp. Diệp Thần nghiên cứu đồng giáp chiến binh, trong lòng cũng là ẩn có chút ngộ, tự thân đúc thuật pháp thành tựu, nhất thời lấy được không ít tăng lên. Cái này cổ tăng lên, đối Diệp Thần mà nói, tự nhiên coi như là cơ duyên không nhỏ. Nhưng loại cơ duyên này, cũng không có ghi vào điểm tích lũy phía trên. Cho nên, hắn điểm tích lũy, vẫn là không có biến hóa chút nào. Một ngày trôi qua, màn đêm buông xuống, Diệp Thần vẫn là không có tìm được cơ duyên gì. Mặc dù độc thủ Dược Thần nói, hắn có đại khí vận, sớm muộn có thể thu hoạch mình cơ duyên, nhưng một ngày trôi qua, trừ chú binh thuật hơi có tăng lên sau đó, cái khác bất kỳ thu hoạch cũng không có, để cho được hắn cũng có điểm buồn rầu. Hít sâu một hơi, Diệp Thần ngồi xếp bằng, vận công điều tức. Trước đây ở lưỡi đao vực rừng rậm thời điểm, hắn và thiên nữ săn giết thần hỏa tê, hấp thu thần hỏa tê khí huyết năng lượng. Khổng lồ khí huyết năng lượng, cũng là để cho được Diệp Thần được ích lợi không nhỏ. Hắn cảm thấy cả người như có liệt hỏa thiêu hủy, nóng hừng hực, linh khí dâng trào kịch liệt. Diệp Thần hướng dẫn cả người nóng bỏng linh khí, đi đánh vào thiên hỏa mệnh tinh, muốn đem thiên hỏa mệnh tinh điểm sáng. Hào hùng nóng bỏng linh khí, bơm vào đánh vào đi qua, thiên hỏa mệnh tinh hơi chấn động, mơ hồ sáng lên một chút ánh sáng, nhưng sáng tắt ảm đạm không chừng, cũng không thể chân chính sáng lên. T. Xem ra điểm sáng thiên hỏa mệnh tinh, so ta tưởng tượng, còn muốn khó khăn rất nhiều. Thật muốn thức tỉnh, hoặc là, ta cần gom đủ viêm thiên đế thân thể. Diệp Thần ngược lại hít một hơi khí lạnh, nội tâm cũng là lớn cảm khó giải quyết, không nghĩ tới thiên hỏa mệnh tinh khó như vậy thức tỉnh. Hắn dự cảm đến, thật muốn điểm sáng thiên hỏa mệnh tinh mà nói, hắn nhất định phải gom đủ hồn thiên đế thân thể. Trước mắt, viêm thiên đế thân thể 6 cái vị trí. Hắn thu tập được 2 cánh tay và 1 cái đùi phải, còn thiếu chân trái, thân thể, cùng với đầu lâu. Nghĩ xong toàn tập đủ, độ khó có thể tưởng tượng được. Bất quá lần này đánh chết thần hỏa tê, tuy nói không có thể chân tránh điểm sáng thiên hỏa mệnh tinh, nhưng Diệp Thần cảm thấy, luân hồi nguyên thể đạo thứ 3 đồ đằng, lửa đồ đằng, sắp chân chính thức tỉnh. Lửa đồ đằng năng lượng tích góp thâm hậu, chỉ cần lại cho Diệp Thần một chút xíu cơ duyên, hắn thì có lòng tin thức tỉnh. Ừ, mùi vị gì? Bỗng nhiên, Diệp Thần ngửi được không khí bên trong, tựa hồ truyền tới dược thảo gì mùi thơm. Hắn mở mắt ra, thấy phương xa có một món dược thảo mùi thơm, hội tụ thành một món xương trắng, trôi dạt đến trước mặt hắn. Vừa nghĩ tới cơ duyên liền đưa tới cửa. Diệp Thần ánh mắt liền sáng, bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt nhìn về phương xa, bất quá vậy mơ hồ cảm thấy một ít nguy hiểm. Mộ chủ, người cơ duyên đến. Độc thủ Dược Thần mỉm cười nói. Diệp Thần cũng là nắm quyền một cái, cùng gật đầu. Tuy nói phía trước cơ duyên, tồn tại chút nguy hiểm, nhưng Diệp Thần người tài cao gan lớn, không sợ chút nào, lập tức dọc theo dược thảo mùi phát ra địa phương, sải bước bay vút đi. Thân thể từ bóng đêm hoang dã hạ mặc cướp mà qua, không cần thiết đã lâu, Diệp Thần liền đi tới dược thảo mùi phát ra địa phương. Đó là một phiến hoang mạc gò cát, nhưng sinh trưởng mấy bụi trong suốt dược thảo. Có tam sắc quang mang, thủy khí tràn ngập, dược thảo tản ra quang vụ, sôi trào để gặp, lại tạo thành hình rồng, ở dưới bóng đêm, lộ vẻ được khá là lộng lẫy. Mà ở dược thảo bên cạnh, có một đầu đà điểu bộ dáng hung chim. Vậy hung chim trong mắt mang rảo quái ánh sáng, linh trí không tầm thường, đang nhẹ nhàng quạt cánh, đem dược thảo mùi thơm, lan truyền đến phương xa đi. Long thần vực trừ rất nhiều chiến binh con rối bên ngoài, còn có không thiếu hung thú tồn tại. Tuy nói không có lưỡi đao vực trong rừng rậm như vậy khủng bố, nhưng vậy không thể khinh thường. Ví dụ như đầu này hung chim, cũng biết lợi dụng dược thảo mùi thơm, coi là con mồi, dẫn dụ những loại thú khác, hoặc là người dự thi tới đây. Ba màu long tiên cỏ, đoán chừng là đúc tinh long thần nuôi trồng đi ra ngoài dược thảo, linh khí không cạn à. Độc thủ Dược Thần trong mắt lướt qua hung quang, hướng Diệp Thần nói. Mộ chủ, giết con chim kia. Cái này ba màu long tiên cỏ chính là của ngươi. Diệp Thần gật đầu, trong mắt cũng là dâng lên vẻ hưng phấn, bận rộn cả ngày, hiện tại hắn rốt cuộc thấy có giá trị cơ duyên, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Trước đợi một chút, có đồ tới. Diệp Thần cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, nằm ở trên gò cát che giấu hơi thở, chờ đợi lấy điện thoại ra sẽ. Xào xạc,
liền nghe được một hồi quanh co bò sát thanh âm, Diệp Thần thấy được một đầu màu nâu chăn lớn, bị long tiên cỏ linh khí hấp dẫn, khạc lưỡi, chậm rãi bỏ hướng long tiên cỏ phương hướng. Khi thấy đầu kia hung chim sau đó, chăn lớn dừng lại ở thân hình, trong mắt lướt qua vẻ kiêng kỵ, nhưng chợt lại hạ định quyết tâm, tăng thêm tốc độ, nhanh như tia chớp chạy như bay đi qua, dương ra miệng to như chậu máu, liền hướng hung chim táp tới, muốn đem đầu này hung chim cắn chết, lại nuốt trọn long tiên cỏ. Hung chim một tiếng dài đề, cũng không ý kỵ, nâng lên lưỡi đao vậy móng nhọn, hung hăng cùng vậy chăn lớn vồ đấu. Cái này một chim một chăn vật lộn, chém giết được cắt bay đá chạy, đợt khí cuồn cuộn, cuối cùng vậy chăn lớn không địch lại, bị hung chim bắn chết ở dưới vuốt. Hung chim đang muốn tha thực chăn lớn nội tạng, đây là lại có ba cái võ giả xuất hiện, thấy vậy ba màu long tiên cỏ, nhất thời hưng phấn. Nơi này có một đạo cơ duyên. Giết đầu này chim quái dị, cướp đoạt cơ duyên. Cái này ba cái võ giả, tự nhiên đều là đạo tông thi đấu người dự thi, bọn họ hưng phấn la lên, đồng loạt sải bước lao ra, giơ lên đao kiếm, hướng vậy hung chim chém tới. Vậy hung chim phát ra một tiếng cảnh giác khẽ kêu, bỗng nhiên há mồm phun một cái, khạc ra một viên màu vàng nội đan, cùng ba màu long tiên cỏ đồng tình, trên nội đan bộc phát ra rồng thần ngất trời khí tượng, tiếng rồng ngâm chấn động bốn phương. Lúc đầu đầu này hung chim, ngày đêm hấp thu long tiên cỏ tinh hoa linh khí, đã nhúng luyện ra một viên long khí nội đan, một bộc phát ra, oai rồng cuồn cuộn, mười phần hung mãnh. Vậy ba cái võ giả, không ngờ tới hung chim còn có thủ đoạn như vậy, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, rối rít la hoảng lên, thân thể bị cuồn cuộn oai rồng chấn nhiếp, đổi được chậm chạp không chịu nổi. Vậy hung chim phát ra một tiếng hí, bước ra như đà điểu vậy thật cao hai chân, sải bước cuồng xông lên trước, sắc bén mỏ chim như dao nhọn đâm ra, đem vậy ba cái võ giả toàn bộ đâm chết. Súc sinh này ngược lại là có chút bản lãnh. Diệp Thần khẽ vuốt cằm, thấy vậy hung điều thủ đoạn, vậy vui mừng mình không có hành động thiếu suy nghĩ, nếu không rất có thể sẽ bị thương. Vậy hung chim giết người xong sau đó, chỉ đắc ý đầy, liền muốn thu hồi nội đan, nhưng Diệp Thần đâu chịu thả qua cái này ngàn năm một thuở tốt cơ hội. Thần kiếm ngự lôi quyết. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Diệp Thần cong ngón tay bắn ra, sử dụng thần kiếm ngự lôi quyết, một đạo lôi điện kiếm khí, từ trên đầu ngón tay hắn nổ bắn ra ra, tốc độ cực nhanh, suy đích một tiếng, liền đánh trúng vậy hung điểu nội đan. Nội đan bị sấm sét đánh vào, vậy hung chim quát to một tiếng, thân thể run rẩy, thanh âm tràn đầy thống khổ. Cái này nội đan là nó mệnh tính căn nguyên, một bị đánh vào, nó vậy phải bị cắn trả liên lụy. Tử vong kiếm. Diệp Thần được thế không buông tha người, sử dụng luân hồi thiên kiếm, sử dụng thiên đế năm suy kiếm bên trong tử vong kiếm. Nhất thời, một đạo nhọn, tàn bạo, mang mạnh mẽ giết hại tử khí kiếm mang, chính là bộc phát ra. Như vậy mang tiêu diệt thiên đế vậy đáng sợ uy nghiêm, một kiếm trẻ đánh ra. Kiếm quang lướt qua, vậy hung chim kêu thảm một tiếng, lông vũ máu tươi tung tóe, một tí bị Diệp Thần chém chết, nguyên cái thân thể ở tử vong kiếm khí nghiền ép hạ, nhanh chóng hóa thành cho tẫn. Cái này tử vong kiếm, ở trên trời đế năm suy kiếm bên trong, đại biểu tử vong, là hết sức là ác liệt tồn tại. Diệp Thần một tí thi triển ra, quả nhiên là hung hãn vô cùng, giết hại mạnh mẽ. Chém rất vậy hung chim, Diệp Thần trong lòng vui mừng, ánh mắt nhìn về vậy ba màu long tiên cỏ. Chỉ cần ăn ba màu long tiên cỏ, hắn có lòng tin, hắn thân xác cường độ có thể được tăng lên, có thể thức tỉnh ra luân hồi nguyên thể lửa đồ đằng. Lập tức, Diệp Thần khom người đi lấy long tiên cỏ, một cổ cuồng hãn nóng rực kiếm gió, từ sau lưng hắn gào thét tới. Ừ, Diệp Thần hơi biến sắc mặt, trở tay một trường, đại thiên Phật thánh thủ bùng nổ. Ngăn trở vậy nóng rực kiếm khí gió bão. Ở Diệp Thần sau lưng, một người đàn ông mượn hắn phản kích trường lực, tự nhiên đi về sau bay ngược ra, cầm trong tay trường kiếm, vững vàng đứng trên mặt đất. Đó là một cái tương đương trẻ tuổi nam tử, tướng mạo anh tuấn, ngũ quan như đao búa phòng tai tạc vậy đường cong rõ ràng, trên người tinh xích trước, để lộ ra so pho tượng còn hoàn mỹ hơn thân thể. Hắn trên người mặt, lại là có từng đạo xích viêm đồ đằng. Xem tu vi rõ ràng chỉ là thần đạo cảnh đỉnh cấp, nhưng trên người nhưng ẩn nhiên có bữa đế khí vần quanh, mười phần kỳ diệu. Vân Thương Trùng, là ngươi. Diệp Thần ánh mắt run lên, cái này nam tử chính là Cửu Thiên Phục Long giáo giáo chủ, Cửu Họa Thương Long đệ tử, Vân Thương Trùng. Viêm Thiên Đế thân,
liền bị Vân Thương Chủng nắm trong tay. Hắn thân thể, xích viêm đồ đằng sáng tắt lóng lánh, thấm ra cổ xưa viêm mang, còn có thần bí lửa trời quy luật. Ngày này đế thân, Diệp Thần cũng là thấy thèm rất, lúc này thấy Vân Thương Chủng một mình xuất hiện, tỉnh bơ, hơi mỉm cười nói. Làm sao, chỉ có một mình ngươi sao? Chu Võ Hoàng bọn họ đâu? Vân Thương Chủng cười nói, bọn họ cũng tìm bảo tàng cơ duyên, nhưng ta không cần. Bởi vì, ta đã lấy được một môn đại cơ duyên. Nói xong, Vân Thương Chủng quả đấm nắm chặt đứng lên, hoàn mỹ như pho tượng thân thể, phía trên lại là xuất hiện một phiến phiến vảy rồng màu vàng. Những con rồng kia lân, mang mãi mãi hoa văn, thần quang tách thả ra, hóa thành rồng thần, quanh quẩn ở Vân Thương Chủng trên người, để cho hắn cả người hơi thở đại biến, đổi được khoáng đạt bá đạo, như trời chi chủ tể, nhìn bằng nửa con mắt sơn hà, uy mãnh vô cùng. Ồ, đó là... Diệp Thần nhìn Vân Thương Chủng trên mình vảy rồng, trong bụng khẽ chấn động. Đó tựa hồ là đúc tinh long thần lưu lại vảy rồng. Đúc tinh long thần, này cùng vĩ đại cường giả, hắn lưu lại vảy rồng, giá trị có chân quý dường nào, đơn giản là không có thể tưởng tượng. Vân Thương Chủng đã lấy được đúc tinh long thần vảy rồng, hơn nữa còn dung hợp luyện hóa, cả người khí thế đặc biệt bàng bạc, hơn nữa còn cùng long thần vực địa mạch, thành lập đồng tình. Hắn có thể điều động toàn bộ long thần vực thiên địa lực. Đúc tinh long thần vảy rồng, may mắn bị ta đạt được. Ha ha, luân hồi chi chủ, người ngày hôm nay một chút cơ duyên cũng còn không nhận được chứ. Thật là đáng thương à, chẳng lẽ người vận khí đã xài hết sao? Vân Thương Chủng khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, viêm thiên đế thân mở, đúc tinh long rồng thần lân thần quang tách thả ra, hắn nhất kiếm nữa điều động long thần vực thiên địa lực, lấy cao nhất nắm giữ dung mạo, đột nhiên xuất kiếm, một kiếm hướng Diệp Thần chém đi giết. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, chỉ cảm thấy Vân Thương Chủng kiếm khí mãnh liệt, đồng thời mang theo viêm thiên đế, đúc tinh long thần vực địa mạch ba cổ lực lượng, đặc biệt cuồng thả bá đạo. Đối mặt như vậy hung mãnh kiếm thế, Diệp Thần đều không cách nào đón đỡ, chỉ có thể nghiêng người né tránh, tạm lánh mũi nhọn. Chỉ biết tránh sao? Ta biết, người cuối cùng là đại khí vận người, lại cho ngươi chút thời gian, người sớm muộn có thể được cơ duyên. Nhưng, người có thể không cái này cơ hội. Vân Thương Chủng trong mắt sát ý mũi nhọn bộc phát ác liệt, trên thân kiếm long thần chiếm cứ, ra lại một kiếm chém về phía Diệp Thần. Hắn biết, hôm nay là hắn duy nhất đánh bại Diệp Thần cơ hội. Diệp Thần còn không có được long thần vực bất kỳ cơ duyên, mà hắn đã lấy được đúc tinh long thần vảy rồng, tiến tới có thể điều động long thần vực thiên địa lực. Mượn thiên thời địa lợi, hắn hoàn toàn có thể đánh bại Diệp Thần, thậm chí là chém chết. Đây cũng là hắn duy nhất cơ hội. Nếu như thời gian trì hoãn đi xuống, Diệp Thần cũng nhận được cơ duyên gì, cùng long thần vực thành lập câu thông, hoặc là tu vi lột xác, vậy hắn liền lại không cơ hội. Diệp Thần thấy Vân Thương Chủng hung mãnh kiếm phong chém tới, cũng là lớn cảm khó giải quyết, không nghĩ tới đối phương như thế dũng cảm, một thân một mình liền dám qua tới khiêu chiến hắn. Nửa đêm mệnh tinh, mở. Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, quyết định thật nhanh, lập tức mở nửa đêm mệnh tinh, cuồn cuộn hắc ám bao phủ thiên địa, để cho được bốn phía nơi có không gian, cũng lâm vào tuyệt đối đen nhánh bên trong. Hắn biết, Vân Thương Chủng có long thần vực địa mạch chúc phù hộ. Muốn đánh bại đối phương mà nói, trước hết đè xuống địa mạch chúc phúc. Diệp Thần mở nửa đêm mệnh tinh, chính là vì áp chế địa mạch. Nhưng, ở ùn ùn kéo đến hắc ám bên trong, Vân Thương Chủng viêm thiên đế thân, vẫn là ánh sáng vạn trượng, phía trên mỗi một phiến vảy rồng, cũng lóng lánh kim quang. Ha ha, người nửa đêm mệnh tinh, tu vi còn chưa đủ à, không đủ để che giấu ta thiên đế thân và đúc tinh long thần lân. Vân Thương Chủng cũng không hoảng hốt. Dứt khoát đem trường kiếm vứt bỏ, thay mình quả đấm, lấy nguyên thủy nhất, nhất cuồng dã, nhất lực lượng bá đạo, xen lẫn ngút trời liệt hỏa, xé rách hắc ám, hung hăng hướng Diệp Thần bạo giết đi. Diệp Thần biết mình tình cảnh vô cùng nguy hiểm, nhưng lâm nguy không loạn. Đơn đả độc đấu dưới trạng thái, hắn tin tưởng cho dù đối mặt thời khắc này Vân Thương Chủng, hắn cũng có thể giữ cho không bị bại. Thiên bia, ra, cặp, cho ta ngăn trở. Mắt xem Vân Thương Chủng một quyền bạo giết tới, Diệp Thần phản ứng thần tốc, lập tức gọi ra thiên bia ngăn cản. Vù vù. Phong cách cổ xưa, mênh mông, trầm ổn thiên bia, từ trong hư không hiện lên. Ngày trước bia phần đáy, nhưng là mang chút bóng tối hoa văn. Đó là vô vô thời ý không hắc ám,
đang không ngừng chiếm đoạt Diệp Thần, mang tới tác dụng phụ. Võ Tổ đã từng bi quan nói qua, Diệp Thần một ngày nào đó, sẽ bị vô vô thời ý không hắc ám cắn nuốt. Cái này cổ hắc ám cắn nuốt biểu hiện, sẽ ở thiên trên bia nổi lên, thiên bia sẽ dần dần bị hắc ám đóng đầy. Làm nguyên khối thiên bia cũng hóa thành đen nhánh, đó chính là thiên đế ra lệnh tinh hoàn toàn tắt, Diệp Thần hoàn toàn chết đi thời điểm. Ở giống vậy chiến đấu bên trong, Diệp Thần sẽ rất ít vận dụng thiên bia, thứ nhất là linh khí tiêu hao quá lớn, thứ hai là thiên bia bị hắc ám chiếm đoạt, nếu như qua loa bại lộ, có thể sẽ càng sâu hắc ám. Bất quá giờ phút này, đối mặt như vậy cuồng mãnh vân thương chủng, Diệp Thần cũng là không có gì do dự, trực tiếp đem thiên bia thả ra ngoài. Trước mắt thiên bia chịu hắc ám chiếm đoạt, diện tích không hề coi là quá lớn, chỉ là phần đáy một phần nhỏ, cho nên Diệp Thần còn có thể điều động thiên bia lực lượng. Phịch! Vân thương chủng vô cùng hung mãnh quả đấm, nện ở thiên trên bia mặt, kích thích vạn nặng đợt khí, cuốn lên vô số gió cát. Thiên bia không có bị rung chuyển, vân thương chủng quả đấm bị phản chấn, mặt liền biến sắc, lui về phía sau mấy bước. Diệp Thần ở trên trời bia bị mãnh kích thời điểm, tự thân vậy được sự đả kích không nhỏ, chỉ cảm thấy khí huyết sôi trào, nhưng hắn cưỡng ép nhẫn nại ở, thừa dịp vân thương chủng lui về phía sau, lập tức phát động phản kích. Thiên ma phệ hồn, đại tiên Phật thánh thủ. Diệp Thần hai tay đều xuất hiện, một tay thi triển thiên ma phệ hồn tay, một tay thi triển đại tiên Phật thánh thủ, một ma một Phật, vạn trượng kim quang cùng thiên trọng ma hy, cuồn cuộn bùng nổ, lẫn nhau dung hợp với nhau thành một cổ hỗn độn hồng hoang vậy trưởng khí nước lũ, hung hăng hướng vân thương chủng gào thét đi. Cái này hai chiêu hoàn toàn chỏi nhau trưởng pháp, Diệp Thần thi triển được nước chảy mây trôi. Phật ma hòa vào nhau hóa ra hỗn độn nước lũ, uy thế ngút trời, để cho được vân thương chủng tròng mắt bên trong, nhìn ban đêm lộ ra nồng nặc vẻ khiếp sợ. Hắn nguyên bản còn lấy là, mình có thể bằng vào đại cơ duyên cùng địa mạch lực lượng, trấn áp Diệp Thần. Nhưng cho đến giờ phút này, hắn mới phát hiện mình là biết bao ngây thơ. Diệp Thần quá mạnh mẽ, tuyệt không phải hắn một người có thể ung dung đối phó. Chín họa nghĩa sâu xa, sắc. Trong lúc nguy cấp, vân thương chủng bóp một cái pháp quyết, quát to một tiếng, thân thể ánh sáng rực rỡ vạn nặng, bộc phát ra từng cổ một thâm trầm hắc ám sát khí, hội tụ ra chín chữ to. Binh, hạn, lạo, viêm, gió, yêu, dịch, chết, không. Cái này chín chữ to, đang đại biểu chín họa, chín loại đáng sợ tai họa. Chín họa tai khí như nước thủy triều, bạo dũng ra. Diệp Thần bộc phát ra Phật ma hỗn độn nước lũ, liền cùng vân thương chủng chín họa tai triều, hung hăng đụng vào nhau. Ở va chạm bùng nổ ngay tức thì, động trời đợt khí vọt lên, đem bầu trời đêm cũng xé nát, không gian khắp nơi tan vỡ, mặt đất vậy đi theo văng tung tóe, hoang dã động đất, có rất nhiều nham thạch nóng chảy cùng nước ngầm, từ văng tung tóe kẽ hở bên trong phun ra, khá là nguy nga. Diệp Thần và vân thương chủng đều bị va chạm kịch liệt nổ, chấn động được bay ra ngoài. Diệp Thần trên không trung xoay tròn, vững vàng giảm bớt lực rơi xuống đất. Vân thương chủng cũng là dựa vào cường đại viêm thiên đế thân, còn có long thần vực địa mạch chúc phúc lực, rất miễn cưỡng chặn lại nổ đánh vào, chỉ bị điểm bị thương nhẹ. Đáng tiếc, nếu như hắn không có đất mạch bảo vệ, ta một chiêu này, đã có thể giết chết hắn. Diệp Thần uyển chuyển than thở, mới vừa hắn thiên ma phệ hồn tay cùng đại tiên Phật thánh thủ tề phát, tự thân linh khí cơ hồ ở ngay tức thì bị rút sạch. Mà đây hai chiêu trưởng pháp, dung hợp bộc phát ra uy lực, cũng là vô cùng hung hãn. Nếu như vân thương chủng không có đất mạch che chở nói, hắn là tuyệt đối phải chết. Diệp Thần lợi hại, liền lợi hại đến tình cảnh này, hoành đè thần đạo cảnh vô địch. Luân hồi chi chủ, ngươi linh khí đã tiêu hao hết chứ? Tiếp theo, ta xem ngươi làm sao còn cùng ta đấu. Vân thương chủng thấy vậy, nhất thời nhanh cười lên, lại. Mặc dù Diệp Thần rất cường đại, nhưng hắn có thiên địa lực che chở, thắng lợi cân tiểu ly đã ở hướng hắn nghiêng về. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, cuộc chiến đấu này đúng là khó giải quyết, hắn liền dự định đem tiểu cấm yêu và huyết long cho gọi ra tới trợ chiến. À, chờ một chút, các ngươi đừng đánh nữa. Thế cục chạm một cái liền bùng nổ, tình cảnh gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây, nhưng lúc này, nhưng có một đạo giòn giã, nũng nịu thanh âm vang lên. Chỉ gặp một cái 13-14 tuổi thiếu nữ, sau lưng chập chờn 6 cái lông xù cái đuôi, da thịt trắng nõn, ngũ quan như trắng nõn. Mềm mịn vậy thanh thuần đáng yêu, từ cách đó không xa đi tới. Diệp Thần thấy cô gái này,
nhất thời kinh ngạc. Thiếu nữ chính là sáu đuôi Tô Tử Nhi. Vân Thương Trùng thấy thiếu nữ sau lưng sáu cái đuôi, vậy cảm thấy có điểm không đúng. Các ngươi đừng đánh nữa. Tô Tử Nhi đi nhanh đến Diệp Thần và Vân Thương Trùng ở giữa, con ngươi nhanh như chớp vừa chuyển, nhìn Vân Thương Trùng vậy hoàn mỹ như pho tượng thân thể, nàng liền chảy nước miếng, cặp mắt sáng lên nói. Biết bao thân thể hoàn mỹ à, nếu là đánh hư làm thế nào? Cho ta ăn một miếng đi. Ngươi nhìn như, thật tốt ăn ngon dáng vẻ. Nói xong, Tô Tử Nhi giống như một chỉ thấy thức ăn cún con như vậy, hướng Vân Thương Trùng vọt tới, lộ ra hai dãy trắng tinh đẹp mắt răng, chỉ muốn cắn Vân Thương Trùng, một bộ phải đem hắn ăn hết hình dáng. Vân Thương Trùng thân thể, không phải hắn thân thể, đó là Viêm Thiên Đế thân, hàm chứa năng lượng bàng bạc nội tình. Viêm Thiên Đế thân thể, ở Tô Tử Nhi trong mắt, lại thành mỹ vị thức ăn. Diệp Thần thấy vậy đều có điểm ngây ngẩn, cái này đuôi thú, thật đúng là chính cống tham ăn. Vân Thương Trùng nhìn Tô Tử Nhi xông lại, cũng là cảm thấy rợn cả tóc gáy. Mặc dù thiếu nữ trước mắt, nhìn như thanh thuần đáng yêu, người vô hại, nhưng hắn biết, đó là đuôi thú, nếu như bị nàng cắn một cái, hậu quả chỉ sợ là cực kỳ nghiêm trọng. Đáng chết! Ta không phải ngươi thức ăn. Vân Thương Trùng vừa giận vừa sợ, một trường liền hướng Tô Tử Nhi vỗ tới, trường phong sen lẫn lửa trời viêm sóng, mười phần hung mãnh. Nhưng không ngờ, Tô Tử Nhi xem cũng không xem, lại một tí liền bắt hắn lại bàn tay, dương ra răng, hung hăng ở trên cánh tay hắn cắn một cái. À! Vân Thương Trùng một tiếng hét thảm, chỉ cảm thấy cánh tay như bị dã thú gặm cắn, xương thật giống như đều bị cắn thủng, đau tận xương cốt, hắn vội vàng dùng lực đem Tô Tử Nhi bỏ rơi. Tô Tử Nhi cắn trên cánh tay hắn một khối thịt lớn, nhưng không có ăn tiếp, mà là lộ ra một bộ mười phần dáng vẻ chán ghét, đem máu thịt thử đích một tiếng, phun ra ngoài, nói. Ngươi trên cánh tay thịt ăn không ngon, ta muốn ăn của ngươi thân thể. Tô Tử Nhi cặp mắt sáng lên, nhìn Vân Thương Trùng sao chịu được gọi hoàn mỹ thân xác, liền muốn nhào qua ăn hắn. Vân Thương Trùng kia gặp qua cái loại này tồn tại, thấy vậy Tô Tử Nhi trong con ngươi săn giết cảm giác. Nhất thời rợn cả tóc gáy, vội vàng xoay người cuồng trốn đi. Này này này, người chớ chạy à, cho ta ăn một miếng. Tô Tử Nhi vừa kêu trước, một bên đuổi theo, nhưng tựa hồ không quá quen thuộc cái này cái loài người thân thể, chạy không hai bước liền té ngã, gặm một miệng cát. Nàng ngừ hừ đem cát phun ra, chề môi khẽ nói bỏ dậy, lẩm bẩm. Đáng tiếc ăn ngon như vậy thịt, đến miệng cũng có thể chạy thoát. Thời khắc này nàng còn băn khoăn Vân Thương Trùng Viêm Thiên Đế thân. Diệp Thần thấy vậy, khóe miệng hơi co quắp, chỉ có thể nói cái này Tô Tử Nhi, không hổ là đuôi thú, quá hung tàn. Tô Tử Nhi cảm thấy được Diệp Thần ánh mắt, vỗ tay một cái lên cát bụi, cười hì hì quay đầu lại, hướng Diệp Thần nói. Ngươi khỏe nha, luân hồi chi chủ, chúng ta lại gặp mặt. Diệp Thần cười nói, rượu mà cô nương, ngươi khỏe. Lúc đầu... Ngươi không chỉ là ăn hung thú thịt, liền người cũng muốn ăn. Vậy, ngươi có phải hay không liền ta cũng muốn ăn chung? Tô Tử Nhi khoát tay lia lịa, hoảng hốt vội nói, không có, không có, ngươi là luân hồi chi chủ, luân hồi quy luật bao trùm ở chư thiên quy luật bên trên, ta nào dám ăn ngươi? Hơn nữa, Bùi Vũ Hàm tỷ tỷ nói ngươi là người tốt, nàng nói ta muốn giữ đạo tâm trong suốt nói, lại không thể tổn thương người tốt. Cho nên ta coi như tổn thương người của toàn thế giới, vậy sẽ không làm thương tổn ngươi. Diệp Thần ngược lại có chút bất ngờ sẽ là suy luận này, cười nói, phải không? Ta còn lấy vì ngươi muốn ăn ta đây. Hắn gặp Tô Tử Nhi đích xác không có ác ý, trong bụng thoáng an thần, có chút thần kinh căng thẳng, cũng là buông lỏng xuống. Tô Tử Nhi con ngươi chuyển động, ánh mắt nhưng vẫn mang một chút nóng rực nhìn Diệp Thần, nói, ách. Luân hồi chi chủ ca ca. Ngươi có thể cho ta một giọt máu sao? Ta không ăn ngươi, nhưng là, ta muốn nếm thử một chút luân hồi máu mùi vị. À, một giọt thật giống như không quá đủ, ngươi cho ta 10 giọt, 20 giọt, ta muốn nếm thử một chút luân hồi mùi máu, ta có thể cầm cái này cùng ngươi đổi. Tô Tử Nhi trong mắt tràn đầy khát vọng, móc ra một cái ánh vàng rực rỡ đồ, muốn cùng Diệp Thần trao đổi. Đó là một cái nhìn như cổ xưa long chảo, phảng phất là đặc thù kim loại đúc. Tản mát ra tinh khiết phong cách cổ xưa màu hoàng kim trạch, long chảo trên có rất nhiều thật nhỏ minh văn, mơ hồ cùng đại lộ đồng tình, hơi thở hồng hoang thê lương, lại lộ ra quân vương vậy trầm ổn phong phú. Đây là cái gì?
Diệp Thần thấy vậy hoàng kim long chảo, mơ hồ cảm thấy vật kia bất phàm. Tô Tửu Nhi cười nói, hi hi, cái này hoàng kim long chảo, là ta ngày hôm nay tìm được bảo tàng, có thể là đúc tinh long thần lưu lại móng vuốt đi, đáng tiếc chắc chắn, ta cắn cũng cắn không nhúc nhích. Luân hồi chi chủ ca ca, long chảo này ta đưa cho ngươi rồi, chỉ cần ngươi cho ta một chút luân hồi máu. Diệp Thần ánh mắt hơi sáng, từ vậy hoàng kim long chảo bên trên, hắn đúng là bắt được một chút đúc tinh long thần nhân quả chập chờn. Cái này quả nhiên là đúc tinh long thần lưu lại móng vuốt. Diệp Thần tim đập, đột nhiên ra tốc đứng lên. Vân Thương Chủng đạt được đúc tinh long thần một chút miếng vảy, thực lực liền đột nhiên tăng mạnh, dám qua tới khiêu chiến hắn. Mà đây hoàng kim long chảo, bàn về giá trị, nhất định phải so vảy rồng cao đắt hơn. Ngươi thật muốn tặng cho ta. Diệp Thần nhìn Tô Tửu Nhi. Đúng vậy, cái này móng vuốt không cắn nổi, ta không cần, cho ngươi đi. Bất quá, ngươi cấp cho ta nếm một chút ngươi luân hồi máu. Tô Tửu Nhi dương ra cái miệng nhỏ nhắn, lộ ra hàm răng trắng noãn, liền hướng hoàng kim long chảo trên gặm đi, thế nhưng long chảo đặc biệt cứng rắn, nàng hoàn toàn gặm không nhúc nhích. Không biết làm sao, Tô Tửu Nhi mặt đầy phiền muộn, đem long chảo đưa cho Diệp Thần, lại tràn đầy mong đợi nhìn hắn. Diệp Thần bật cười khanh khách, cái này Tô Tửu Nhi, cũng quá tham ăn, lại liền đúc tinh long thần lưu lại long chảo, cũng muốn ăn hết. Cái này hoàng kim long chảo, ẩn chứa ngút trời linh khí năng lượng, nếu quả thật bị nàng ăn, đó không thể nghi ngờ là phí của trời. Diệp Thần lập tức đem hoàng kim long chảo nhận lấy, rồi sau đó nhẹ nhàng khua kiếm cắt vỡ mình hai ngón tay, liền muốn cầm ra một cái bình tử, trang điểm máu tươi, tặng cho Tô Tửu Nhi. Nhưng không ngờ, Tô Tửu Nhi thấy Diệp Thần trên ngón tay máu sau đó, lập tức cặp mắt sáng lên, bay nhào tới, bắt Diệp Thần tay, há miệng mút vào hắn ngón tay. Diệp Thần cảm thấy Tô Tửu Nhi mang chút nhiệt độ đầu lưỡi, ở tay mình trên ngón tay liếm tới liếm lui. Hắn ngón tay vết thương chảy ra máu, vậy hoàn toàn bị Tô Tửu Nhi liếm rớt. Tô Tửu Nhi mặt đầy hưng phấn cùng quên mình, gò má lại là tràn đầy kích động đỏ ửng, cả người giống như uống say vậy, bắt Diệp Thần tay không buông. Diệp Thần chỉ sợ mình máu, sẽ bị nàng hút khô, liền rút tay về chỉ, nói, tốt lắm, kém không nhiều đủ. Tô Tửu Nhi nuốt nước miếng một cái, trợn mắt nhìn Diệp Thần, nói, lại cho ta liếm một tí. Diệp Thần lắc đầu nói, không được, tiếp tục như vậy nữa, ta sẽ lâm vào trạng thái suy yếu, đến lúc đó nếu có kẻ địch âm thầm ra tay, ta có thể liền hoàn toàn thất bại. Tô Tửu Nhi gặp Diệp Thần sắc mặt hơi mang theo trắng bệch, cũng sợ hắn không nhịn được, liền phiền muộn nói, được rồi, vậy chờ xuống lần. Diệp Thần cười nói, lần sau nói sau. Hắn mới vừa cùng Vân Thương Chủng đánh một trận, hiện tại lại bị Tô Tửu Nhi hấp thụ không thiếu luân hồi máu, thân thể tiêu hao thực không nhẹ, thật may lấy được rồi hoàng kim long chảo, có phần này đại cơ duyên làm bồi thường, hắn trong lòng cũng là vô cùng hài lòng. Tô Tửu Nhi vạn phần không thôi, nhưng vậy không thể làm gì, nói, luân hồi chi chủ ca ca, vậy ngươi nghỉ ngơi cho khỏe đi, ta phải đi trước. Diệp Thần nói, ngươi phải đi nơi nào? Tô Tửu Nhi trong mắt nhưng hiện ra vẻ hung quang, khóe miệng nước bọt chảy ròng, nói ta vẫn là muốn ăn mới vừa chạy mất khối thịt kia, ta phải đi tìm hắn. Luân hồi chi chủ ca ca, ngươi ở lại chỗ này đi, Bùi Vũ Hàm tỷ tỷ hẳn rất mau sẽ tới tìm ngươi, gặp lại gặp lại. Diệp Thần trong lòng rét một cái, biết Tô Tửu Nhi còn băn khoăn Vân Thương Chủng, muốn đem Vân Thương Chủng thiên đế thân ăn thịt. Vân Thương Chủng sống chết, hắn dĩ nhiên là không quan tâm, thế nhưng thiên đế thân, nhưng mà viêm thiên đế thân xác, hắn có thể không muốn nhìn thấy viêm thiên đế thân xác, lâm vào là Tô Tửu Nhi thức ăn. Diệp Thần muốn hướng Tô Tửu Nhi thuyết minh nguyên do, nhưng nàng nhưng như một làn khói chạy xa, rất nhanh liền không thấy bóng dáng. Diệp Thần không biết làm sao, nghĩ đến Tô Tửu Nhi mới vừa nói, trong đầu nghĩ, Bùi Vũ Hàm muốn tới tìm ta. Trước đây Bùi Vũ Hàm từng thức tỉnh ma nữ lực lượng, hôm nay tuy đã khôi phục thanh tỉnh, nhưng vẫn là để cho Diệp Thần vô cùng kiêng kỵ. Hắn không biết Bùi Vũ Hàm muốn tới làm gì, hiện tại hắn thân thể hư yếu ớt quá, phải mau sớm khôi phục. Đứa nhỏ, người thay ta hộ pháp, không muốn để cho người khác quấy rầy ta. Diệp Thần tinh thần câu thông luân hồi mộ địa, đem Tiểu Cấm Yêu cho gọi ra tới. Được, phụ thân. Tiểu Cấm Yêu bảo vệ ở Diệp Thần bên người, ánh mắt nhìn chăm chú chung quanh. Diệp Thần trong bụng hơi định, trước tháo xuống vậy mấy bụi ba màu long tiên cỏ, nhai bể nuốt xuống. Nhất thời,
một cổ dịu dàng hùng hồn dược thảo tinh hoa, ngay tại Diệp Thần trong cơ thể tan ra. Diệp Thần cả người vô cùng sảng khoái, mới vừa tiêu hao khí huyết, đang nhanh chóng khôi phục, thân xác cường độ vậy dần dần đạt được tăng lên, luân hồi nguyên thể lửa đồ đằng, tựa hồ sắp thức tỉnh. Còn kém một chút xíu. Diệp Thần lại lấy ra hoàng kim long chảo, chuẩn bị giọt máu tế luyện, nhưng thần kỳ phải, làm hắn ngưng thần vuốt ve hoàng kim long chảo, luân hồi mộ địa lại truyền ra chấn động. Ở luân hồi mộ địa bên trong, thật giống như có cái gì lực lượng vô danh, đang cùng cái này hoàng kim long chảo đồng tình. Mộ chủ, cái này quả nhiên là đúc tinh long thần vật lưu lại, người mau luyện hóa. Độc thủ dược thần cũng cảm nhận được cái này cổ cộng minh chập chờn, trong lòng ngạc nhiên mừng rỡ, thúc giục Diệp Thần luyện hóa. Nếu có thể thức tỉnh đúc tinh long thần, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Độc thủ dược thần cũng muốn xem, những thứ này vô cùng cổ xưa các thần linh, rốt cuộc là vĩ đại bực nào tồn tại. Diệp Thần gật đầu, lập tức không do dự, lập tức giọt máu luyện hóa hoàng kim long chảo. Luyện hóa quá trình, đặc biệt thuận lợi, Diệp Thần cảm thấy mình như có thần giúp, luân hồi mộ địa bên trong, tựa hồ có cái gì mịt mờ lực lượng, đang giúp trước hắn. Hắn cơ hồ là không phí nhiều sức, liền đem hoàng kim long chảo luyện hóa, long chảo này giống như thành thân thể của hắn một phần chia, hoàn toàn cùng hắn dung hợp. Vù vù. Ở luyện hóa hoàng kim long chảo sau đó, Diệp Thần chỉ cảm thấy một cổ dâng trào mênh mông năng lượng, đánh vào hắn toàn thân, quanh thân kinh lạc cũng quanh quẩn từng luồng hoàng kim màu sắc bàng bạc nguyên khí, quanh thân gió lớn lay động, kim quang ngất trời, hóa thành rồng thần, ngẩng đầu gầm thét, ở nửa đêm bên trong, lộ vẻ được 10 phần nguy nga. Bầu trời bên trong, màu vàng kia điểm tích lũy bảng danh sách, Diệp Thần điểm tích lũy trong nháy mắt gấp bội, đạt tới 800 phân nhiều, đột nhiên vọt tới đứng đầu bảng. Cái này hoàng kim long chảo, cơ duyên quá lớn, lại có thể để cho ta điểm tích lũy gấp bội. Diệp Thần ngạc nhiên mừng rỡ liên tục, rồi sau đó cảm thấy cả người nóng bỏng, luân hồi nguyên thể tự động mở, ở hắn tay phải mu bàn tay địa phương, nổi lên một đạo hỏa diễm đồ đằng. Cửu thiên đồ dọn ra ở giữa lửa đồ đằng, vào giờ khắc này, vậy đi theo thức tỉnh. Lửa đồ đằng thức tỉnh, để cho được Diệp Thần thân thể máu, tựa như hóa thành nham thạch nóng chảy, thân thể nóng hừng hực. Thật giống như có xài không hết khí lực. Vậy cổ nóng rực sóng nhiệt, thậm chí đem tiểu cấm yêu cũng ép được liên tiếp lui về phía sau, không cách nào đến gần Diệp Thần thân thể. Mà Diệp Thần thân thể vùng lân cận mặt đất, thì bởi vì nhiệt độ cao mà vặn vẹo, hóa thành dung nham. Tốt nhiệt độ kinh khủng à, phụ thân, người thực lực lại tiến bộ. Tiểu cấm yêu mặt đầy rung động, thời khắc này Diệp Thần, luyện hóa hoàng kim long chảo, lại thức tỉnh lửa đồ đằng. Thực lực lần nữa đột nhiên tăng mạnh. Nếu là bây giờ Diệp Thần, lại đi đối phó Vân Thương Chủng mà nói, vậy không cần sáu đuôi Tô Tử Nhi nhúng tay, hắn không ra 10 chiêu, liền có thể đem Vân Thương Chủng chấn giết. Diệp Thần cảm thấy mình cảnh giới tu vi, thật ra thì đã có thể bước vào đỉnh cấp tiên đế cảnh, linh khí tích lũy đã đủ, nhưng ở cái này phiến vẫn tinh thế giới, tựa hồ có đạo tông bố trí đặc thù hạn chế, tất cả người dự thi muốn tấn thăng đột phá, đặc biệt khó khăn. Coi như được cái gì linh khí cơ duyên, vậy sẽ lắng đọng xuống, cần chờ sau khi cuộc tranh tài kết thúc, mới có thể đột phá. Chủ ý này là phòng ngừa có người dự thi, ở trong tranh tài đột phá, tu vi vượt qua thần đạo cảnh. Thần đạo cảnh phía trên thiên nguyên cảnh, có thể bùng nổ sức chiến đấu, so với thần đạo cảnh mạnh hơn nhiều lắm, một khi có người tấn thăng đến thiên nguyên cảnh, vậy sợ rằng là càn quét toàn trường vô địch. Dĩ nhiên, cái loại này hạn chế, cũng không phải là tuyệt đối. Chí ít, Diệp Thần liền cảm thấy, lại cho hắn một chút cơ duyên nói, hắn vẫn là có cơ hội đột phá đến đỉnh cấp tiên đế cảnh giới. Bất quá bây giờ nói, hắn cơ duyên còn chưa đủ để xông phá đạo tông hạn chế. Hô hấp thổ nạp, Diệp Thần không ngừng điều tức, quen thuộc hoàng kim long chảo cùng lửa đồ đằng hơi thở. Đây là, Diệp Thần nghe được có tiếng bước chân đến gần. Hắn cảm nhận được liền Bùi Vũ Hàm hơi thở. Cách đó không xa, một cái cô gái đồ đen, đang mang bức sức thần sắc bất an, chậm rãi hướng Diệp Thần đi tới, chính là Bùi Vũ Hàm không sai. Tiểu cấm yêu thấy có người tới, lập tức cảnh giác, nói, không cho phép đến gần, ta phụ thân đang tu luyện. Ta, Bùi Vũ Hàm nhìn tiểu cấm yêu phòng bị hình dáng, muốn nói lại thôi, bức sức thấp thỏm ý sâu hơn. Nghe được cái này lần đối thoại, Diệp Thần đột nhiên mở mắt ra, đem trên người tán phát ra hoàng kim long khí, luân hồi ánh lửa. Toàn bộ thu đủ,
hướng Tiểu Cấm Yêu ngoắc ngoắc tay, tỏ ý hắn không cần kinh hoàng. Phụ thân, Tiểu Cấm Yêu trở lại Diệp Thần bên người, nhảy đến hắn trên đầu vai. Bùi cô nương, người đến tìm ta. Diệp Thần ánh mắt nhìn về Bùi Vũ Hàm, thanh âm hơi có chút lãnh đạm nói. Bùi Vũ Hàm hoảng hốt vội nói, chủ nhân, thật xin lỗi. Nàng còn gọi Diệp Thần là chủ nhân, như cũ đem mình làm Diệp Thần nữ tỳ. Diệp Thần nói, vì sao phải nói đúng không dậy? Bùi Vũ Hàm bi thống nói, ta trước đây thức tỉnh ma nữ trí nhớ, xông hạ di thiên đại họa, thật là. Thật xin lỗi, thật có lỗi. Nàng trước thức tỉnh ma nữ lực lượng, đem Thanh Sam Ngạn giết tất cả, gây họa nghiêm trọng. Tuy nói Thanh Sam Ngạn nội tình thâm hậu, thời gian tuyến sẽ không hoàn toàn diệt tuyệt, còn có sống lại có thể, nhưng tất nhiên bị tổn thương nghiêm trọng, sau này thì từ thiên chi kiêu tử, lâm vào là người bình thường. Hết thảy các thứ này, đều là Bùi Vũ Hàm làm hại. Diệp Thần dĩ nhiên biết hết thảy các thứ này nàng không cách nào khống chế, lắc lắc đầu nói, người hẳn cùng Thanh Sam gia tộc và quần tinh đạo tổ nói đúng không dậy, không cần cùng ta nói. Người đến tìm ta, là có chuyện gì? Bùi Vũ Hàm răng cắn môi đỏ mọng, rất là bức xúc cùng thấp thỏm, thật giống như rất sợ Diệp Thần truy cứu nàng xử phạt, thấy Diệp Thần tạm thời không có truy cứu ý, nàng trong lòng mới thoáng trật tự xuống, nói. Ta ngày hôm qua gặp sáu đuôi, nàng quả nhiên tới tham gia đạo tông thi đấu, ta và nàng cùng nhau ở Long Thần vực tìm bảo tàng cơ duyên, chúng ta tìm được một tòa Long Thần mộ, là đúc tinh Long Thần mộ huyệt. Tòa kia Long Thần mộ, đặc biệt bí mật. Ta là ở Hồng Quân lão tổ âm thầm dưới sự chỉ điểm mới tìm được. Hồng Quân lão tổ ủy thác ta đi chỗ đó Long Thần mộ, tìm một kiểu đồ, chỉ cần tìm được vật kia, ta và hắn nhân quả, là có thể kết toán rõ ràng, ta có thể lấy được tự do. Ban đầu ở rừng rậm bóng tối bên trong, Bùi Vũ Hàm bị Hồng Quân lão tổ cứu. Lần này đạo tông thi đấu, nàng cũng là đại biểu Hồng Quân lão tổ xuất chiến. Nàng không muốn cùng Diệp Thần là địch. Cho nên không có đầu dựa vào Hồng Quân lão tổ, nhưng ban đầu nhân quả, cần trả nợ. Nàng cần giúp Hồng Quân lão tổ, tìm một kiểu đồ. Vật kia ngay tại Long Thần vực, sẽ ở đó Long Thần mộ bên trong. Diệp Thần trong lòng hết sức tò mò, nói, vật kia rốt cuộc là cái gì? Vẫn không thể nói cho ta sao? Bùi Vũ Hàm trần chờ một tí, lắc đầu nói, ta không thể nói, muốn nói rồi, tiết lộ thiên cơ, bị những người dự thi khác biết. Người cũng tràn lên, vậy thì phiền toái. Diệp Thần nói, ngươi là muốn ta hỗ trợ, giúp ngươi tìm bảo. Bùi Vũ Hàm nói, không phải, vậy Long Thần mộ cửa phong tỏa, cần đặc thù chìa khóa mới có thể mở. Ta và sáu đuôi phân tán đi tìm chìa khóa, nàng thiên cơ thấy rõ bén nhạy, rất thuận lợi liền tìm được, là một cái hoàng kim long chảo. Diệp Thần sửng sốt một chút, lúc đầu Tô Tử Nhi cho hắn hoàng kim long chảo, lại chính là mở Long Thần mộ chìa khóa. Bùi Vũ Hàm nói, nàng dùng đưa tin phù nói cho ta tin tức, còn nói vậy hoàng kim long chảo, nàng đã cho ngươi, kêu ta tìm ngươi cầm. Nói tới chỗ này, Bùi Vũ Hàm hết sức khó xử không biết làm sao, bởi vì Tô Tử Nhi tham ăn, vì thưởng thức luân hồi máu mùi vị, đã đem hoàng kim long chảo giao dịch cho Diệp Thần. Nói cách khác, hoàng kim long chảo là Diệp Thần đồ, nàng không có lý do lại đòi lấy trở về. Diệp Thần nói, vậy hoàng kim long chảo, ta đã luyện hóa. Nhưng là không thể lại giao cho ngươi. À, ta cùng ngươi cùng đi vậy Long Thần mộ, ta tới mở cửa mà là được. Hắn suy nghĩ Long Thần mộ là đúc tinh Long Thần mộ huyệt, bên trong nhất định có đại cơ duyên, nếu có thể tiến vào mộ huyệt bên trong thám hiểm, nhất định là có thu hoạch. Bùi Vũ Hàm nói, nhưng mà, nàng bị Hồng Quân lão tổ ủy thác, đi Long Thần mộ tìm bảo, nếu là Diệp Thần cũng đi, nàng muốn tìm kiếm đồ, rất có thể liền bị Diệp Thần đoạt đi. Diệp Thần nhìn ra Bùi Vũ Hàm lo âu, cười nói, yên tâm, ngươi muốn thứ gì, ta không cùng ngươi cướp chính là, vậy Long Thần mộ bên trong, hẳn còn có cái khác cơ duyên. Nghe vậy, Bùi Vũ Hàm thở phào nhẹ nhõm, nói, vậy thì tốt quá, chủ nhân, cảm ơn ngươi, chờ ta hoàn thành Hồng Quân lão tổ ủy thác, ta nhất định lập tức trở lại rừng rậm bóng tối, sau này lại cũng không ra ngoài, cũng sẽ không lại tổn thương người khác. Diệp Thần gật đầu, Bùi Vũ Hàm là ma nữ chuyển thế. Sau lưng nhân quả phức tạp, nàng muốn tiếp tục ở lại thế gian, đích xác là phiền toái lớn, khó mà xử lý. Nàng nếu là chịu thoái ẩn rừng rậm, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn nữa. Ngày hôm nay sắc trời đã tối, chúng ta nghỉ ngơi trước một đêm, sáng mai lại xuất phát.
Diệp Thần nói. Bùi Vũ Hà mừ một tiếng, biểu thị đồng ý. Thương nghị đã định, hai người tại chỗ đốt một đống lửa, yên lặng ngồi xếp bằng điều tức. Nhưng chẳng biết tại sao, nơi này không gian không khí dần dần trở nên cổ quái. Bùi Vũ Hàm ánh mắt, vô tình hay hữu ý nhìn Diệp Thần, tựa hồ là trong lòng thiên thiên kết, gò má đỏ ửng, trong mắt thỉnh thoảng lộ ra say mê si yêu, lại thấp thỏm bất đắc dĩ thần thái. Diệp Thần gặp ánh mắt nàng quái dị, không khỏi được nhíu mày một cái. Độc thủ dược thần nói, nàng si tình cổ thật giống như phát tác. Si tình cổ. Diệp Thần sửng sốt một tí, nhớ tới trước đây ở U Thần Ma Quật, hắn ở Bùi Vũ Hàm thân trên dưới một đạo si tình cổ. Bất quá vậy si tình cổ, không phải ứng nghiệm ở trên người hắn, mà là ứng nghiệm ở tiểu cấm yêu trên mình. Lúc này tiểu cấm yêu, đang đứng ở Diệp Thần trên đầu vai, hắn tồn tại, tựa hồ câu đưa tới Bùi Vũ Hàm si tình cổ. Nhưng, Bùi Vũ Hàm nhưng không thấy tiểu cấm yêu, một đôi mắt quang tình ý như nước, cũng hội tụ ở Diệp Thần trên mình, xem được Diệp Thần cả người nóng lên, lúng túng quẫn bách. Diệp Thần e sợ cho sẽ xảy ra chuyện, vội vàng đem tiểu cấm yêu thu về. Nhưng Bùi Vũ Hàm ánh mắt, vẫn là si yêu say mê hình dáng, trên gương mặt một phiến đỏ ửng. Bùi cô nương. Diệp Thần kêu nàng một tiếng, thanh âm vận đủ trung khí, hồng mông tinh không lực lượng hội tụ trong đó, như đòn cảnh tỉnh. Bùi Vũ Hàm ở trong mộng mới tỉnh, trong mắt khôi phục trong sạch, thất hồn lạc phách kêu, ừ, thế nào, chủ nhân. Diệp Thần thở dài nói, nghỉ ngơi cho khỏe, không nên suy nghĩ nhiều, ngày mai còn có tránh sự muốn làm. Bùi Vũ Hàm đỏ mặt cúi đầu nói, dạ, chủ nhân. Diệp Thần lắc đầu không nói, xem ra phải nhanh một chút giúp Bùi Vũ Hàm giải quyết nhân quả, để cho nàng trở về rừng rậm bóng tối bên trong ẩn cư, như vậy thứ nhất là được miễn đi rất nhiều nhiều phiền toái. Một đêm yên lặng. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Thần và Bùi Vũ Hàm đi qua nghỉ ngơi sau đó, trạng thái cũng khôi phục lại cao nhất, hai người kết bạn lên đường đi Long Thần Mộ, do Bùi Vũ Hàm dẫn đường. Dần dần, Bùi Vũ Hàm mang Diệp Thần, đi vào một phiến gió cát vùng. Cái này mảnh đất mang, gió cát thổi cạo, hô hô vang dội, để cho người không mở mắt ra được, hoàn cảnh đặc biệt tồi tệ. Bùi cô nương, người xác định Long Thần Mộ ở chỗ này. Diệp Thần khó khăn ở trong bão cát đi tới trước, chỗ này làm sao xem vậy không giống như là có bảo tàng dáng vẻ. Bùi Vũ Hàm nói, ta xác định, chủ nhân, người cùng ta tới. Nàng mang Diệp Thần. Bất chấp gió cát đi tới trước, chỉ chốc lát sau, hoàn cảnh chung quanh phát sinh biến hóa. Diệp Thần thấy ở mờ mịt gió cát bên trong, xuất hiện một nơi cát chảy vực sâu, mà ở đó cát chảy dưới vực sâu, nhưng là có động thiên khác, đứng sừng sững một pho tượng. Pho tượng kia, phơi bày hình rồng, chính là đúc tinh long thần pho tượng. Mà ở đúc tinh long thần điêu xem trước, có một miếng phong cách cổ xưa cửa đá khép kín trước, sau lưng tựa hồ cất giấu bí mật gì. Đến. Bùi Vũ Hàm nói. Diệp Thần thấy vậy cát chảy vực sâu xuống cảnh tượng, cũng là thầm giật mình. Nơi này chính là Long Thần Mộ lối vào, đích xác là vô cùng ẩn núp, nếu như không phải là có Bùi Vũ Hàm dẫn đường, hắn căn bản không có thể tìm được. Mà Bùi Vũ Hàm, có thể tìm tới nơi này, lại là bởi vì có Hồng Quân Lão Tổ chỉ điểm. Hồng Quân Lão Tổ thủ đoạn cao minh, có thể suy tính đến đủ loại diệu pháp thiên cơ. Diệp Thần biết. Vậy Long Thần trong mộ mặt, nhất định có kinh thiên cơ duyên, có thể để cho Hồng Quân Lão Tổ cũng theo đó động tâm. Đi xuống đi. Diệp Thần lúc này nhảy đến cát chảy dưới vực sâu, Bùi Vũ Hàm theo sát phía sau. Hai người đi tới dưới vực sâu, đứng ở Long Thần mộ mộ huyệt lối vào. Mộ huyệt cửa đá khép kín, ở trên cửa đá kia mặt, có mấy lỗ thủng. Xem những cái kia lỗ thủng sắp hàng, đang cùng Hoàng Kim Long chảo móng vuốt phù hợp. Diệp Thần sử dụng Hoàng Kim Long chảo, đem 5 cây long chảo cắm vào lỗ thủng bên trong, quả nhiên là kín kẽ, hoàn mỹ phù hợp. Cái này Hoàng Kim Long chảo, đúng là chính là mở Long Thần mộ chìa khóa. Rắc rắc sát. Ở Hoàng Kim Long chảo cắm vào bên trong, cửa mã chấn động đứng lên. Diệp Thần đem long chảo thu hồi, cửa mã liền nhấc lên thăng, lộ ra hậu phương cảnh tượng. Đó là một cái sâu thẳm cổ mộ, ánh sáng mờ tối, giọt nước tiếng tí tách. Cửa vừa mở ra, thì có từng cái con rơi tấn công lạp lạp bay ra ngoài. Ở cổ mộ chỗ sâu, có một màn kim quang đang khuếch tán ra, theo mộ cửa mở ra, thật giống như loại nào đó cấm chế bị xúc động, kim quang kia bộc phát nồng nặc,
cuối cùng như thủy triều xông ra, ánh chiếu được Diệp Thần và Bùi Vũ Hàm mắt xài hết. Con rồng này thần mộ, cơ duyên bảo tàng không thiếu à, chúng ta đi vào nhanh một chút vơ vét, nếu không chậm một chút thiên cơ khuếch tán ra, bên ngoài khẳng định sẽ có người tràn lên. Diệp Thần trong mắt híp lại, quyết định chủ ý, lập tức sải bước vào mộ huyệt bên trong, Bùi Vũ Hàm theo sát hắn. Cổ mộ chỗ sâu truyền tới kim quang, càng ngày càng nồng đậm, mãnh liệt như vậy khí tượng, nhất định sẽ đưa tới ngoại giới chú ý, tin tức không thể nào giấu giếm được. Không bao lâu, những người dự thi khác, liền sẽ trào hướng chỗ tòa này cổ mộ. Diệp Thần và Bùi Vũ Hàm, chỉ muốn đuổi ở những người khác đến trước đem ngôi mộ tìm tòi cạo sạch sẽ. Mà lúc này, mộ huyệt bên ngoài thế giới, Long Thần vực bên trong, nhưng lưu truyền một cái đáng sợ tin tức, lòng người bàng hoàng. Đó chính là, có một đầu đuôi thú, núp ở rất nhiều người dự thi bên trong. Đó chính là sáu đuôi, là một đầu 10 phần tham ăn thích chơi đuôi thú, thậm chí còn biết ăn người. Rất nhiều người dự thi sợ hãi mặc định, mà ở người xem quảng trường bên kia, rất nhiều xem cuộc chiến các khách quý, vậy lưu ý đến sáu đuôi tồn tại. Sáu đuôi thực lực, rõ ràng không có bị bất kỳ hạn chế, đây đối với những người dự thi khác mà nói, không thể nghi ngờ là một cái đáng sợ ác mộng. Cửu Thiên Phục Long giáo dẫn đầu hướng đạo tông đưa ra kháng nghị, yêu cầu trấn áp sáu đuôi, bởi vì bọn họ giáo phái thiên tài Vân Thương Trùng, đang gặp phải to lớn uy hiếp. Đạo tông trận doanh bên này, Hoa Tổ Thành tựu chủ trọng tài, ở sau khi nhận được tin tức, dè đặt hướng thẩm phán chủ Thiên Pháp Lộ Thắng nói. Thẩm phán chủ đại nhân, tựa hồ có một đầu đuôi thú, lẫn vào thi đấu bên trong. Thiên Pháp Lộ Thắng nghe Hoa Tổ bẩm báo, nhưng là thần sắc lạnh nhạt hình dáng. Tựa hồ sớm biết tin tức, bình tĩnh nói. Không sao, vậy đuôi thú chỉ là tới vui đùa một chút, nàng xác thực ham chơi liền một ít. Bất quá, nàng tự hồ xác thực ảnh hưởng đến người khác, ta sẽ xuất thủ xử lý, ngươi không cần lo lắng. Nghe vậy, Hoa Tổ thở phào nhẹ nhõm, nói ừ. Hắn liền hướng tại chỗ rất nhiều khách quý, bảo ngày mai Pháp Lộ Thắng sẽ xuất thủ, tỏ ý đám người không cần lo lắng. Mà khán đài nơi này xôn xao, Diệp Thần tự nhiên cũng không biết. Hắn đang cùng Bùi Vũ Hàm cùng nhau, ở trong cổ mộ tìm kiếm bảo tàng. Cái này phiến Long Thần mộ, lớn vô cùng, chỉ là địa mạch bên trong, liền hàm chứa rất nhiều đặc thù quáng vật. Diệp Thần thu lấy quặng mỏ, trong đầu nghĩ, những thứ này vật liệu, ngược lại là có thể dùng để chế tạo bất hủ phong bi. Thiên nữ cho hắn bất hủ phong bi bản vẽ, muốn tạo ra nói, cần phải hao phí thiên tính tài nguyên. Nếu như là nhất trạng thái viên mãn bất hủ phong bi, có thể đem chiến công của mình, phóng đại ngàn gấp vạn lần, từ đó tạo thành chí cao uy áp, đủ để nghiền ép thế gian hết thảy kẻ địch. Cái loại này bất hủ chí cao phong bi, chế tạo cực kỳ khó khăn, sẽ không so chế tạo luân hồi sách dễ dàng nhiều ít, nhưng nếu như chỉ là muốn chế tạo thông thường phong bi, vẫn là có khả năng. Diệp Thần ngay tại mộ huyệt địa mạch bên trong, không ngừng khai thác thu lấy tinh quáng, định dùng tới chế tạo bất hủ phong bi. Bùi Vũ Hàm vậy đang giúp đỡ, đem moi ra quáng vật, toàn bộ giao cho Diệp Thần, mình không lưu chút nào. Nàng chỉ muốn hoàn thành Hồng Quân lão tổ ủy thác, tìm được Hồng Quân đồ mong muốn, những bảo vật khác tài nguyên, nàng có thể toàn bộ nhường cho Diệp Thần. Hai người đang tìm bảo lúc đó, vậy đụng phải không thiếu đồng giáp chiến binh, thật may số lượng không nhiều, lấy Diệp Thần thực lực, đủ đối phó. Nhưng mà, theo thời gian đưa đẩy, hai người dần dần đi sâu vào mộ huyệt. Chiến binh con rối xuất hiện số lượng, liền càng ngày càng nhiều, thực lực liền càng ngày càng lớn mạnh. Diệp Thần ở một nơi thạch thất bên trong, thấy được một cái đá đúc thành cổ xưa bảo dương, tựa hồ đựng có thứ gì tốt. Nhưng ở bảo dương vùng lân cận, nhưng chừng 8 đầu chiến binh con rối, ở trấn thủ. Vậy 8 đầu chiến binh, mỗi một đầu đều là mặc trước vừa dày vừa nặng màu bạc áo giáp, lại là tương đương cường hãn giáp bạc chiến binh, cầm trong tay đao phủ, đằng đằng sát khí. Ở cảm thấy được Diệp Thần và Bùi Vũ Hàm đến gần sau đó, vậy 8 đầu giáp bạc chiến binh, con ngươi nhất thời lộ ra màu đỏ thẫm hung mang, nắm đao phủ, đạp sải bước xông ra ngoài, quăng lên đao phủ liền hướng hai người chém tới. Bùi Vũ Hàm lấy làm kinh hãi, lấy nàng thực lực, đối phó phổ thông đồng giáp chiến binh còn có thể, đối mặt ước chừng 8 đầu giáp bạc chiến binh, nhưng là hoàn toàn không có chống lại chỗ trống. Lui về phía sau. Giao cho ta. Diệp Thần khoát tay chặn lại, để cho Bùi Vũ Hàm sau lui ra, nhìn tất cả giáp bạc chiến binh vọt tới, hắn không lùi mà tiến tới,
bước chân đạp một cái, thân thể cuồng xông lên lên. Tiên thiên độc long khí, bảo. Diệp thần quát to một tiếng, trên mình liền bộc phát ra từng tầng một kịch khói độc ải, hóa thành từng cái độc long hình dáng, dương nanh múa vuốt, đặc biệt ác liệt. Từng cái độc long, hướng những cái kia giáp bạc chiến binh đánh tới. Đối phó những thứ này chiến binh con rối, nếu như cứng đối cứng, đặc biệt phiền toái, nhưng Diệp thần có một cái mưu lợi biện pháp, đó chính là lợi dụng kịch độc. Chỉ cần những thứ này chiến binh khôi lỗi năng lượng nội hạch, bị kịch độc chua thực, liền sẽ hủy xấu xa, từ đó mất đi sức chiến đấu. Ở Diệp thần tiên thiên độc long khí dưới sự xung kích, mới vừa vẫn là vô cùng hung mãnh giáp bạc các chiến binh, đột nhiên toàn bộ cứng ngắc tại chỗ, mặc trọng giáp con rối thân thể co quắp, cuối cùng phịch đích một tiếng, toàn bộ té ngã trên đất, trong mắt hung mang ảm đạm xuống, không có động tĩnh. Từ ngoài mặt xem, những thứ này giáp bạc chiến binh không tổn thương chút nào, nhưng trong thực tế, bọn chúng năng lượng nội hạch đã gặp phải Diệp thần kịch độc chua thực, tim bị phá hư, lợi hại hơn nữa con rối cũng phải lâm vào là sắt vụn. Chủ nhân, người vẫn là như thế lợi hại. Bùi Vũ Hàm gặp Diệp thần như thế ung dung liền giải quyết hết chấn thủ chiến binh, cũng không khỏi thế nào chắc lưỡi hít hà, bội phục Diệp thần mạnh mẽ. Xem bảo dương bên trong có cái gì. Diệp thần khóe miệng lộ ra một vẻ nụ cười, trong mắt có chút mong đợi, đem vậy đá bảo dương mở ra, nhất thời liền có một màn ánh sáng trong suốt, thẳng xông lên con ngươi. Bảo dương bên trong, tích chữ đổ đầy nguyên ngọc, nhưng đó không phải là thông thường nguyên ngọc, cũng không phải hoàng kim nguyên ngọc, mỗi một viên nguyên ngọc, cũng phơi bày ra hỗn độn sáng bóng, như có cổ xưa linh khí đang lưu chuyển. Ồ, đây không phải là thường hiếm thấy hỗn độn nguyên ngọc, mộ chủ, ngươi nhặt được bảo. Luân hồi mộ địa bên trong, độc thủ dược thần ở thấy những thứ này nguyên ngọc sau đó, cũng là chặc chặc lấy làm kỳ. Hỗn độn nguyên ngọc, Diệp thần con mắt hơi liền sáng. Đúng vậy, cái gọi là hỗn độn nguyên ngọc, là đem cổ thần thi hài, chôn vào địa mạch bên trong, cùng mặt đất nguyên mạch kết hợp, trải qua rất lâu tuổi tháng sau, đản sanh ra nguyên ngọc, bản thân liền hàm chứa cổ thần tinh khí, 10 phần chân quý. Mỗi một viên hỗn độn nguyên lưng ngọc sau đó, đều có cổ thần thi hài bóng dáng, cái loại này nguyên ngọc đặc biệt chân quý, ngươi nếu là cầm cái này bảo trong dương hỗn độn nguyên ngọc, toàn bộ hấp thu, vậy cảnh giới tu vi, nhất định là có thể đột phá. Độc thủ dược thần nói. Nghe vậy, Diệp thần cũng là không nhịn được chép miệng một cái, xem ra những thứ này hỗn độn nguyên ngọc, đích xác là giá trị không rẻ, khó trách có ước chừng 8 đầu giáp bạc chiến binh ở bảo vệ. Bùi cô nương, những thứ này nguyên ngọc, người muốn phân nhiều ít. Diệp thần quay đầu nhìn Bùi Vũ Hàm, liền cùng nàng thương lượng chia cắt bảo tàng. Bùi Vũ Hàm hoảng hốt vội nói, ta không muốn, chủ nhân, chính ngươi toàn bộ thu cất đi, ta chỉ cần long thạch. Diệp thần ánh mắt khẽ nhúc nhích, nói, lúc đầu Hồng Quân lão tổ ủy thác ngươi tìm kiếm đồ, liền kêu long thạch. Bùi Vũ Hàm trần chờ một tí, cuối cùng gật đầu nói, đúng vậy, chủ nhân, chúng ta nhanh lên một chút lên đường đi, long thạch hẳn ngay tại mộ huyệt chỗ sâu nhất. Nàng suy nghĩ long thần mộ cửa, đã mở, nơi này thiên cơ, cũng phải cần bộc lộ ra đi, không bao lâu, người ngoài liền sẽ xông vào, vậy nàng vậy không cần phải giấu giếm nữa Diệp thần, trực tiếp thản nói. Nàng muốn tìm đồ, liền kêu ơn long thạch. Diệp thần ánh mắt híp lại, nhìn về mộ huyệt chỗ sâu, u ám mộ huyệt bên trong, lại có kim quang như thủy triều lưu truyền. Những thứ này thần bí kim quang, rất có thể chính là cái gì đó long thạch tản mát ra. Diệp thần đối vậy long thạch, cũng là tràn ngập tò mò, rất muốn biết Hồng Quân lão tổ đồ mong muốn, rốt cuộc có bí mật gì. Hắn lúc này thu cất bảo trong dương hỗn độn nguyên ngọc, cùng Bùi Vũ Hàm cùng nhau, tiếp tục đi về trước xuất phát, đi kim quang ngọn nguồn chi địa. Cái này mộ huyệt thật sự là lớn, diện tích lớn lạ thường, Diệp thần hoài nghi có thể mộ huyệt diện tích, bao phủ nửa long thần vực lòng đất. Hắn và Bùi Vũ Hàm đi một ngày, vậy không đi đến cuối. Vì đi đường, mộ huyệt bên trong thông thường cơ duyên bảo tàng, Diệp thần cũng không có thu lấy, nhưng vẫn là không có đi tới điểm cuối. Đến ban đêm, mộ huyệt bên trong nổi lên từng cơn âm phong, có quỷ dị ma vật nổi lên, ở khắp nơi dạo chơi. Những thứ này ma vật, phần lớn mang một cái dữ tợn mặt nạ, Diệp thần vừa thấy, cũng biết là hư không quỷ diện chế tạo ra ma vật. Hư không quỷ diện, là 6 đạo cổ thần một trong, sở trường âm hồn quỷ đạo một loại thuật pháp. Trước đây ở lưỡi đao vực thời điểm, Diệp thần liền đụng phải không thiếu hư không quỷ diện sáng tạo ma vật,
không nghĩ tới con rồng này thần mộ bên trong, lại cũng có. Hoặc là nói, những thứ này ma vật, không phải hư không quỷ diện sáng tạo, mà là hắn chết sau đó, hắn oan niệm cùng oán khí, ngưng tụ ra đủ loại âm hồn quỷ dị, bản thân liền mang theo hắn ý chí, cho nên sát khí nồng nặc, khủng bố dị thường, người bình thường không cẩn thận tiếp xúc, liền sẽ gặp phải quỷ hồn ăn mòn, rơi vào điên cuồng. Diệp Thần và Bùi Vũ Hàm, cũng không ngờ tới ở Long Thần Mộ bên trong, sẽ có ma vật tồn tại. Nếu như cùng ma vật chiến đấu, đó hoàn toàn là uổng phí khí lực, hơn nữa nếu là không chú ý rước lấy đại lượng ma vật vây công, vậy càng là thiết tưởng không chịu nổi. Diệp Thần và Bùi Vũ Hàm hai người, bất đắc dĩ, đành phải dừng lại đi đường, lẫn nhau chen ở một cái chật hẹp ngôi mộ trong gian phòng, vượt qua một đêm. Đến lúc ngày thứ hai thiên lượng, có ánh mặt trời từ cổ mộ mái vòm trong khe hở đầu bắn rơi xuống sau đó, ma vật tan đi, hai người mới tiếp tục xuất phát. Càng tiến vào mộ huyệt chỗ sâu, chung quanh xuất hiện chiến binh con rối, số lượng lại càng hơn. Vì để tránh cho không cần thiết phiền toái, Diệp Thần và Bùi Vũ Hàm che giấu hơi thở, thậm chí là dựa vào nửa đêm mệnh tinh che giấu, hai người ẩn núp đi tới trước, không cùng trấn thủ chiến binh nổi lên va chạm. Vì thế, Diệp Thần vậy bỏ lỡ không thiếu cơ duyên. Một đường đi sâu vào, bỗng nhiên, Diệp Thần thấy phía trước mộ bên đường, xuất hiện một đầu chiến binh con rối, lại mặc trước áo giáp màu vàng kim, là cao cấp nhất kim giáp chiến binh. Diệp Thần trước đây đụng phải chiến binh con rối, hoặc là đồng giáp, hoặc là giáp bạc, kim giáp chiến binh vẫn là lần đầu tiên thấy. Vậy kim giáp chiến binh thân thể, so với phổ thông chiến binh cao lớn rất nhiều, thấm ra một cổ hung mãnh uy nghiêm. Ở đó kim giáp chiến binh bên cạnh, là một khối chuyên tâm mài rũa qua ngọc bích trên tựa hồ khắc có cái gì ký tự, có thể là loại nào đó thần thông thuật pháp, nhưng phía trên bao phủ một tầng sương mù dày đặc, nhìn không rõ lắm. Diệp Thần ngưng tụ ánh mắt, muốn xem hiện ngọc bích ký tự, nhưng thời điểm này, vậy kim giáp chiến binh đỏ thẫm mắt mang, đột nhiên bắn về phía hắn. Đáng chết bị phát hiện. Diệp Thần trong lòng rét một cái, hắn và Bùi Vũ Hàm che giấu hơi thở, có thể lừa gạt được phổ thông chiến binh con rối, nhưng rõ ràng không cách nào lừa gạt được đầu này kim giáp chiến binh. Kim giáp chiến binh xách một cái đao, động tác nhanh như phong lôi, hung mãnh vô cùng hướng Diệp Thần vọt tới. Một đao không có chút nào xinh đẹp, quay đầu hướng Diệp Thần đánh xuống. Diệp Thần con người đông lại một cái, cướp bước nghiêng người né tránh, đem Bùi Vũ Hàm đẩy tới sau lưng, miễn được nàng bị thương, lại lay động quanh thân khí lưu, quát lên. Tiên thiên độc long khí, bảo. Hung hãn khí độc, từ Diệp Thần trên mình bùng nổ, hóa thành từng cái dương nanh múa vuốt màu đen độc long, hung hăng hướng kim giáp chiến binh đụng đi. Nhưng mà, vậy kim giáp chiến binh bị màu đen độc long đụng sau đó, nhưng hồn nhiên vô sự, không có bị một chút ăn mòn, tiếp tục vung đao trẻ giết hướng Diệp Thần. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, xem ra kim giáp chiến binh năng lực, so với đồng giáp chiến binh và giáp bạc chiến binh, muốn mạnh mẽ không ít. Hắn tiên thiên độc long khí, vậy không có thể lại phát huy ra hiệu quả, hoàn toàn không cách nào đột phá đối phương phòng ngự. Đại tiên Phật thánh thủ. Thấy vậy, Diệp Thần vậy không do dự. Liền trực tiếp sử dụng công phu cứng, một trường nổ lên kinh thiên kim quang, tiên Phật thần thánh khí tượng sáng chói, hung hăng hướng kim giáp chiến binh đánh tới. Kim giáp chiến binh vậy vung ra một trường, liền trực tiếp cùng Diệp Thần cứng đối cứng. Phịch, hai tay giao phong, cứng trọi cứng kết quả, nhưng là Diệp Thần bị đẩy lui một bước, mà kim giáp chiến binh không nhúc nhích tí nào. Thậm chí Diệp Thần cảm giác được một cổ kinh khủng dư lực hội tụ ở ngũ tạng lục phủ bên trong. Tên này, ngược lại là hung mãnh rất. Diệp Thần nhếch mép, kim giáp chiến binh so hắn tưởng tượng mạnh hơn. Kim giáp chiến binh một trưởng chiếm được thượng phong sau đó, lập tức vung đao tiến công, hướng Diệp Thần hông chém tới. Chiến binh con rối cùng người so sánh, lớn nhất ưu thế, chính là chúng sẽ không đau đớn, ra chiêu vậy không cần hòa hoãn điều tức, một chiêu tiếp một chiêu, liên miên vô cùng. Diệp Thần mới vừa chạm nhau một trưởng, bị đẩy lui một bước. Hơi thở chính là ngưng động chất không thuận thời điểm, đối mặt kim giáp chiến binh một đao chém eo, nhất thời rơi vào vô cùng tình cảnh nguy hiểm. Thật may, Diệp Thần thủ đoạn rất nhiều, ngược lại cũng không hoảng. Lăng phong thần mạch, mở. Ở kim giáp chiến binh vung đao chém tới ngay tức thì, Diệp Thần mở lăng phong thần mạch, quanh thân tập tục xoay tròn, thân thể theo gió lên, vừa vặn tránh thoát kim giáp chiến binh một đao. Lăng phong thần mạch là luân hồi thần mạch một trong.
là hắn thân thể huyết mạch một phần chia, tùy thời đều có thể thi triển. Ở tránh thoát một đao sau đó, Diệp Thần hơi thở điều thuận tới đây, lập tức sử dụng luân hồi thiên kiếm cùng chém hồn đao. Luân hồi chém hồn, phá cho ta. Luân hồi thiên kiếm cùng chém hồn đao, một trái một phải, từ giữa không trung nhanh chém xuống, cái này hai cây binh khí, mũi nhọn đều là cực thịnh, đồng thời chém xuống, hư không nổ tung, phát ra nhọn âm bạo, cuối cùng chỉ nghe chanh đích một tiếng, đồng loạt chém ở kim giáp chiến binh trên mình. Kim giáp chiến binh tại chỗ liền bị cắt chi, bị chém thành ba khối rớt xuống đất, trong mắt ánh sáng hoàn toàn ảm đạm xuống. Đánh tan kim giáp chiến binh, Diệp Thần thở phào nhẹ nhõm, thu hồi đao kiếm. Luân hồi thiên kiếm và chém hồn đao, mũi nhọn đúng là vô cùng ác liệt, hợp lại, liền kim giáp chiến binh đều có thể chảm phá. Bất quá, đồng thời thúc giục cái này hai cây binh khí, đối Diệp Thần mà nói, cũng là gánh nặng không nhỏ, chán hắn toát ra mồ hôi, hai cái tay cánh tay đều tràn đầy chết lặng và mệt mỏi. Chủ nhân, không có sao chứ? Bùi Vũ Hàm lật đật đi lên, nhẹ nhàng thay Diệp Thần lau chùi mồ hôi trên trán. Không có sao. Diệp Thần khoát khoát tay, tỏ ý nàng không cần lo lắng. Hắn đang thức tỉnh luân hồi nguyên thể lửa đồ đằng sau đó, thực lực thật to tăng lên, coi như đồng thời thúc giục luân hồi thiên kiếm cùng chém hồn đao, vậy nhưng lại chịu đựng. Lấy lại bình tĩnh, Diệp Thần ánh mắt, thả vào vậy ngọc bích bên trên. Ngọc bích bao phủ một tầng sương mù dày đặc, Diệp Thần vẫy tay đem sương mù dày đặc xua tan, liền thấy ngọc bích trên chạm trổ một đạo đạo tự phù. Hắn ngưng mắt nhìn những chữ kia phù, liền cảm thấy luân hồi mộ địa chấn động, phảng phất có ẩn bên trong đại năng bị kích thích, tùy thời có thể tỉnh lại vậy. Diệp Thần biết, đó là đúc tinh long thần năng lượng ba động. Ngọc này bích lên ký tự, nhất định là đúc tinh long thần lưu lại, đoán chừng là loại nào đó cường hãn thần thông. Diệp Thần ngưng thần nhìn chăm chú ký tự, những ký tự này rất cổ xưa, không biết có hàm nghĩa gì, nhưng hắn thiên phú cực cao, ở nhìn một hồi sau đó, liền nhìn ra liền đầu mối. Những ký tự này, tựa hồ cũng không có gì cụ thể hàm nghĩa, mà hình như là từng đạo khí lưu vận chuyển phương pháp. Ký tự bút hoa, chính là nội tức khí lưu vận chuyển bí quyết, chỉ phải dựa theo chữ trên phù bút hoa thế đi, thúc giục tự thân nội tức khí lưu, liền có thể đem nội tức nổi lên đứng lên, cuối cùng bộc phát ra sóng âm đánh vào. Lúc đầu đây là một môn sóng âm thuật pháp, là đúc tinh long thần lưu lại rồng ngâm thần công. Diệp Thần con mắt sáng lên, cảm nhận liền cổ xưa bí ẩn. Lúc đầu những ký tự này, thật ra thì chính là một môn rồng ngâm thần công, có thể nổi lên nội tức, cuối cùng bùng nổ rồng ngâm đánh vào, dựa vào cường đại rồng ngâm uy năng, nghiền giết địch người. Năm đó đúc tinh long thần, độc bộ chư thiên, hắn hóa thân hình người, không mang theo bất kỳ đao kiếm binh khí, chỉ dựa vào từng tiếng rồng ngâm, là có thể hống rơi vũ trụ tinh thần, uy chấn chư thiên vạn giới, cường đại tiếng rồng ngâm, có thể ung dung đem cổ thần linh hồn xé nát. Diệp Thần nhìn cửa này rồng ngâm thần công, rất nhanh liền chìm đắm đi vào, tự thân khí lưu dựa theo ký tự bút hoa thế đi, đang chậm rãi chuyển động, lưu chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh, khí lưu ở trong đan điền nổi lên, thật giống như dần dần muốn xông phá cổ họng bộc phát ra. Mà lúc này, ở Long Thần Mộ ra, có hai sóng đội ngũ đến. Cầm đầu hai người, lại là Hoàng Hôn Cự Nhân và Vân Thương Trùng. Ở phía sau bọn họ, chính là Tử Thần Giáo Đoàn và Hắc Ám Hồn Tộc rất nhiều đệ tử. Hai sóng đội ngũ đi tới Long Thần Mộ, thấy Long Thần Mộ bên trong kim quang lưu chuyển khí tượng, Hoàng Hôn Cự Nhân và Vân Thương Trùng nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra vẻ ngưng trọng. Vân Thương Trùng nói, nơi này là đúc tinh Long Thần Nghĩa Địa. Cơ duyên bảo tàng muốn đến không thiếu, nhưng, ta bắt được Diệp Thần thằng nhóc kia hơi thở, tựa hồ đang ở bên trong. Hoàng Hôn Cự Nhân vậy lộ ra sâu đậm kiêng kỵ, nói ta cũng cảm thấy, còn có ma nữ hơi thở, ha ha, khó đối phó à. Vân Thương Trùng cau mày nói, nếu không, cùng Chu Võ Hoàng và Thiên Nữ bọn họ tới đây. Diệp Thần quá mạnh mẽ, hắn lúc này đã không có chắc chắn đối phó. Hoàng Hôn Cự Nhân khoát tay chặn lại, nói không. Chu Võ Hoàng và Thiên Nữ, hẳn ở nơi khác tranh đoạt cơ duyên, nếu là cùng bọn họ tới đây, thời gian không còn kịp rồi, Long Thần trong mộ bảo tàng, rất có thể phải bị Diệp Thần vậy tiểu tử tìm tòi cạo sạch sẽ. Hơn nữa, ha ha, nếu là hai người kia tới, chúng ta còn có thể phân đến chỗ tốt gì? Vân Thương Trùng trong đầu nghĩ cũng vậy, coi như Long Thần mộ bảo tàng lại nhiều, vậy không ngăn được người nhiều tranh đoạt, hiện tại chỉ có hắn và Hoàng Hôn Cự Nhân hai chi đội ngũ.
còn có thể thu hoạch đúng lúc. Nếu là thiên nữ và Chu Võ Hoàng cũng tới, vậy sợ rằng liền không được chia tiện nghi gì. Yên tâm, người ta liên thủ, đủ trấn áp Diệp Thần thằng nhóc kia, ta tới đánh trận đầu, người không cần sợ hãi. Hoàng Hôn Cự trong mắt người tuy có kiêng kỵ, nhưng cũng không hoảng hốt, tin tưởng liên hiệp Vân Thương Trùng, đủ để áp chế Diệp Thần. Vân Thương Trùng nghe hắn nguyện ý đánh trận đầu, trong đầu nghĩ, tên này khẳng định tìm được cơ duyên gì, nếu không không thể nào khùng như vậy ngông, không biết so với ta vảy rồng như thế nào. Ngoài mặt tỉnh bơ, nói, Hoàng Hôn Cự nhân, ngươi chịu đánh trận đầu, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn nữa. Hoàng Hôn Cự nhân rút đao cầm tay, nói, đi thôi, đi vào. Lập tức, Hoàng Hôn Cự nhân đi thuốc ở đằng trước, mang Tử Thần giáo đoàn người, sải bước tiến vào Long Thần mộ bên trong. Vân Thương Trùng mang dưới tay mình, vậy đi vào theo. Hai sóng đội ngũ bước vào, kích động thiên cơ, nhất thời để cho Bùi Vũ Hàm chú ý tới. Chủ nhân, gặp nguy hiểm, ta cảm giác được có người tới. Bùi Vũ Hàm lật đật nhắc nhở Diệp Thần nói. Diệp Thần nghe được Bùi Vũ Hàm nhắc nhở, vậy cảm thấy được bên ngoài có người đi vào, nhưng hắn lại không thể mở miệng nói chuyện, cũng không thể phân tâm. Bởi vì, hắn nhìn chăm chú Ngọc Bích trên ký tự thời điểm, tự thân nội tức linh khí, đã theo ký tự lưu chuyển, nếu như mở miệng, hoặc là phân tâm, liền sẽ nhụt chí, đưa tới cắn trả, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Cho nên, Diệp Thần biết rõ có người xông vào, nhưng vậy như cũ như lão hòa thượng nhập định vậy, nếu như một cái pho tượng, không nhúc nhích đứng tại chỗ, học hỏi tìm hiểu Ngọc Bích lên rồng ngâm thần công. Ở nơi này rồng ngâm thần công, không có lĩnh ngộ thấu triệt trước, Diệp Thần là tuyệt không thể phân tâm. Bùi Vũ Hàm nhìn thấu Diệp Thần trạng thái, không khỏi được khẩn trương, đành phải trông đợi Diệp Thần nhanh lên một chút tỉnh lại. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, thật may, Bùi Vũ Hàm và Diệp Thần ở địa phương đó, khoảng cách Long Thần mộ lối vào, có khoảng cách không ngắn, hai người trước đây là xài hơn một ngày mới đi tới nơi này. Hoàng Hôn Cự Nhân và Vân Thương Trùng, không nhanh như vậy đi tới nơi này. Nhưng Diệp Thần lĩnh ngộ Ngọc Bích lên ký tự, nổi lên rồng ngâm, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Thời gian dòng ước chừng đi qua một ngày, Diệp Thần vẫn là trạng thái nhập định. Bùi Vũ Hàm lo âu đứng lên, không biết là ảo giác vẫn là cái gì, nàng luôn cảm giác Hoàng Hôn Cự Nhân và Vân Thương Trùng đám người tiếng bước chân, đang ở phụ cận, tùy thời có thể từng giết tới, cho nàng to lớn cảm giác bị áp bách. Nhỏ yếu côn trùng à, người thật là như con kiến hôi buồn cười, người cũng xứng gọi ma nữ sao? Bỗng nhiên, Bùi Vũ Hàm nghe được mình chỗ sâu trong óc, truyền đến một đạo thanh âm lạnh lùng. Đạo thanh âm này truyền tới, để cho được nàng tinh thần vặn vẹo, hết sức thống khổ. Đó là ma nữ thanh âm. Ngươi là, ta kiếp trước, ngươi muốn làm gì? Bùi Vũ Hàm thân thể mềm mại run rẩy, theo bản năng, liều mạng muốn áp chế đầu óc thanh âm. Ma nữ hừ một tiếng, nói, đây là ta thân thể, để cho ta tỉnh lại đi, bỏ mặc có địch nhân gì, ta trong nháy mắt là được trấn áp, ngươi là thứ gì, một cái con kiến hôi tồn tại, cũng dám cùng ta tranh đoạt chủ quyền. Ma nữ tâm tình mười phần không vui mau, nàng ban đầu lựa chọn ngủ say chuyển thế, là bởi vì là nội chiến thất bại, cần né tránh Thiên Khải Chí Tôn mũi nhọn, lấy được thở dốc. Vốn là dựa theo nàng kế hoạch, nàng chuyển thế sau chính là một đứa bé sơ sinh. Là một tờ giấy trắng, ở đó em bé còn không sản sinh ra ý thức trước, nàng liền có thể trước một bước thức tỉnh, khôi phục trí nhớ của kiếp trước cùng lực lượng. Nhưng không ngờ, sự việc ra sai lệch, Bùi Vũ Hàm xuất thế ngày trước, trên trời hạ xuống dị tượng, có hắc điểu từ phương xa bay tới, đem nàng tha đi rừng rậm bóng tối. Rừng rậm bóng tối thời gian pháp tắc, và ngoại giới là bất đồng, ngoại giới đi qua mấy ngày thời gian, rừng rậm bóng tối thì có thể đi qua mấy triệu năm. Ma nữ ý chí, còn chưa kịp tỉnh lại, Bùi Vũ Hàm cũng đã ở trong rừng rậm, vượt qua dòng giã một cái kỷ nguyên, vậy hoàn toàn chiếm cứ thân thể chủ quyền, để cho nàng thức tỉnh đổi được 10 phần khó khăn. Cho dù đến hiện tại, thân thể này, Bùi Vũ Hàm còn chiếm cứ quyền chủ động. Đem thân thể giao cho ta. Ma nữ thanh âm mang hù sợ ý, lớn tiếng quát mắng, muốn áp chế Bùi Vũ Hàm ý chí. Nhưng, Bùi Vũ Hàm biết, một khi để cho ma nữ thức tỉnh, rất có thể sẽ đưa tới động trời tai họa. Nàng răng cắn chặt môi, trông nom nội tâm ranh giới cuối cùng, bỏ mặc đầu óc bên trong ma nữ tinh thần đánh vào, như thế nào mãnh liệt, nàng cũng không chịu lui nhường chút nào. Ma nữ giận dữ, cùng Bùi Vũ Hàm rơi vào trạng thái giằng co,
cũng không biết trải qua bao lâu, có một hồi tiếng huyên náo từ đàng xa truyền tới. Hoàng hôn cự người tới. Ma nữ cười nhạt. Bùi Vũ Hàm ngẩng đầu vừa thấy, chỉ gặp xa xa có một từng đạo bóng người, cấp tốc bay vút tới, cầm đầu, chính là Hoàng hôn cự nhân và Vân Thương Chủng hai người, phía sau bọn họ đi theo tử thần giáo đoàn và hắc ám hồn tộc rất nhiều đệ tử, ào ào, khí thế đặc biệt hung mãnh. Hoàng hôn cự nhân, Vân Thương Chủng đoàn người, gặp được Diệp Thần và Bùi Vũ Hàm, đều là đại hỷ. Diệp Thần thằng nhóc này ở chỗ này. Ma nữ cũng ở đây. Hắn làm sao cùng một gỗ tựa như động một cái cũng không động. Chẳng lẽ là chúng ta? Đám người thấy Diệp Thần như pho tượng ngừng không nhúc nhích, trong chốc lát không rõ cho nên. Tốt cơ hội, thằng nhóc này xem ra là chúng ta, hoặc là chính là tiến vào trạng thái nào đó, làm thịt hắn. Hoàng hôn cự trong mắt người lướt qua một chút hung mang, vung tay lên, lập tức liền mang theo tử thần giáo đoàn các đệ tử, cuồng như vậy liều chết xung phong đi lên. Hắn nói muốn đánh trận đầu, quả nhiên cũng không nói nhảm, vừa thấy mặt liền ra tay. Vân Thương Chủng ánh mắt trầm xuống, biết sự việc không đơn giản như vậy, lại không có hành động thiếu suy nghĩ, và người thủ hạ đứng tại chỗ, yên lặng theo dõi kỳ biến. Rắc rắc sát, chỉ gặp hoàng hôn cự nhân nắm chặt quả đấm, xương cốt nổ vang, thân thể điên cuồng bành trướng, bắp thịt từng cục nổ tung, gân xanh nổi lên. Chung quanh không gian, toàn bộ nổ tung, từng tầng một vũ trụ hư không. Bị hoàng hôn cự nhân lực lượng mạnh mẽ, mở ra đi ra. Ngay chớp mắt, hoàng hôn người khổng lồ thân thể, liền dương cao đến ngàn vạn trượng, tầng tầng vũ trụ hư không ở hắn quanh người bay lượn, trời trăng sao lên xuống, mười phần nguy nga, thật thành một tôn đỉnh thiên lập địa nguy nga cự nhân. Mộ huyệt không gian tuy chừng mực, nhưng chính hắn mở ra vô số vũ trụ hư không, thân thể cao lớn như cũ hoạt động tự nhiên. Bùi Vũ Hàm thấy hoàng hôn cự nhân như vậy to lớn nguy nga hình dáng. Tại chỗ ngược lại hít một hơi khí lạnh, chỉ cảm thấy tự thân như con kiến hôi, hoàn toàn không cách nào đối kháng. Nàng đầu óc bên trong, ma nữ cảm giác được một màn này, cười lạnh nói ngươi là côn trùng, ngươi quả nhiên chính là côn trùng. Hoàng hôn cự nhân bất quá là ta ngày xưa dưới quyền, thực lực nhỏ nhặt không đáng kể, đem thân thể giao cho ta tới trừng phạt hắn. Đến lúc đó ngươi có thể cảm nhận được tay cầm tử thần lực lượng vĩ đại. Bùi Vũ Hàm nghe ma nữ nói, tâm thần có chút dao động, nhưng bản năng vẫn là kháng cự. Oanh! Mà lúc này, hoàng hôn cự nhân một quyền bạo giết tới, uy phá vũ trụ, trên nắm tay lại mang từng tầng một hoàng hôn chói lọi, như có thể mai táng chư thần, hùng bá vô cùng, thẳng hướng Diệp Thần và Bùi Vũ Hàm đánh tới. Bùi Vũ Hàm vội vàng giơ hai tay lên đón đỡ, thần đạo cảnh quy luật hội tụ thành bảo vệ tường, muốn ngăn trở hoàng hôn người khổng lồ đánh. Nhưng căn bản không dùng. Chỉ nghe phịch đích một tiếng, hoàng hôn cự nhân quả đấm như dễ như bớn, lập tức liền phá hủy Bùi Vũ Hàm bảo vệ tường. Bùi Vũ Hàm phốc xích một tiếng, máu tươi cuồng phún, sắc mặt trắng bệch, tại chỗ bị đánh bay. Chết đi, tiểu tử. Hoàng hôn cự nhân lại không có quản Bùi Vũ Hàm, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần sau lưng, cuồng như vậy một quyền, phá thiên liệt địa, như xuyên qua tinh thần hoàn vũ, hung hăng đánh vào Diệp Thần trên mình. Rắc rắc, một hồi thanh âm xương vỡ vụn vang lên. Nhưng, tan vỡ, cũng không phải là Diệp Thần xương, mà là hoàng hôn cự nhân quả đấm xương cốt. Ở đánh trúng Diệp Thần thân thể ngay tức thì, nắm đấm của hắn liên quan xương của cánh tay, lập tức liền gặp phải to lớn lực phản chấn đánh vào, tại chỗ nổ tung. Mà Diệp Thần thân thể, hình như là thế gian kiên cố nhất phách tường, không có bị chút nào rung chuyển. Hoàng hôn người khổng lồ quả đấm đập lên. Chỉ phát ra một cổ hoàng trung đại lã vậy thanh âm, phát người sâu tỉnh. Cái gì? Thấy một màn này, hậu phương Vân Thương Chủng, hoàn toàn sợ ngây người. Hoàng hôn cự nhân cũng là một mặt kinh ngạc, cho tới quên mất cánh tay đau đớn. Chỉ gặp Diệp Thần thân thể, luân hồi kim quang nổ bắn ra, ngút trời thủy khí tách thả ra, mạnh mẽ siêu phàm nguyên khí chập chờn thả ra, luân hồi nguyên thể vào giờ khắc này mở. Phong chi đồ đằng, nham đồ đằng, lửa đồ đằng. Ba đạo siêu phàm đồ đằng lóng lánh ra sáng chói nhất ánh sáng rực rỡ, vô cùng chói mắt. Diệp Thần từ lĩnh ngộ giống ngâm trạng thái bên trong, tỉnh hồn lại, quay đầu nhìn hoàng hôn cự nhân, lại nhìn xem Vân Thương Chủng, cười nói. Chỉ có các ngươi hai cái sao, chỉ ít người như vậy, muốn cùng ta đối kháng, vậy cùng chịu chết kém không nhiều. Nhìn Diệp Thần vậy rửng rưng bên trong, lại không có so cuồng vọng diễn cảm,
Vân Thương Chủng và Hoàng Hôn Cự Nhân, đều là chấn động chỉ. Bọn họ nhìn nhau, đều biết Diệp Thần có cuồng vọng tư cách. Lúc này Diệp Thần, cũng nhận được không thiếu cơ duyên, uống ba màu long tiên cỏ sau đó, luân hồi nguyên thể lửa đồ đằng thức tỉnh, lại luyện hóa hoàng kim long chảo, thực lực có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Hơn nữa, mới vừa hắn còn lĩnh ngộ đúc tinh long thần lưu lại rồng ngâm thần công. Hoàng Hôn Cự Nhân và Vân Thương Chủng, nhìn ngọc bích lên ký tự, cũng biết đó là loại nào đó cổ xưa thần bí thuật pháp, hơn nữa đã bị Diệp Thần lĩnh ngộ. Chủ nhân, Bùi Vũ Hàm thấy Diệp Thần tỉnh lại, kích động đến cơ hồ muốn ngất đi, mặt đỏ bừng. Cùng tiến lên, giết hắn. Hoàng Hôn Cự Nhân khẽ cắn răng, xông lên Vân Thương Chủng nháy mắt, biết Diệp Thần lợi hại, muốn chiến thắng nói, chỉ có liên thủ. Vân Thương Chủng nhưng là có chút chần chờ, bước chân rời về phía sau một chút. Diệp Thần giờ phút này bộc phát ra khí thế, thật là quá kinh khủng, hắn đạo tâm đang run rẩy, thật không dám cùng là địch. Hoàng Hôn Cự Nhân vốn là đã muốn xông tới, nhưng gặp Vân Thương Chủng sợ hãi không tiến lên, nhất thời lộ ra vẻ phẫn hận, nói, làm sao, người sợ. Vân Thương Chủng gương mặt trắng bệch, không có lên tiếng đáp lại. Diệp Thần cười một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Vân Thương Chủng nói, ta còn lấy vì ngươi bị sáu đuôi ăn, lúc đầu còn sống. Hắn gặp Vân Thương Chủng thân thể, như cũ hoàn mỹ không tổn hao gì, thân thể đường cong như pho tượng hoàn mỹ, nói. Cái này thiên đế thân, quy về ta. Viêm thiên đế đạo thống, ngươi còn không tư cách chấm mút. Tiếng nói rơi xuống, Diệp Thần cuồng như vậy ra tay, trên bàn tay lửa đồ đằng bùng nổ, ngút trời liệt hỏa nổ lên, liền hướng Vân Thương Chủng bắt đi, phải đem hắn đánh chết, cướp đoạt thiên đế thân. Vèo. Vân Thương Chủng đã sớm sinh lòng sợ hãi, chuẩn bị chạy trốn, vừa nhìn thấy Diệp Thần vẫy tay đánh tới, hắn ngay lập tức quay đầu chạy như điên. Cũng cho ta ngăn lại hắn. Vân Thương Chủng quát to một tiếng, vung tay lên, từng cái hắc ám sát khí tuôn ra, dưới tay hắn rất nhiều đệ tử, toàn bộ bị sát khí cuốn lấy, kéo tới đây, lâm vào là thịt thuẫn, là hắn ngăn cản Diệp Thần, hắn liền bỏ mạng chạy như điên. Bình bịch bịch, Diệp Thần bàn tay nghiền ép xuống, uy thế ngút trời, rất nhiều hắc ám hồn tộc đệ tử, kêu thảm thiết liên tục, trong nháy mắt liền bị nghiền là phấn vụn. Mà lúc này, Vân Thương Chủng vậy trốn được xa, mắt xem thì phải hoàn toàn bỏ chạy. Nhưng, Diệp Thần thong thả, nổi lên nội tức, khí xông lên cổ họng, rồi sau đó từ trong cổ họng bộc phát ra từng đạo hung mãnh âm tiết. Ô, cục cục, bá, mà, oanh. Những âm tiết này, tụ lại, kiểm hóa thành chấn động thương khung vậy rồng ngâm, chấn động thiên địa hoàn vũ, một cổ rồng ngâm sóng âm như nước thủy triều cuồng xông lên đi, thiên địa khí voi biến hóa, xuất hiện cuồng phong bạo vũ, có sấm sét ở trong hư không nổi lên, tí tách vang dội. Oanh, tí tách, mãnh liệt rồng ngâm sóng âm, đánh vào ở Vân Thương Chủng trên mình. Cùng lúc đó, cũng có từng cái sấm sét hung hăng bổ xuống, đánh trúng hắn. Vân Thương Chủng thân thể tại chỗ co quắp, đổ xuống đất, không có lực phản kháng chút nào. Diệp Thần bộc phát ra cự đại long hống, để cho được tử thần giáo đoàn rất nhiều đệ tử, tại chỗ đều bị chấn động được ngũ tạng lục phủ bể tan tành, Hoàng Hôn Cự Nhân cũng là mặt lộ vẻ sợ hãi. Hậu phương Bùi Vũ Hàm, xít sao che lỗ tai, cũng là bị sợ được mặt không người sắc. Diệp Thần ánh mắt như điện, bàn tay hóa thành to lớn hoàng kim long chảo, như có thể trích tinh cầm tháng, đem té xuống đất Vân Thương Chủng, bắt. Vân Thương Chủng con ngươi, đã là một phiến tuyệt vọng cho tàn, đạo tâm đều bị Diệp Thần rồng ngâm đánh vỡ. Diệp Thần thấy hắn bộ dáng này, trong đầu nghĩ, đúc tinh long thần lưu lại rồng ngâm thần công, quả nhiên lợi hại. Hắn mới vừa bùng nổ rồng ngâm, chính là từ ngọc bích trên lĩnh ngộ được rồng ngâm thần công. Đúc tinh long thần rồng ngâm thần công, có rất nhiều biến hóa kỳ diệu, có bão triệu hoán, hàng phục hung thú, xua tan yêu tà, chấn áp ý chí, lửa trời triệu hoán, băng xương triệu hoán, anh linh triệu hoán vân. Vân, Diệp Thần lĩnh ngộ rồng ngâm, hàm chứa gió bão triệu hoán biến hóa, rồng ngâm thi triển ra sau đó, có thể triệu hoán gió bão sấm sét. Hiện ở chung quanh mộ huyệt không gian, còn tràn đầy mưa xối xả cùng sấm khí tượng, chính là Diệp Thần rồng ngâm mang tới khí tượng biến hóa. Mà coi như coi thường gió bão triệu hoán khí tượng, chỉ là rồng ngâm bản thân mang theo mãnh liệt sóng âm đánh vào, cũng đủ để đem người đạo tâm, nghiền được nghiền. Vân Thương chuẩn bị rồng ngâm đánh vào, đạo tâm đã là bể nát, trong ánh mắt vạn niệm câu hôi, chỉ có sợ hãi cùng tuyệt vọng. Luân hồi chi chủ,
tha mạng. Vân Thương Chủng bi thương cầu xin tha thứ, Diệp Thần thực lực tiến bộ nhanh, hoàn toàn vượt qua hắn dự liệu, hắn đã hoàn toàn không phải địch thủ. Tha ngươi. Xin lỗi, sợ rằng không thể như ngươi mong muốn. Ta cho ngươi tối đa là một thống khoái. Đạo tông chú đan thuật, luyện hóa cho ta. Diệp Thần lộ ra vẻ ác liệt nụ cười, không chút do dự nào, Hoàng Kim Long chảo tuôn ra một cổ màu xanh lam đạo uẩn chói lọi, đạo tông chú đan thuật trình độ cao nhất thi triển ra. Vân Thương Chủng tại chỗ hét thảm lên, cả người bắt đầu vặn vẹo, hòa tan, cháy, rất nhanh liền hoàn toàn bốc hơi, hóa thành một món màu đỏ thẫm đan khí. Diệp Thần giờ phút này luân hồi nguyên thể mở dưới, thi triển ra đạo tông chú đan thuật, cũng thay đổi được vô cùng mạnh mẽ, không phải cầm Vân Thương Chủng luyện chế thành đan dược, mà là trực tiếp bốc hơi hết, đem hắn luyện hóa thành một món đan khí. Cái này một món màu đỏ đan khí, hàm chứa viêm thiên đế người tinh hoa, còn có đúc tinh long thần vảy rồng tinh hoa. Diệp Thần miệng to hút một cái, liền đem đan khí hút vào thể. Viêm thiên đế thân xác, đúc tinh long thần vảy rồng, tất cả tinh hoa, đều bị hắn hấp thu, chỉ cần lại tiêu hết thời gian hoàn toàn tiêu hóa hết, hắn tin tưởng mình có thể đột phá.